Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, chuyendocviet.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Gian Khách của tác giả Miêu Nị. Tập 77. Chương 761, Đóa Thu Cúc Trắng trong đêm tối. Ít nhất đã có đến 3 viên đạn khủng bố bắn trúng phần thân thể bên ngoài bộ áo chống đạn, tuy rằng miệng vết thương đang được sức mạnh cơ bắp đè ép cho nhỏ lại, khiến cho tốc độ máu chảy ra chậm hơn bình thường rất nhiều, nhưng mà những mảnh đạn vỡ vẫn còn ở lại bên trong cơ thể đang thôn phệ đi lực sinh mệnh của cơ thể hắn. Tại thời điểm nguy hiểm như thế này, cỗ máy vi tính Trung ương Liên bang cũng không đợi đến lúc Hứa Nhạc hướng lên trên bầu trời đêm hô lớn rằng mình sắp chết, cũng đã phi thường nhanh chóng cung cấp cho hắn hết thảy những tin tức mà nó có thể cung cấp. Bên trong đồng tử mắt trái của hắn rõ ràng thể hiện ra vô số những mạng lưới ánh sáng dày đặc phức tạp. Vô số những thân thể mô phỏng đánh số công dân dày đặc đặc xuất hiện, không ngừng rất nhanh di động trên các mạng lưới mô phỏng kia. Bọn họ đang rất nhanh hướng về phía vị trí của chính bản thân mình mà phóng chạy tới. Bởi vì nhân số lần này thật sự là quá nhiều, cho nên những mã số công dân xuất hiện trên đỉnh đầu của bọn họ thậm chí bị chồng điệp lẫn nhau, cũng chỉ có thể nhìn thấy một vài con số ngắn phía trước mà thôi. Trong lần hành động thứ ba này, Hứa Nhạc rốt cuộc đã gặp phải sự khó khăn to lớn từ trước đến giờ chưa từng gặp qua. Hắn vừa mới tiến vào bệnh viện đã liền gặp phải sự tập kích vô cùng mãnh liệt, có thể nói là lọt vào bẫy hoặc là mai phục của đối phương. Nhưng mà phán đoán chính xác hơn một chút, kỳ thật nguyên nhân rất đơn giản. Chính là do các cơ cấu cường đại bên trong chính phủ liên bang sau khi suốt hai lần liên tiếp để cho hắn thành công tiến hành ám sát, liền phẫn nộ mà gần như điên cuồng điều động toàn bộ lực lượng khổng lồ có thể có của một bộ máy chính quyền cường đại nhất vũ trụ, bằng vào nguồn tài nguyên to lớn khủng bố trí một mạng lưới hỏa lực dày đặc khắp bốn phía xung quanh tất cả những mục tiêu mà Hứa Nhạc có khả năng sẽ ám sát. Hơn nữa cũng phải nói là do vận khí của hắn lần này phi thường không tốt, cái ban ngành được mệnh danh là biệt đội cặp mắt ti hí kia sau khi trải qua suốt một đêm dày vò thống khổ tính toán xong, đã gần như là liều mạng đánh bậy vậy, một phen đen tất cả lực lượng cường đại dưới quyền mình phân ra làm hai chi bộ đội chiến đấu đặc thù. Cả hai chi bộ đội chiến đấu này mặc kệ những mục tiêu khác, lúc nào cũng ẩn nấp bên xung quanh bệnh viện này, ôm cây đợi thỏ. Lúc trước một tràng chiến đấu phi thường kịch liệt bên dưới tầng trệt, Hứa Nhạc gặp phải chính là một chi bộ đội trong đó. Sức chiến đấu của chi bộ đội đặc thù này phi thường cường hãn, bọn họ tựa hồ như nắm bắt được phương thức mà cỗ máy vi tính Trung ương Liên bang tiến hành trợ giúp Hứa Nhạc. Ít nhất là có thể lợi dụng những trình tự định vị thể hiện nào đó, trầm mặc lặng lẽ đem chính mình che giấu bên trong những phiến quang điểm mà lão già kia thể hiện bên trong đồng tử mắt của Hứa Nhạc. Một khi bọn họ phát hiện được tung tích của Hứa Nhạc, liền sẽ biến thành những cỗ máy móc giết người dị thường khủng bố. Bọn họ quả thật đều là những cỗ máy giết người khủng bố, cho dù là Hứa Nhạc. Khi đối mặt với những gã chiến sĩ tinh nhuệ mà tốc độ phản ứng của thân thể cùng với thực lực cận chiến đều vượt hơn hẳn những chiến sĩ đặc chủng bình thường của liên bang, cũng cầm phải dốc không ít sức lực mới có thể bảo toàn được sự an toàn. Ở trên người đối phương chảy xuôi một loại hương vị cường hãn mà hắn cảm thấy có chút quen thuộc. Trong tràng chiến đấu cực kỳ kịch liệt kia, hắn suýt chút nữa đã bị đối phương bao vây giết chết rồi. Cuối cùng hắn đành phải liều mạng chấp nhận nguy hiểm để cho thân thể mình bị trúng đạn, mạnh mẽ phóng vọt vào trong thông đạo thoát hiểm của bệnh viện, trong khoảnh khắc đánh bại 6 người, sau đó mạnh mẽ mở ra đường thông đạo của thang máy, bám víu vào những sợi dây thừng rắn chắc, leo lên trên lầu, tạm thời kéo dài khoảng cách với sự nguy hiểm. Ngay trong khoảnh khắc mạnh mẽ lao vào thông đạo thoát hiểm của bệnh viện, mặt ngoài bên trên bộ giáp chống đạn cứng rắn trên người hắn đã có thêm sau khỏa hoa đạn đen xì lưu lại trên đó, hai chân cùng với phần vai phải thì lại là ngay lập tức dính 4 phát đạn. Dưới sự cảnh cáo phi thường mãnh liệt do lão già kia phát ra, bên trong đồng tử mắt trái của hắn càng ngày càng có thêm nhiều những quang điểm từ các khu vực xung quanh không ngừng hội tụ lại tại bệnh viện. Nhưng mà Hứa Nhạc chỉ thoáng trầm mặc ngẫm nghĩ không đến nửa giây đồng hồ, liền từ bỏ ý niệm tạm thời rời đi trong đầu mình, trực tiếp bám lên các sợi dây thừng rắn chắc của thang máy, leo thẳng lên trên. Sau đó hắn lại trực tiếp bộc phát ra cỗ lực lượng khủng bố trong cơ thể mình, đột kích bất ngờ vào gian phòng bệnh xa hoa, chấm dứt đi sinh mệnh của nghị viên Bão Nhĩ Sâm. Những quang điểm càng ngày càng tập trung lại dày đặc hơn, giống hệt như là một đàn ong đang tập hợp lại dưới ánh nắng mặt trời vậy, làm cho người ta nhìn thấy,
da đầu cũng phải rung lên vì sợ hãi. Hứa Nhạc thông qua đồng tử mắt trái có thể tinh tường nhìn thấy rõ ràng, ở tại hai đầu của hành lang bên ngoài gian phòng bệnh kia đang có vô số những quang điểm tụ tập. Hơn nữa, những quang điểm này lại dần dần hóa thành những hình dáng nhân thể mô phỏng ba chiều, hẳn chính là đám bộ đội vừa mới chiến đấu kịch liệt bên dưới tầng trệt kia đã kịp lên tới rồi. Nhưng mà những gã chiến sĩ tinh nhuệ cường đại này cũng không có ngay lập tức khởi xướng công kích, mà là bình tĩnh dùng những loại khí giới hỏa lực cao phong tỏa dày đặc mọi lối ra, cùng đợi thêm càng nhiều sự hỗ trợ khác đang không ngừng kéo tới. Hắn phóng nhanh lại phía cái giường bệnh bên trong, không một chút do dự ôm nhanh thi thể của vị nghị viên Bảo Nhĩ Sâm đã chết kia, hướng ra bên ngoài cửa sổ mà ném qua. Trong thanh âm răng rắc giòn tan của cánh cửa sổ thủy tinh vỡ tan, thi thể của nghị viên tiên sinh vừa mới rơi xuống không đến nửa thước, trên người liền có thêm mấy cái lỗ máu phi thường khủng bố. Ngay sau đó, thanh âm nổ vang của loại đạn súng trường phá giáp khủng bố đặc biệt của loại súng trường bắn tỉa 2126 mới cực kỳ thê lương vang lên. Tay súng bắn tỉa vương bài của chi bộ đội cặp mắt ti hí lúc này đã vào đúng vị trí của mình. Xa xa chợt truyền đến một tiếng phốc vang nho nhỏ, trên một tòa kiến trúc cao tầng nào đó trên phố đối diện, hệ thống đèn pha quân dụng đã được mở ra. Một phen đem bức tường bên ngoài của tòa nhà bệnh viện chiếu rọi thành một mảnh không gian trắng toát, giống như là ánh sáng mặt trời giữa trưa vậy. Bên trong bệnh viện lúc này sớm đã bị các chi bộ đội tinh nhuệ nhất hoàn toàn khống chế rồi, cho dù Hứa Nhạc có bám theo đường thang máy cuồng sát lao xuống, thì cũng không có biện pháp giết chết hết thảy đám binh sĩ đang không ngừng cuồn cuộn vọt tới kia. Mà con đường bên ngoài vách tường thì hệ thống đèn pha quân dụng cùng với không biết bao nhiêu khỏa súng trường bắn tỉa 2126 đã hoàn thành sự phong tỏa vô cùng hoàn mỹ, trực tiếp đoạn tuyệt toàn bộ khả năng hắn bằng vào lực lượng cường đại cùng với thân hình cứng rắn mà phá cửa sổ bám vách tường rời đi rồi. Ánh mắt của Hứa Nhạc lúc này khẽ nheo lại một chút. Mãi đến giờ phút này hắn rốt cuộc cũng đã có thể cảm nhận được chỗ đáng sợ của bộ máy chính phủ liên bang khổng lồ này rồi. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn đến như thế, đối phương liền làm ra những phản ứng cường đại như vậy, một phen đem chính mình hoàn toàn đẩy vào tuyệt cảnh. Không có sợ hãi, cũng không có bối rối, bản thân hắn từ 12 tuổi đã liền dám giết người. Ở tiền tuyến đã từng gặp qua vô số lần sinh tử, cả đời này hắn đã từng trải qua những cục diện càng gian nan hơn rất nhiều rồi. Lúc đó hắn còn có thể sống sót chạy thoát, thì giờ phút này phảng phất như là những tràng cảnh đó lại lặp lại một lần nữa mà thôi. Hắn gỡ khẩu súng chống tăng X9 trên vai xuống, đem cái nòng súng đen ngòm nhắm ngay vào phần vách tường ngay chính giữa của hai cái cửa sổ lớn trong gian phòng bệnh, khu động cò súng. Viên đạn với khả năng phá hoại cực kỳ khủng bố nhất thời đem bức tường bệnh viện làm bằng vật liệu tổng hợp nhất thời cắt ra thành một cái vòng tròn lớn. Đột nhiên trong đúng lúc này, ngay tại phần chân tường phía sau lưng Hứa Nhạc, nơi phần còn lại của cánh cửa phòng bệnh chợt xuất hiện một chùm mưa đạn cực kỳ dày đặc. Đám bộ đội liên bang ở bên ngoài phòng bệnh đã làm tốt công tác chuẩn bị, bắt đầu mạnh mẽ tiến hành công kích. Trong tiếng bước chân dồn dập cùng với tiếng đạn vang dày đặc, Hứa Nhạc không một chút do dự hướng về phía lỗ hổng trên tường vừa mới tạo thành kia mà lao thẳng ra. Bức tường bên ngoài bệnh viện dưới sự chiếu rọi của ánh đèn pha quân dụng liền biến thành một mảnh trắng loá sáng rực, phảng phất như là một màn hình TV do trình chiếu một bộ phim lậu chất lượng kém, đến lúc quan trọng lại biến thành một mảnh trắng sáng vậy. Tất cả những thứ xuất hiện trên cái màn hình đó đều có vẻ như là phi thường rõ ràng chi tiết. Nhất là ở trong cái ống nhắm quang điện của khẩu súng nằm trong tay của tay súng bắn tỉa vương bài kia. Thậm chí ngay cả dấu vết bỏ chạy tốc độ cao của một con thằn lằn bị dọa kinh hoàng ngoài vách tường cũng có thể nhìn thấy vô cùng rõ ràng. Ầm, một tiếng nổ vang nhất thời phát ra. Bức tường bên ngoài của tầng lầu 27 của tòa nhà bệnh viện đột nhiên tuôn trào ra vô số những mảnh vỡ, hướng về phía con đường bên dưới mà rơi ra. Cơ hồ đồng thời trong khoảnh khắc đó, một thân ảnh liền theo cái vách tường vừa bị phá vỡ kia đã lao thẳng ra. Giống như là một người vừa nhảy vực tự sát vậy, dứt khoát mà kiên quyết lao thẳng xuống mặt đất bên dưới. Những tay súng bắn tỉa này dựa theo sổ tay quân sự cùng với yêu cầu kỷ luật chiến thuật lần này, chia ra nhắm thẳng vào hai cái cửa sổ rộng rãi của gian phòng bệnh trên tầng 27 kia. Tuy rằng tất cả bọn họ đều tin tưởng rằng không có kẻ nào sẽ điên cuồng đến mức từ cửa sổ tầng 27 mà lao xuống để trốn chết cả. Nhưng mà bởi vì cái mục tiêu bên trong gian phòng bệnh kia chính là Thượng tá Hứa Nhạc, cho nên bọn họ không thể không tin tưởng theo yêu cầu chiến thuật được. Mà cũng chính bởi vì quá mức tin tưởng cùng với cảnh giác vào năng lực khủng bố của Hứa Nhạc,
cho nên toàn bộ lực chú ý cùng với tinh thần của bọn họ đều tập trung chăm chăm vào hai cái cửa sổ, mong muốn một kích tất chúng, không cấp cho đối phương bất cứ một cơ hội nào cả. Một sự chuyên chú cao độ cùng với sự khẩn trương về mặt tinh thần hoàn toàn có thể trợ giúp những tay súng bắn tỉa vương bài làm ra những phản ứng nhắm bắn nhanh hơn so với bình thường rất nhiều. Nhưng mà cũng chính điều đó sẽ làm cho khi bọn họ thay đổi mục tiêu nhắm bắn sẽ trở nên chậm chạp hơn so với bình thường rất nhiều. Bởi vì đám bọn họ hoàn toàn không nghĩ đến, Hứa Nhạc đối với cục diện tràng chiến đấu này lại có sự phán đoán nhanh chóng cùng với quỷ dị đến như thế. Tựa hồ ngay khi cái đèn pha vừa mới mở lên, hắn liền quyết định lựa chọn con đường bên ngoài vách tường bệnh viện mà trốn đi. Thế nhưng hắn cũng không lựa chọn phá cửa sổ, mà là mạnh mẽ phá một lỗ hổng trên vách tường chắc chắn. Bằng 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 bằng, những thanh âm viên đạn bắn tỉa rời khỏi nòng súng thanh thúy mà thê lương chợt vang vọng lên trong màn đêm. Trên mặt tường màu trắng sáng chói của bệnh viện kia chợt tuôn lên vài đám bụi mù phi thường khủng bố. Nhưng mà không ngờ lại không có một phát nào bắn trúng được cái thân ảnh đang ôm bụng, dùng tốc độ cao lao xuống dưới kia. Những giọt huyết châu từ trong tay áo bên phải của hắn bị những luồng gió đêm thổi quét bay ra khỏi cổ tay, trong mắt những người bên dưới giống như là phi thường quỷ dị bay ngược lên trên trời vậy. Sắc mặt Hứa Nhạc lúc này đã trắng xanh, ánh mắt đang khẽ nheo lại thì lại sáng ngời dị thường. Cảm nhận được những luồng gió lạnh lẽo đang đập mặt mà tới kia, Hứa Nhạc dùng tốc độ không thể nào tin nổi mà tiếp thu cùng với tiêu hóa những báo cáo tốc độ cùng với độ cao mà lão già kia đang rất nhanh truyền đến. Phốc một tiếng nhỏ, Hứa Nhạc đã mở ra hai tay cùng với hai chân của chính mình. Miếng vải bố hình tam giác chuyên dụng của đám bộ đội đặc chủng sử dụng khi hạ cánh tầm thấp nối liền giữa hai ống tay áo cùng với thân thể trong khoảnh khắc này đã phát huy được tác dụng phi thường quan trọng. Trong khoảnh khắc nó liền gánh vác một lượng lớn sức nổi của không khí, đem tốc độ rơi xuống của Hứa Nhạc giảm xuống đến một trình độ đủ cho hắn có khả năng làm ra phản ứng. Cực kỳ nhanh chóng rút mạnh thanh dao găm đặc chế luôn dắt tại ống chân trái ra, sau đó nhanh như tia chớp đâm mạnh vào trong bức tường làm bằng loại vật liệu tổng hợp phi thường cứng rắn bên cạnh mình. Bởi vì nguyên nhân vật liệu đặc thù, cho nên cũng không có tạo thành bất cứ một tia lửa nào cả. Cũng chỉ có những thanh âm ma sát kịch liệt khiến kẻ khác tê răng, cùng với một mùi vị cay nồng gai mũi ở trong bầu trời đêm nhanh chóng tản ra mà thôi. Lưỡi dao găm sắc bén ở bên ngoài bề mặt bức tường càng xuống dưới lại càng đâm sâu vào hơn, cắt qua trên bề mặt vách tường một khoảng cách ước chừng cả một tầng lầu. Rốt cuộc cũng thành công đem tốc độ ôm bụng rơi xuống của Hứa Nhạc hạ chậm lại một chút nữa. Bằng tay súng bắn tỉa vương bài phản ứng nhanh nhất trong số những tay súng bắn tỉa ẩn nấp trên các tòa nhà bốn phía. Xung quanh tòa nhà bệnh viện kia lúc này cũng đã hoàn thành được việc bắn ra viên đạn thứ hai của chính mình. Nhưng mà bởi vì phương thức mà Hứa Nhạc lựa chọn thoát đi thật sự quá mức kinh người, tốc độ xoay chuyển thân thể của hắn cũng biến hóa quá nhanh, khiến cho tay súng bắn tỉa vương bài này căn bản không kịp tiến hành hiệu chỉnh đường đạn trước khi bắn một cách chính xác được. Cái đầu đạn phi thường khủng bố kia chỉ kịp bay sát qua phần vai phải của Hứa Nhạc, oanh kích thành một lỗ đạn thật sâu bên ngoài vách tường bệnh viện mà thôi. Có phát súng thứ nhất liền sẽ có tiếp phát súng thứ hai. Bản thân Hứa Nhạc đang bằng vào con dao găm cùng với lực lượng khủng bố bên trong cơ thể chính mình, mạnh mẽ làm giảm lại tốc độ rơi xuống. Căn bản không có biện pháp tránh thoát khỏi những phát nhắm bắn liên hoàn ngay lập tức sẽ lao tới kia. Trừ phi lờ hắn lựa chọn buông bàn tay đang nắm chặt thanh dao găm kia ra, đem thân thể ra tốc rơi xuống với tốc độ vượt khỏi sự dự đoán của đám tay súng bắn tỉa kia. Nhưng mà giờ phút này thân thể của Hứa Nhạc đại khái là vẫn còn ở vị trí tầng lầu thứ 10. Mặt đất chìm trong bóng đêm dưới ánh sáng dị thường của bức tường bị đèn pha chiếu rọi nhìn qua có vẻ như là xa xăm vô tận vậy. Giống như là một cái vực sâu nhìn không thấy đáy. Hơn nữa cộng thêm sự gia tốc trong lúc thân thể chính mình đang rơi xuống. Nếu như bây giờ lựa chọn buông thanh dao, găm ra, cứ như vậy mà nhảy xuống dưới, cho dù có là quân thần Lý Thất Phu năm đó đi chăng nữa, chỉ sợ cũng không có bất cứ cơ hội sống sót nào. Trong cái hoàn cảnh nhìn qua như là phi thường tuyệt vọng này, Hứa Nhạc đã làm ra một quyết định phi thường đơn giản. Hắn buông lỏng bàn tay đang nắm chặt thanh dao găm đặc chế, thân thể lại gia tốc rơi thẳng xuống phía dưới, né tránh trong gang tấc một viên đạn bắn tỉa vừa mới lướt ngang qua thân thể. Thân thể hắn cực kỳ quỷ dị khẽ uốn éo một chút bên trong không trung. Cánh tay phải hoàn toàn vượt ra ngoài sự tưởng tượng của mọi người về khả năng móc ngược cực hạn về phía sau, mạnh mẽ mà nặng nề chụp được phần mái che bên trên một cánh cửa sổ. Bên trên cánh cửa sổ kia có đặt một chậu hoa thu cúc màu vàng vô cùng xinh đẹp.
Lúc này chậu hoa màu vàng đã bị ánh đèn pha quân dụng cực sáng chiếu rọi khiến cho biến thành một màu trắng tươi run rẩy. Ngay trong nháy mắt khi mà bề mặt bàn tay kia cùng với phần mái che bên trên cánh cửa sổ tiếp xúc với nhau. Trên phần mái che làm bằng loại vật liệu hợp kim cứng rắn cũng phải bạo xuất ra vô số những vết rách cực dài, phát ra một đạo tiếng vang cực kỳ chói tai. Thân thể của Hứa Nhạc nương theo cỗ lực lượng phản chấn kinh khủng này, thật mạnh uốn người một cái. Sau đó ở trong không trung đem thân thể vẽ ra thành một đạo đường cong phi thường tuyệt vời, bằng vào một tốc độ mà mắt thường gần như không thể nhìn thấy kịp. Đánh mạnh hai chân ra phía sau, theo quán tính dùng hai bàn chân đá văng đi lớp kính thủy tinh cửa sổ cường hóa trên bức tường, sau đó biến mất không thấy đâu. Tiếng súng trường bắn tỉa thê lương kể từ sau đó cũng không hề vang lên thêm lần nào nữa. Bên dưới con đường cạnh bệnh viện rõ ràng vang lên những tiếng rít gào của các còi xe cảnh sát. Lúc này cảm giác của tất cả mọi người không ngờ lại là cực kỳ yên lặng như thế, phảng phất như là một mảnh tĩnh mịch vậy. Trong màn đêm hắc ám âm trầm, bức tường bên ngoài của tòa nhà bệnh viện lại sáng rọi như là ban ngày. Trong tầm nhìn của đám tay súng bắn tỉa vương bài kia, Hứa Nhạc phá vỡ trên tường một lỗ hổng, lăng không nhảy xuống. Trên đường làm ra mấy lần giảm tốc độ rơi cực kỳ cường hãn, sau đó lại chui ngược trở lại vào bên trong bệnh viện, biến mất bên dưới ánh đèn pha sáng rực. Toàn bộ quá trình cũng chỉ là chuyện tình xảy ra trong một cái chớp mắt mà thôi. Cái bức tường bên ngoài tòa nhà bệnh viện kia phảng phất như là biến thành một mảnh sân khấu màu trắng vậy, mà cái gã nam nhân kia ở dưới ánh đèn sân khấu sáng ngời. Hướng về phía toàn bộ liên bang thể hiện ra một màn hình ảnh không thể nào tưởng tượng nổi, đại biểu cho sự cường hãn khủng bố cùng với tinh thần không sợ hãi. Ngay tại nơi lỗ hổng thủy tinh vỡ tối om ở tầng 9 tòa nhà bệnh viện, gió đêm lạnh lẽo càng không ngừng chui vào bên trong đó, thổi quét cho tấm màn cửa tung bay đầy bất an. Còn phía trên cánh cửa sổ kia, chậu hoa cúc, bằng sứ lúc này đã vỡ vụn thành vô số mảnh. Đóa hoa cúc bị ánh đèn chiếu rọi thành màu trắng bệch lúc này đã vô lực rơi xuống khỏi cửa sổ, nhẹ nhàng phiêu đãng bay lượn trong không trung. Chương 762, đuổi theo tàu hỏa cao tốc. Những luồng tín hiệu điện tử thông qua hệ thống đường truyền cổ xưa nhất, hiện tại trong liên bang cũng chỉ có thể nhìn thấy trong các viện bảo tàng lịch sử hoặc là trong các tiểu tổ khoa học kỹ thuật của học sinh tiểu học mà thôi. Thông qua bốn phương tám hướng các nơi tại đặc khu thủ đô, xuyên thấu vào bên trong cái tòa nhà với căn phòng được sơn phết cái đồ án cặp mắt ti hí màu đỏ rực kia, biến thành vô số những thanh âm tiếng chuông leng keng đinh tai điếc óc vang lên liên miên không dứt bên tai mọi người. 20 vị chuyên viên giải mã âm thanh chuyên nghiệp thanh xuân xinh đẹp được điều tới từ mấy công ty xí nghiệp thuộc rất nhiều. Cơ cấu thư tín liên bang của khắp nơi trong các đại khu rất nhanh lắng nghe những tiếng chuông tình báo tập hợp từ rất nhiều nơi này. Sau đó rất nhanh dùng phương thức viết tay tốc ký, ghi nhận những cái tin tức này lên các phiến giấy vô cùng sang quý. Chuyển sang cho các nhân viên chuyển giao nhanh chuyên nghiệp đang đứng đợi ngay phía sau lưng, dùng tốc độ nhanh nhất mà chuyển lên trên tầng thứ 2 của tòa nhà. Cái ban ngành đặc thù, biệt đội cặp mắt ti hí phụ trách chính cho hành động bắt hoặc là giết Hứa Nhạc này. Giờ phút này đã có được quyền chỉ huy cao nhất của đại bộ phận các chi bộ đội hành động đang tản ra khắp nơi bên trong đặc khu thủ đô này. Ngay khi tin tức tình báo từ phía tòa nhà bệnh viện vừa mới truyền tải về, được bọn họ tiến hành tập hợp lại, sau đó tiến hành các công tác tính toán tương quan. Cuối cùng mới có thể được các chuyên gia cao cấp nhất đem tin tức tình báo truyền thẳng lên trên bộ phận cấp bậc cao nhất bên trong chính phủ liên bang. Dựa vào những chi tiết cụ thể mà phức tạp này, có thể rõ ràng nhìn ra được, bên phía chính phủ liên bang vì muốn tiêu diệt Hứa Nhạc, quả thật đã làm ra những bố trí phi thường cẩn thận mà cường lực. Mấy phút đồng hồ sau đó, bên trong văn phòng chỉ huy ngầm bên dưới lòng đất của dinh thự tổng thống, một gã trung tá tay sờ nhẹ vào tai nghe mini đặt trong lỗ tai, xoay người sang nhìn về phía tổng thống tiên sinh đang ngồi bên bàn làm việc bên cạnh, xử lý những sự vụ hàng ngày của liên bang, nói nhanh: "Thượng tá Hứa Nhạc đã bị trọng thương." Câu bút điện tử sang quý nằm trong tay tổng thống mặt bố nhĩ tiên sinh khẽ ngưng lại một chút. Ông ta thoáng ngẩng đầu lên, bình tĩnh nói, xem như cuối cùng cũng có một cái tin tức tốt. Kế hoạch hành động kế tiếp an bài như thế nào rồi? Anh ta đã thoát khỏi tòa nhà bệnh viện. Gã trung tá rất nhanh hướng về phía tổng thống tiên sinh cùng với những vị đại nhân vật có mặt trong văn phòng sự vụ mà báo cáo tình hình. Về những phương hướng anh ta có khả năng lẩn trốn, biệt đội cặp mắt ti hí đang tiến hành tính toán cùng với do thám. Tổng thống mặt bố nhĩ tiên sinh cũng không có bất cứ phản ứng nào cả, ánh mắt thoáng cúi xuống, tiếp tục rất nhanh đọc qua một lượt tài liệu điện tử ngay trước mặt mình.
ngay khi bên phía tòa nhà bệnh viện gặp chuyện không may, liền ngay tức khắc bên phía dinh thự Tổng thống đã nhận được tin tức. Tổng thống Mặt Bố Nhĩ đã dưới sự yêu cầu kịch liệt của nhân viên cục đặc cần, băng xuyên qua con đường thông đạo tiến vào trong căn phòng chống đạn chắc chắn, canh gác cực kỳ xâm nghiêm nằm sâu bên dưới lòng đất này. Nhưng mà những cái sự vụ chính phủ đang cần ông ta phải xử lý kia lại cũng phải tiếp tục xử lý. Tổng thống Mặt Bố Nhĩ ngay từ đầu đã không thích nghị viên Bảo Nhĩ Sâm, cái gã thuộc hạ theo phe phái đầu cơ chính trị ý chí không chút kiên định này cho dù có chết đi. Đối với bản thân ông ta mà nói cũng không tạo thành bất cứ đả kích tâm lý nào cả. Trên thực tế, những công tác bố trí phòng thủ mà biệt đội cặp mắt Ti Hí tiến hành xung quanh tòa nhà bệnh viện kia, hết sức rõ ràng là cũng không phải đem sự an toàn tính mạng của vị nghị viên tiên sinh kia đặt lên làm mục tiêu hàng đầu. Chỉ có điều tất cả mọi người đều không ngờ đến chính là, rõ ràng là đã một phen đẩy Hứa Nhạc Lâm vào tuyệt cảnh, không ngờ hắn lại còn có thể thành công chạy thoát đi được. Tuy rằng hiện tại hắn đã bị trọng thương rồi, nhưng mà hắn khẳng định sẽ không lựa chọn như vậy mà dừng tay hoặc là chạy thoát đi. Cây bút điện tử nằm trong tay Tổng thống tiên sinh lại một lần nữa cứng đờ lại. Ông ta chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn về phía gã trung tá bên cạnh bàn cùng với đám thành viên nội các đang ngồi trên bộ sa lông trước mặt. Thanh âm trầm thấp mà hữu lực, nói, với tính cách trước giờ của Hứa Nhạc, chỉ cần hắn còn chưa chết, như vậy hắn cũng sẽ không bao giờ đình chỉ chiến đấu. Một lát sau, trên gương mặt ngăm đen của ông ta đột nhiên hiện lên một nụ cười với những tia tình cảm phi thường phức tạp. Tổng thống Mặt Bố Nhĩ mang theo một tia tự giễu trào phúng nhàn nhạt, nói, chúng ta đều là những người có tính cách giống nhau cả. Nếu như ta có được năng lực giống như hắn vậy, có lẽ ngay cả ta cũng sẽ làm như vậy thôi. Cái gian văn phòng chỉ huy nằm sâu bên dưới lòng đất này, hoàn toàn có thể thừa nhận được công kích trực tiếp của chủ pháo chiến hạm mà không hề có chút rung chuyển nào, có thể tưởng tượng được nó nằm sâu đến mức nào. Những áp lực mãnh liệt của mặt đất bốn phía xung quanh vào giờ khắc này phảng phất như là từ bốn vách tường xung quanh mà thẩm thấu vào, khiến cho mật độ không khí trong phòng chợt gia tăng lên một chút, khiến cho những người đang có mặt trong gian phòng này đều cảm giác được không khí có chút dính dấp khó thở. Hơn nữa, tất cả mọi người trong phòng hiện tại cũng không biết làm thế nào để ứng phó với câu nói đầy cảm khái của Tổng thống tiên sinh, cho nên bên trong phòng nhất thời lâm vào một mảnh trầm mặc. Cũng chỉ có thanh âm nhàn nhạt của hệ thống thiết bị duy trì hệ thống sinh thái ở bên kia đầu thông đạo, cùng với những luồng hơi trầm đục do những buồng phổi mọi người không ngừng tản ra mà thôi. Hiện tại cái mà Hứa Nhạc cần chính là một khoảng không gian tương đối yên tĩnh, an toàn để tiến hành công tác sơ cứu trị liệu ban đầu. Ít nhất hắn cũng cần phải cầm máu đã. Đúng như những gì mà Tổng thống tiên sinh phán đoán, hắn tuyệt đối sẽ không rời khỏi đặc khu thủ đô. Như vậy hắn cũng vẫn như cũ chỉ có thể chui trở lại hệ thống đường ống dẫn nước ngầm trong lòng đất mà thôi. Tướng quân Lý Tại Đạo phá vỡ bầu không khí tĩnh mịch trong phòng, khẽ mỉm cười nhàn nhạt nhìn mọi người, nói, trải qua những công tác chuẩn bị kỹ thuật mấy ngày hôm nay cùng với hệ thống phân hình từ xa, chúng ta đã hoàn toàn nắm giữ toàn bộ những lối vào hệ thống đường dẫn nước ngầm trong vòng 15 km bốn phía xung quanh bệnh viện rồi. Hai chi bộ đội chiến đấu đặc chủng chịu sự quản lý trực tiếp của biệt đội cặp mắt Ti Hí kia. Một chi bộ đội đã ở bên trong tòa nhà bệnh viện thành công bắn bị thương Hứa Nhạc, một chi bộ đội khác hiện tại đang ở trong lòng đất đón lõng hắn. Các thành viên nội các chính phủ liên bang bên trong phòng nghe được những lời nói của tướng quân Lý Tại Đạo, biểu tình nhất thời trở nên thoải mái hơn một chút. Bọn họ tin tưởng rằng vị lãnh tụ quân đội liên bang này một khi đã làm ra đầy đủ những sự chuẩn bị như thế rồi, như vậy khẳng định là sẽ không chừa lại cho Hứa Nhạc bất cứ cơ hội đào tẩu nào nữa. Lòng bàn tay dày rộng của Tổng thống Mặt Bố Nhĩ thoáng nắm chặt cây bút điện tử lại một chút. Trong lòng ông ta cũng không giống như mọi người, có được sự thả lỏng sảng khoái sung sướng đó. Cặp lông mày so với làn da ngăm đen càng đen hơn rất nhiều kia khẽ nhướng nhẹ lên một chút, cũng không nói tiếng nào. Tướng quân Lý Tại Đạo biết rõ ràng sự sầu lo của Tổng thống tiên sinh chân chính là vì nguyên nhân gì. Ông ta khẽ xoay người, cúi đầu xuống, ở bên tay Mặt Bố Nhĩ hạ thấp thanh âm, nói, cái vấn đề kia rất nhanh sẽ có kết quả thôi, xin ngài hãy yên tâm đi. Ngực trái không ngừng mơ hồ truyền đến những cơn đau nhàn nhạt. Có hai cây xương sườn ở nơi đó đã xuất hiện dấu hiệu như là bị nứt xương. Nhất là vào cái chỗ cây xương sườn bị nứt xương bởi một viên đạn bắn trúng tại tòa án quân sự ngày hôm qua kia. Bởi vì một tràng chiến đấu thảm thiết khi nãy mà xuất hiện những vấn đề phi thường nghiêm trọng. Cái chi bộ đội tinh nhuệ mai phục tại bên trong tòa nhà bệnh viện vừa rồi quả thật hết sức lợi hại. Từ cái điểm đạn bắn chúng cực kỳ tập trung vào phần ngực bên trái của mình,
Hứa Nhạc có thể rõ ràng nhìn ra được sự cường hãn của chi bộ đội chiến sĩ đặc chủng này. Dưới sự yểm trợ của bóng đêm, Hứa Nhạc khẽ khom người, ép thân thể mình sát vào trong bóng râm bên cạnh những căn kiến trúc bên giường, hướng về phía khu vực phía nam của đặc khu thủ đô rất nhanh, phóng đi. Trong tràng chiến đấu lúc lao ra khỏi bệnh viện sau khi lần thứ hai chui ngược vào trong tòa nhà bệnh viện, đã có thêm hai mảnh đạn bắn trúng. Ghim chặt đầu đạn vào bên trong phần cơ thể bên ngoài bộ quần áo chống đạn trên người hắn, cũng may là không có vết thương nào gây nguy hiểm đến xương cốt tay chân hắn. Mà vết thương nặng nhất trên người hắn chính là chỗ cổ tay phải. Lúc đó hắn ở trên bức vách tường bị đèn pha chiếu rọi, ở trên không trung rơi thẳng xuống phía dưới vì để mạnh mẽ giảm thấp lại tốc độ rơi. Cho nên trong nháy mắt khi mà bàn tay chụp mạnh xuống phần mái che bên trên cánh cửa sổ ở lầu 9, cổ tay hắn đã thừa nhận phải một lực xung lượng cực kỳ khủng bố. Mặc dù bên trong cơ thể hắn tràn ngập những bó cơ bắp cường hãn đặc thù đến như thế, cho nên cũng không có bị xé rách. Nhưng mà trước khi thương thế hoàn toàn lành hẳn, bàn tay phải của hắn cũng không có khả năng dùng sức quá mạnh nữa. Cái dụng cụ nhỏ phát ra ánh sáng lam quang nhàn nhạt dắt phía sau ba lô hành quân vẫn luôn một mực phát huy tác dụng của mình. Cỗ máy vi tính Trung ương Liên bang thỉnh thoảng vào những thời khắc cực kỳ nguy hiểm lại sẽ vì hắn mà đưa ra lời đề nghị thay đổi phương hướng di chuyển. Hắn cứ như vậy một đường hướng về phía tây lao đi, sau đó ở trong một con hẻm tắt lại chuyển hướng phóng về phía hướng nam, cuối cùng đi đến bên cạnh một con đường quốc lộ bị bỏ hoang. Tuy rằng nơi này là một con đường quốc lộ bị bỏ hoang, thế nhưng vào thời điểm ban đêm, nơi này vẫn luôn là vô cùng náo nhiệt. Dày đặc xung quanh một căn phòng của người gác đường cũ nát nhỏ có màu lam nhàn nhạt, lặng lẽ nằm bên dưới chân của một ngọn núi. Là vô số những đầu xe thể thao vô cùng sang quý, cùng với vô số những chiếc xe chuyên dụng đã được tiến hành cải tạo lại, đang hụ còi inh ỏi. Ở nơi này cũng không có đèn đường, thế nhưng những ánh đèn sáng choang của các chiếc xe thể thao ở nơi này lại đủ có thể đem toàn bộ khu vực này chiếu sáng giống như ban ngày. Tựa hồ như là cái ánh đèn pha quân dụng ở bên ngoài tòa nhà bệnh viện lúc trước vậy. Vô số các nữ nhân trẻ tuổi diễm lệ, trên người mặc những bộ quần áo không thể nào nhỏ hơn được nữa, hồn nhiên không thèm để ý đến những luồng gió thu thổi quét vô cùng rét lạnh. Tận tình phô bày ra những đường cong thân thể phi thường khoa trương của chính mình, phóng thích những nỗi niềm hưng phấn cuồng nhiệt do cồn cùng với các loại thuốc phiện dạng nhẹ mang đến. Vô số nam nhân nữ nhân ôm chầm nhau rít gào cực kỳ phấn khởi. Mấy năm trước đây, thất thiếu gia của Thiết Toán Lợi gia, Lợi Hiếu Thông đã từng mang Hứa Nhạc đến nơi này. Nơi này chính là trường đua xe tốc độ cao lậu nổi danh nhất trong toàn bộ liên bang, do đích thân Lâm Bán Sơn dùng những thủ đoạn vô cùng cường thế mà mở ra. Về sau lại chẳng biết chuyển tới chuyển lui giữa bao nhiêu bàn tay cường thế phía sau, thế nhưng mà danh tiếng cùng với quy mô của nó lại kéo dài mãi cho đến ngày hôm nay, hơn nữa lại còn càng ngày càng phát triển lên. Cái đám người mỗi đêm khuya lại chạy tới đây tìm kiếm sự kích thích sinh tử do tốc độ cao thậm chí là tử vong mang lại kia. Phảng phất như là vĩnh viễn không bao giờ sống trong cái thế giới chân thật vậy. Ở trong mắt của bọn họ, hoàn toàn không có cái gì mà cuộc chiến tranh cùng với đế quốc, cũng không có cái gì mà những tràng âm mưu chính trị phía sau vụ nổ tung của phi thuyền của Trung Hào. Mà chỉ có những khoái cảm vô tận do nữ nhân, ma túy, tốc độ cao cùng với tử vong mang lại mà thôi. Hứa Nhạc lúc này đang ngồi chồm hổm bên trong một bụi cỏ lùm xùm tối tăm bên cạnh triền núi. Hắn trầm mặc nheo mắt nhìn về phía một màn hình ảnh điên cuồng bên dưới những luồng ánh sáng đèn pha ô tô rực sáng bên dưới. Vừa rồi mới có một chàng đua xe tốc độ cao hoàn thành xong. Cái gã lái xe đạt được danh hiệu đệ nhất kia thắng được một khoản tiền thưởng khổng lồ, cùng với một đám mỹ nữ thân hình bốc lửa diễm mị vô cùng. Còn cái gã lái xe về đích thứ hai thì cũng chẳng có được bất cứ cái gì cả. Hắn cô đơn lầm lũi đi lên trên đỉnh của ngọn núi nhỏ bên cạnh, bị một đám người nào đó vây xung quanh, vừa mắng chửi vừa đấm đá tơi bời, thê thảm ngã xuống mớ bùn đất dơ bẩn bên cạnh. Hấp dẫn ánh mắt của người xem nhất chính là một chiếc xe thể thao ngân sắc u linh màu lam nhạt. Sau khi chủ nhân của chiếc xe đó tức giận phát tiết một trận rồi quay ngược trở lại trong xe, nó liền lặng lẽ không một tiếng động, giống hệt như một đầu u linh lướt đi xuống chân núi. Cũng chỉ có một gã nam nhân trung niên trên người mặc bộ chính trang màu đen, toàn thân giống hệt như một khẩu súng nghiêm nghị đang đứng giữa bầu trời đêm, là còn vẫn như cũ ở lại trên đỉnh núi mà thôi. Hứa Nhạc từ trong bụi cỏ bên triền núi lặng lẽ đứng lên, hắn nhìn về phía chiếc xe thể thao ngân sắc u linh vừa mới lướt ngang qua trước mặt mình, khẽ mỉm cười một cái. Cũng không biết cái tên gia hỏa ở trong xe kia,
ngày thường vẫn mãi luôn cứ một phen đem chính mình giả dạng thành một hoa hoa công tử lạnh lùng như đóa hàn mai trong tuyết kia. Lúc này có phải là đang cách lớp kính cửa xe dùng ánh mắt và vẻ mặt phức tạp nhìn mình hay không? Chậm rãi đi đến phía sau lưng gã nam nhân trung niên mặc bộ chính trang màu đen kia, còn chưa đợi Hứa Nhạc kịp mở miệng bắt chuyện. Đối phương cũng đã phát giác ra rằng hắn đã đến, hạ thấp giọng nói, xem ra thương thế của cậu thật sự rất nặng. Chi bộ đội đặc chủng này hẳn cũng đã từng tu luyện qua ở bên trong tu thân quán tại Phí Thành. Hứa Nhạc vẫn cùng với gã nam nhân trung niên kia duy trì một khoảng cách hai thước. Bộ chính trang màu đen trên người của gã nam nhân trung niên kia vô cùng thẳng tắp, giống hệt như là lớp vải bố cứng rắn thông thường bao bọc bên ngoài một khẩu súng lục vậy. Ông ta buông cái vali màu đen trong tay mình xuống, nói một tiếng bảo trọng, sau đó chậm rãi rời đi khỏi cái phiến triền núi tối đen một mảnh kia. Làm phiền anh rồi, Tằng ca. Hứa Nhạc đưa tay nhấc lên cái vali bằng da màu đen nặng trịch trên mặt đất kia, hướng về phía đám người bên dưới chân núi mà đi xuống. Hứa Nhạc một phen đem cái mũ che phía sau lưng cái áo khoác thể thao đội lên trên đầu mình, lặng lẽ đi đến bên cạnh một chiếc ô tô màu xám nhìn qua vô cùng bình thường bên dưới bãi xe. Hắn đưa tay lên gõ nhẹ mấy cái lên mặt kính, hướng về phía gã nam nhân mặt mũi vẫn còn sưng phù chảy máu đang ngồi bên trong nói, có thể đưa tôi đi đến một địa phương này hay không? Cái tên gia hỏa đang dùng ta xoa xoa một bên má vẫn còn sưng húp của mình, cau mày khẽ liếc nhìn về phía Hứa Nhạc một cái, phát hiện căn bản không thể nào nhìn thấy được dung mạo của đối phương. Hắn thoáng nhíu mày, trầm mặc một lúc lâu sau, mới nói, những chuyện tình cực kỳ nguy hiểm, từ trước đến giờ tôi chưa bao giờ tiếp nhận cả. Thanh âm của Hứa Nhạc từ bên dưới bóng khuất của cái vành nón xuyên thấu ra, nghe nói. Hiện tại gần đây anh đang rất cần tiền, hơn nữa vừa rồi anh lại còn đua xe thua độ, thiếu một vị đại nhân vật nào đó một khoản tiền cực lớn. Nếu trong vòng 2 ngày nữa mà anh còn chưa trả dứt nợ, thì anh cùng với người nhà của anh sẽ phải gánh chịu sự uy hiếp rất lớn. Bên trong cặp mắt gã nam nhân kia hiện lên một vẻ cảnh giác cực kỳ nồng đậm. Hàn Dương mắt nhìn chằm chằm về phía Hứa Nhạc bên ngoài cửa sổ xe, lạnh giọng nói, làm sao anh lại biết được những chuyện này? Anh không cần phải quan tâm đến chuyện này. Anh chỉ cần trả lời tôi là làm hay không làm mà thôi. Hứa Nhạc bình tĩnh hồi đáp. Anh có biết là tôi thiếu tổng cộng bao nhiêu tiền hay không chứ? 100 vạn đó. Gã nam nhân nọ thoáng nhíu mày, nói. Hứa Nhạc giơ cái vali da màu đen nặng trịch trong tay của mình lên, ở bên ngoài cửa sổ xe lắc lắc mấy cái. Gã nam nhân trầm mặc trong khoảng thời gian khá lâu, một tay nắm chặt tay lái. Tay còn lại khẽ nắm hờ lên trên cây cần số của những loại xe hơi đời cũ, tựa hồ như bất cứ lúc nào cũng có thể nhấn mạnh chân ga phóng xe rời đi. Nhưng mà chung quy trên mặt hắn vẫn luôn hiện lên một tia tuyệt vọng nhàn nhạt, khẽ đưa tay mở cửa xe ra. Nở nụ cười tự giễu nói, một công việc có thể giá trị nhiều tiền đến như thế, xem ra đáng để tôi đem mạng ra mà đặt cược. Hứa Nhạc đưa tay mở nhẹ cửa xe, bước vào ngồi trong hàng ghế phía sau của chiếc xe, khẽ thở dốc một tiếng. Kiểm tra lần cuối cùng những trang bị giấu bên dưới bộ áo khoác thể thao, xác nhận cái ba lô vẫn không có vấn đề gì cả. Mới hướng về phía gã nam nhân ngồi ghế tài xế phía trước bình tĩnh nói, cũng chẳng phải là việc liều mạng gì cả. Tôi chỉ là muốn đi đến một địa phương này, nhưng mà lại không muốn bị đám quân cảnh gác đường ngăn cản lại mà thôi. Cái gã nam nhân kia, khẽ dùng mình lên một cái, sau đó nở nụ cười tràn ngập sung sướng cùng với thoải mái, nói, xem ra tin tức tình báo của anh hết sức chuẩn xác à. Tôi lái xe có lẽ không phải là nhanh nhất ở nơi này, nhưng mà từ trước cho tới bây giờ vẫn chưa từng bao giờ bị người khác ngăn cản cả. Chiếc ô tô màu xám nhìn qua cực kỳ bình thường kia nổ vang rời khỏi đầu đường quốc lộ bỏ hoang vẫn như cũ phi thường náo nhiệt kia, nhanh chóng biến mất bên trong bóng đêm. Thanh âm của động cơ chiếc xe tựa hồ như thích ứng với hoàn cảnh xung quanh mình mà trở nên nhỏ hơn rất nhiều. Bóng đêm dày đặc bên ngoài cửa sổ đối với tầm mắt của Hứa Nhạc quả thật cũng không tạo thành quá nhiều sự khó khăn. Hắn xác nhận rằng chính mình cho tới bây giờ cũng chưa từng bao giờ đi qua những con đường nhỏ hẹp ẩn giấu bên trong những con phố cùng với những khu chợ đêm này cả. Ở trong những con đường thành thị hoang vắng trầm mặc phóng đi một khoảng thời gian dài, những cảnh trí bên ngoài cửa sổ dần dần trở nên thoáng đãng hơn rất nhiều. Những tòa kiến trúc dọc hai bên đường dần dần trở nên thấp hơn rất nhiều. Mơ hồ có thể nhìn thấy những phiến rừng nhỏ xem lẫn với các khu nông trang điền dã, hẳn là đã đến vùng ngoại thành rồi. Nhưng mà Hứa Nhạc căn bản cũng không thể nào biết được cái gã nam nhân lái xe kia đến tột cùng là như thế nào mà làm được chuyện này.
Suốt một đường lái xe đến nơi này, thế nhưng lại hoàn toàn không có bị đám quân cảnh gác đường dọc theo các con đường chặn lại tra xét. Toàn bộ hệ thống đèn xe đều không có bật lên, bốn phía là một mảnh tối đen mờ mịt. Chiếc ô tô màu xám giống hệt như một đầu u linh vậy, ở trong con đường quốc lộ hoang vắng bên ngoài ngoại thành duy trì tốc độ cao mà phóng đi. Hứa Nhạc cũng không biết làm sao gã tài xế kia có thể thấy đường mà lái đi nữa. Trên thực tế, nếu như không có cỗ máy vi tính Trung ương Liên bang vừa mới truyền đến bản đồ vệ tinh chi tiết, thì hắn căn bản không thể nào phát hiện được bên trong khu vực nông trang dày đặc này không ngờ lại còn che giấu một con đường có thể lái xe chạy được như thế này. Nếu như ngay cả chính bản thân mình cũng đều không biết chính mình đang ở nơi nào, vậy thì tin tưởng rằng bên phía chính phủ liên bang cũng sẽ không biết được chính mình ở nơi nào. Những sợi dây thần kinh đã căng cứng trong một khoảng thời gian dài của Hứa Nhạc rốt cuộc cũng đã có thể thả lỏng lại một chút. Lưng hắn khẽ thoải mái mà nhẹ nhàng ngã dựa vào phần lưng ghế phía sau, thế nhưng lại vẫn như cũ duy trì động tác cơ đội để có thể bất cứ lúc nào cũng có thể nhảy ra khỏi chiếc xe, hoặc là phóng tới giết chết gã nam nhân ngồi trên ghế tài xế phía trước. Con đường bọn họ đang di chuyển này chính là con đường an toàn mà Lợi Hiếu Thông tự mình an bày ra. Với năng lực khủng bố của Thiết Toán Lợi ra, đem một gã tài xế đua xe bất hợp pháp nổi tiếng trong bóng đêm chơi đùa đến mức khổ sở không nói nên lời, thậm chí nguyện ý vì 100 vạn liên bang tệ mà làm ra bất cứ chuyện tình gì cũng không phải là chuyện quá mức khó khăn. Lợi Hiếu Thông lần này cũng không có cùng Hứa Nhạc gặp mặt nhau, thậm chí hắn cũng không có bước chân xuống khỏi cái chiếc xe thể thao ngân sắc u linh màu xanh lam nhạt sang quý đắt tiền kia nữa. Hắn chỉ là để cho Tằng Ca thay mặt hắn chuyển lại cho Hứa Nhạc một vali tiền mặt mà thôi. Hơn nữa hắn cũng không có hỏi xem Hứa Nhạc sau khi rời khỏi đặc khu thủ đô xong thì sẽ đi đâu nữa. Về cái chuyện tình này, biết đến càng nhiều thì sẽ càng không an toàn, đối với Hứa Nhạc càng không an toàn. Mọi người vẫn luôn nói rằng tiền mặt chính là thứ cường đại nhất nhưng cũng là lạnh lùng như băng nhất trong cuộc sống hàng ngày. Nhưng mà bàn tay phải đặt trên cái vali tiền mặt kia của Hứa Nhạc thì lại có thể rõ ràng cảm giác được bên trong truyền đến một tia tình cảm ấm áp vô cùng. Tới rồi, nơi này chính là địa phương mà anh yêu cầu. Gã nam nhân kia chậm rãi bước xuống khỏi chiếc ô tô màu xám, rút khăn tay ra nhét vào trong lỗ mũi không ngừng đổ máu của chính mình. Cúi đầu nhìn xuống cái thanh chắn hợp kim cũng không quá mức cao ở ngay trước mặt mình, trong lòng không nhịn được thoáng dâng lên một sự nghi vấn mãnh liệt. Cái gã nam nhân thần bí mà mãi cho đến lúc này hắn cũng không có cơ hội nhìn thấy rõ ràng khuôn mặt lẫn bộ dáng này vì cái gì lại muốn đến đây vào đêm hôm khuya khoắt như thế này chứ. Ở bên kia thanh chắn hợp kim kia cũng chẳng có bất cứ cái gì cả, mà chỉ có một con đường ray cứng rắn dài vô tận đang nằm im lặng ở nơi đó mà thôi. Hứa Nhạc đi xuống khỏi chiếc ô tô, cái vali da màu đen đặt ở lại trên hàng ghế phía sau xe. Hắn khẽ nheo mắt lại nhìn về phía thanh chắn hợp kim ngang ngực ngay trước mặt mình. Lại xem xét một chút cái ba lô cùng với các trang bị trên người mình, sau đó lách người nhảy sang bên kia thanh chắn hợp kim. Gã nam nhân tò mò nhìn Hứa Nhạc một lúc, sau đó đột nhiên nhớ tới chuyện quan trọng gì đó, rất nhanh tiến lại hàng ghế phía sau của chiếc ô tô, mở ra cái vali da màu đen. Khi nhìn thấy bên trong cái vali da màu đen kia được xếp đầy một đống tiền mặt, tổng cộng lên đến 200 vạn liên bang tệ xong, hắn khó có thể khống chế nổi sự kinh hỉ cùng với khiếp sợ trong lòng mình, theo bản năng ngẩng đầu lên, hướng về phía Hứa Nhạc đang trầm mặc đứng bên cạnh thanh chắn hợp kim mà nhìn lại. Thời gian chậm rãi trôi qua, cả hai người vẫn trầm mặc đứng yên ở nơi đó, không ai nói tiếng nào. Chẳng biết trôi qua bao nhiêu thời gian sau, thanh đường dây đang im lặng trầm mặc chợt bắt đầu run rẩy lên từng hồi. Có thanh âm gào thét cắt qua tiếng gió bắt đầu cực kỳ áp bách mà truyền dần đến. Rầm rập, rầm rập. Đoàn tàu hỏa cao tốc cao thiết từ đặc khu thủ đô đi cảng đô lúc này đang gào thét đè ép lên trên hai thanh đường dây, dùng tốc, độ cao phóng thẳng tới. Thanh chắn hợp kim ở bên cạnh đường dây bị sự chấn động cực kỳ khủng bố kia khiến cho không ngừng run rẩy liên hồi. Hứa Nhạc đang đứng ở bên cạnh thanh chắn kia thế nhưng lại vẫn như cũ cúi đầu không có một chút biểu tình nào cả. Khi mà đoàn tàu cao tốc dùng tốc độ cao lướt qua khỏi người của hắn rồi, hắn mới bắt đầu co giò đuổi theo. Bộ dáng của hắn trông giống hệt như là một tên tiểu tử đáng thương đang cố gắng đuổi theo cô nàng người yêu đầu đời đang ở trên đoàn tàu đó rời đi vĩnh viễn vậy. Nơi đây chính là khúc cua đầu tiên của đoàn tàu hỏa cao tốc cao thiết ngay sau khi rời khỏi nhà ga tại đặc khu thủ đô. Đoàn tàu khi chạy đến khúc cua này, ở bên trong bóng đêm rõ ràng là sẽ giảm bớt tốc độ lại một chút.
mà cái thân ảnh đang ở trong bóng đêm phóng chạy đuổi theo phía sau đoàn tàu kia lúc này lại ngược lại càng ngày càng trở nên nhanh hơn. Cái gã nam nhân lái xe đứng yên tại chỗ dương mắt nhìn về phía bên kia, mơ hồ nhìn thấy thân ảnh cái gã hành khách thần bí của mình bắt kịp, đồng thời leo lên khoang sau cùng của đoàn tàu hỏa cao tốc, cái miệng không khỏi há hốc ra thật lớn, mãi một lúc thật lâu sau cũng không thể ngậm lại được. Các bạn đang nghe chuyện gian khách của tác giả Miêu Nị tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 763, ai là kẻ kế tiếp? Ở trên con đường dây dày răng rặc không ngừng phóng chạy cực nhanh, những luồng gió thu ban đêm lạnh lẽo gào thét đập thẳng mặt mà đến. Đoàn tàu cao tốc phía trước mặc dù đã giảm bớt tốc độ rồi, nhưng mà những luồng không khí xoáy mạnh do những cái thùng xe tốc độ cao gây ra lại khiến cho những luồng gió đêm càng thêm thổi quét cuồng bạo bừa bãi khó có thể nắm bắt được. Phốc một tiếng vang lên, Hứa Nhạc dùng cánh tay không có bị thương kia của chính mình cường hãn mà chụp lấy một cái mấu nhô ra phía sau cái toa cuối cùng của đoàn tàu. Những luồng nhiệt lượng trong cơ thể giống hệt như một quả hành tinh nổ mạnh vậy, ầm ầm lan tỏa ra bốn phía xung quanh. Trong nháy mắt hắn liền bám chặt thân thể leo lên, ở trong những luồng kình phong rít gào mà điều chỉnh lại dáng người một chút. Cực kỳ nặng nề mà hướng về phía đỉnh chóp của cái toa xe rơi xuống, lại cực kỳ xảo diệu mượn dùng những luồng gió to trên đỉnh toa xe để mà làm chậm lại tốc độ văng tới phía trước của chính mình. Phần đầu của hắn va vào trên đỉnh toa xe phát ra một tiếng vang cực nhỏ. Từ trong ba lô lấy ra một sợi dây dù quân dụng chuyên dùng, xỏ xuyên qua hai thanh chắn hợp kim cứng rắn cố định dọc theo hai bên mép của nóc toa tàu hỏa cao tốc chuyên dùng để bảo dưỡng, sau đó quay ngược trở lại buộc chặt lên trên lưng của chính mình. Quá trình đó lặp đi lặp lại khoảng 3 lượt, thì phần thân thể luôn luôn bị những chấn động cùng với những luồng gió thổi mạnh mà có nguy cơ bất cứ lúc nào rơi ra khỏi phần đỉnh toa xe bóng loáng kia đã được cố định chặt chẽ lại một chỗ. Những sợi dây thần kinh đang căng thẳng của Hứa Nhạc chợt trở nên thả lỏng hơn rất nhiều. Toàn thân hắn thả lỏng nằm thẳng trên nóc toa tàu, từ trong buồng phổi đã khô khốc của chính mình thở ra một luồng khí trắng nhàn nhạt sảng khoái. Luồng khí trắng này rất nhanh đã bị những luồng gió đêm cuồng bạo từ phía trước thổi quét đến thổi cho biến mất không còn tung tích. Nếu như thân thể hắn vẫn còn ở trong trạng thái hoàn mỹ đỉnh phong, vậy thì hoàn thành một lần động tác nhảy lên nóc tàu. Cùng với cố định thân thể mình lên trên đoàn tàu như thế này, đối với Hứa Nhạc mà nói cũng không phải chuyện khó khăn gì. Nhưng mà hiện tại trên người hắn đang có thương thế rất nặng, nhất là sau khi mất đi một lượng lớn máu tươi vẫn chưa có bất cứ thứ gì để bổ sung lại. Bất luận là về mặt tinh thần hay là về mặt thể lực cũng đều giảm xuống đến mức tận cùng. Cũng may hiện tại đã nằm yên trên này, hơn nữa cưỡi tàu hỏa cao tốc rời khỏi đặc khu thủ đô. Bản thân hắn đang bị thương nặng đã làm ra những động tác hoàn toàn vượt ra ngoài sự tính toán ăn khớp cùng. Với sự phỏng đoán theo trực giác của Tổng thống Mặt Bố Nhĩ Tiên Sinh cùng với tất cả các cơ cấu cường lực khác bên trong chính phủ liên bang rồi. Ở trong cái buổi tối mùa thu lạnh lẽo này, hắn trầm mặc mà bình tĩnh nằm bên trên đỉnh của một toa trên đoàn tàu hỏa cao tốc gào thét trong gió lạnh, chấp nhận sự tra tấn của thương thế cùng với gió cắt da cắt thịt, rời khỏi đặc khu thủ đô, chạy đến cảng đô, thành phố lớn nhất trong liên bang mà chạy đi. Cái hiệp hội ba nhất thường xuyên nhóm họp tại quán rượu nhỏ bên cạnh phố kia hiện tại đã biến thành một tổ chức phi thường cường đại. Thi Thanh Hải ở trong tòa nhà nghị viện đã nổ súng giết chết phó tổng thống liên bang Bái Luân Tiên Sinh cùng với nghị viên Mai Tư. Nghị viên Bảo Nhĩ Sâm bị Hứa Nhạc bắn một phát súng cuối cùng tiễn đưa thì vốn cũng không phải là thành viên của Hiệp hội Ba Nhất. Một nhân vật quan trọng khác bên trong Hiệp hội chính là tướng quân Bát Chữ, hiện tại đang an dưỡng tại quân đoàn cảnh vệ Cảng Đô. Hứa Nhạc cưỡi tàu hỏa cao tốc chạy đến Cảng Đô, chính là muốn chạy đi giết người. Xa xa phía trước chính là một phiến đại đô thị phảng phất giống như là một đầu cự thú dị dạng đang trong giấc ngủ chậm rãi tỉnh lại. Đó chính là Cảng Đô, thành phố lớn nhất, phồn hoa nhất trong toàn bộ liên bang này. Lúc này Hứa Nhạc đang đứng bên cạnh một con đường quốc lộ cao tốc sang quý, nhìn về phía phiến đô thị nằm mãi tận cuối con đường quốc lộ. Cảm nhận được dưới đế giày truyền đến cảm giác có chút nóng bỏng, Hứa Nhạc không khỏi lắc đầu cười khổ. Quả nhiên không hổ là địa phương xa hoa nhất trong toàn bộ thủ đô tinh quyền. Lúc này trời chỉ vừa mới vào thu. Thế nhưng ban ngành quản lý giao thông công cộng không ngờ lại đã bắt đầu khởi động thiết bị gia tăng nhiệt độ bố trí ngay bên dưới tầng xi măng cao cấp chuyên dùng để chống tuyết đọng rồi, đúng là căn bản không cần quan tâm đến. Sự tiêu hao xa xỉ của điện năng trong thời buổi năng lượng tinh quặng mỏ đang khan hiếm như thế này.
Đối với cái phiến đô thị so với đặc khu thủ đô còn xa xỉ hơn rất nhiều này, bản thân Hứa Nhạc cũng không quá mức xa lạ gì. Năm đó lúc còn ở trong bộ công trình công ty cơ khí Quả Xác nghiên cứu chế tạo con robot MX, mỗi cuối tuần hắn đều cưỡi trên tàu hỏa cao tốc cao thiết từ đặc khu thủ đô chạy đến cảng đô làm việc. Con đường này hắn đã đi ngang qua không biết bao nhiêu lần rồi, thế nhưng cũng thật sự kỳ diệu khó hiểu chính là mãi vẫn luôn không tìm ra được chút cảm giác quen thuộc thân cận nào cả. Ở một địa phương cách nhà ga cảng đô khoảng chừng hơn 100 km, Hứa Nhạc thừa dịp đoàn tàu hỏa cao tốc cao thiết giảm bớt tốc độ lại khi đi ngang qua một điểm chuyển tiếp đường tàu, đã mạnh mẽ nhảy xuống dưới. Cũng không phải là hắn không muốn nghĩ học cái loại phương thức rời tàu kiêu ngạo cường hãn như Lâm Bán Sơn cùng với Trương Tiểu Hoa năm xưa, chính là khởi động hệ thống phanh khẩn cấp lại. Chỉ có điều làm như vậy có vẻ như là sẽ gây ra động thái khá lớn, hành vi hơi chút bừa bãi. Hắn tới đây chính là vì muốn giết người, tự nhiên cần phải gây ra càng ít những động tác thu hút sự chú ý của người khác thì càng tốt. Đứng ở bên cạnh con đường quốc lộ cao tốc, Hứa Nhạc vươn tay phải ra trước, bày ra thủ thế xin được đi nhờ xe. Bởi vì nguyên nhân hiện tại vẫn còn là sáng sớm, cho nên mất hơn 15 phút đồng hồ sau đó mới có một cô nàng nữ tài xế tâm tính thiện lương dừng lại bên cạnh hắn. Trong cuộc nói chuyện phiếm trên chuyến đi nhờ xe kế tiếp sau đó, vị nữ tài xế thiện lương độ tuổi đã hơn 40 kia đã sang sảng thừa nhận. Bản thân mình thuần túy là bởi vì nhìn thấy nụ cười rạng rỡ chân thành động lòng người của Hứa Nhạc lộ ra khỏi bóng râm của vành nón thể thao, cho nên mới không đành lòng bỏ mặt, mới dẫm lên chân hạ phanh dừng lại. Khoảng 4 tiếng đồng hồ sau đó, một gã nam nhân tuổi trẻ, trên người mặc một kiện áo khoác thể thao liền mũ, lưng đeo một cái ba lô nặng trịch, bộ dáng giống hệt như một du khách tự túc, đi ra khỏi hoa viên của trung tâm an dưỡng trực thuộc quân đoàn cảnh vệ cảng đô. Bởi vì cái vành nón trên đầu gã nam nhân kia kéo khá sâu, cho nên không ai chú ý đến sắc mặt của hắn hiện tại đã tái nhợt một mảnh, cực kỳ không bình thường. Ở một cửa hàng tạp hóa chuyên phục vụ cho quân nhân nằm ngay đối diện với trung tâm an dưỡng, mua một chiếc điện thoại di động không quá mức tiện nghi cũng không quá đắt tiền. Gã thanh niên nam nhân trẻ tuổi này rất nhanh mà không hấp dẫn sự chú ý của người khác chuyển nhập vào một con đường tắt nhỏ ngay bên cạnh cửa hàng tạp hóa. Không biết vì nguyên nhân gì, chân tay của hắn khi di chuyển lại run rẩy đặc biệt lợi hại. Phía cuối cái ngõ tắt nhỏ kia lại có thêm một cái ngõ tắt nhỏ khác nữa. Bầu không khí có chút không được sạch sẽ ở dưới ánh dương. Quang chính ngọ có vẻ đặc biệt không thích hợp để hít thở. Hứa Nhạc ngược lại càng thở dốc dồn dập một trận, hướng về phía góc khuất trong con ngõ tắt nhỏ kia mà đi tới. Hắn tìm kiếm được một cái nắp dẫn vào hệ thống đường ống dẫn nước ngầm gần nhất mà chạy lại. Hiện tại Hứa Nhạc đã không có khả năng khống chế tiếp được những miệng vết thương đã một lần nữa vỡ văng tung tóe ra. Rất nhiều máu loãng đang rất nhanh chảy xuôi theo cánh tay, từ trong tay áo không ngừng nhỏ giọt xuống dưới. Hai chân của Hứa Nhạc lúc này đồng dạng cũng là như thế. Không biết đã có bao nhiêu vết thương trong cơ thể đã mất đi sự khống chế giảm bớt của hắn mà bắt đầu không ngừng đổ máu. Mỗi một bước chân hướng về phía chỗ góc khuất bên trong con ngõ nhỏ kia đều đã để lại bên trên mặt đất những cái dấu chân bằng máu tươi phi thường rõ ràng. Mãi cho đến khi thân ảnh của hắn hoàn toàn biến mất bên trong góc khuất xong, những giọt máu tươi tí tách cũng biến mất ngay bên cạnh một cái nắp thông đến đường ống dẫn nước ngầm đang chậm rãi chuyển động. Thì trong trung tâm an dưỡng thuộc quân đoàn cảnh vệ cảng đô ở phía xa xa đằng kia mới chợt vang lên vô số những thanh âm cảnh báo vô cùng bén nhọn, pha lẫn với những tiếng kêu thét phi thường thê thảm hoảng sợ của những nữ nhân nào đó. Trên lầu 2 của tòa kiến trúc chiếm cứ phần phong cảnh tốt nhất bên trong trung tâm an dưỡng, nơi phần ban công có thể nhìn thấy rõ ràng nhất cả một phần lớn hoa viên diễm lệ vô cùng nằm ngay bên dưới. Ở trong khu vực đô thị cảng đô mà thực lực kinh tế cùng với bầu không khí ô nhiễm đồng thời nổi tiếng có 102 khắp cả toàn bộ liên bang này, thì cái phiến hoa viên chiếm diện tích cực lớn này không hề nghi ngờ gì chính là đại biểu cho sự xa hoa cùng với một quyền lực to lớn tuyệt đối. Tướng quân Bắt Chữ vừa mới bàn giao lại chức vị Phó Tổng Tư lệnh Quân khu số 2, chuẩn bị tiếp nhận những mệnh lệnh chức vụ quan trọng hơn từ Tổng thống Tiên Sinh. Hiện tại đang trong lúc chờ đợi tại khu an dưỡng cảng đô này, chính là thích nhất việc ngắm nhìn phiến hoa viên sang quý kia. Tướng quân Bắt Chữ đã nhập ngũ nhiều năm rồi, sớm đã không còn là cái gã sinh viên quân nhân sĩ quan trí tuệ yếu nhược. Vừa mới tốt nghiệp tại Học viện Quân sự số 1, gia nhập vào Hiệp hội 3 nhất năm đó nữa. Ánh dương quang chính ngọ mãnh liệt chưa bao giờ có thể quấy rầy ông ta ở trên ghế bố nằm đặt tại ban công lầu 2 mà thưởng thức sự lịch sự tao nhã của phiến hoa viên bên dưới cả.
Ngược lại ông ta còn cảm thấy cảnh vật hoa viên diễm lệ xinh đẹp như thế, rất cần những ánh dương quang diễm lệ chiếu rọi xuống nhằm để tô điểm đến tận cùng sự sáng rọi của chính nó. Cũng giống hệt như bản thân chính mình, cần phải có được sự chiếu rọi của ánh hào quang phát ra từ Tổng thống Mạt Bố Nhĩ tiên sinh cùng với Chủ tịch Lý Tại Đạo. Chắc chắn nhân sinh sau này của chính mình sẽ nở rộ ra ánh sáng chói lọi sáng ngời chói mắt đến cực hạn. Giữa trưa ngày hôm nay, cô nàng nữ nhân viên phục vụ xinh đẹp mà ôn nhu, thân tình mỉm cười nhàn nhạt bước vào phòng, chuẩn bị một phen đem bữa trưa với những món ăn tinh xảo cùng với loại rượu đỏ sang quý đắt tiền nhất đi đến ban công cho tướng quân bắt chữ. Lại phát hiện ra tướng quân đang phi thường hiếm có đang chìm vào giấc ngủ. Dưới ánh dương quang chiếu rọi cùng với phong cảnh hoa viên đầy diễm lệ trước mặt, tướng quân bắt chữ phảng phất giống như là đang ngủ say vậy. Thế nhưng hai mắt của ông ta lại đang mở trừng lên vô cùng lớn, trong đồng tử toát ra sự phẫn nộ cùng với khiếp sợ vô cùng. Trên cổ họng của ông ta lúc này đã bị thanh dao găm sắc bén lưu lại một cái lỗ máu thanh tú. Đã một phen đem toàn bộ sinh mệnh của ông ta hoàn toàn hủy diệt đi, không còn lưu lại chút nào nữa. Kiếp nhân sinh của ông ta đã chấm dứt đi ngay trước thời khắc chuẩn bị nở rộ sáng rọi diễm lệ chói mắt nhất. Bên trong hệ thống đường dẫn nước ngầm của Cảng Đô, lúc này không khí tràn ngập những hương vị ngay ngáy gai mũi so với hệ thống đường dẫn nước ngầm của đặc khu thủ đô càng khó chịu hơn rất nhiều. Hứa Nhạc đang trầm mặc thong thả di chuyển bên trong bóng tối, lại tựa hồ như không hề ngửi thấy hoặc là không hề cảm giác thấy những cái này. Khi đi ngang qua một địa điểm nào đó mà sóng điện thoại khá tốt hơn những nơi khác, hắn cầm lấy điện thoại di động vừa mới mua, lại bấm một dãy số điện thoại của một cô bé con nào đó tại đặc khu thủ đô xa xôi. Cơ hồ chỉ trong khoảnh khắc tiếng chuông điện thoại đầu tiên vừa chấm dứt, bên kia đầu dây điện thoại đã liền xuất hiện thanh âm hùng hậu mà tràn ngập mị lực của Tổng thống Mạt Bố Nhĩ tiên sinh. Mãi cho đến thời khắc này rồi, Hứa Nhạc vẫn như cũ luôn cho rằng cái thanh âm của vị trung niên nhân này quả thật là có một loại hương vị khiến kẻ khác phải tín phục từ tận đáy lòng. Trong lòng hắn mang theo tràn ngập cảm xúc phức tạp, thoáng trầm mặc một lát, sau đó mới hạ thấp giọng, nói, Phó Tổng thống Bái Luân đã chết, nghị viên Mai Tư đã chết, Thượng tá Lai Khắc đã chết, nghị viên Bảo Nhĩ Sâm đã chết, mà ngay vừa rồi, tướng quân bắt chữ cũng đã chết. Tổng thống tiên sinh, ai sẽ là người kế tiếp đây? Chương 764, ở ngay trước mặt mà không thể đi vào. Tổng thống tiên sinh, vừa mới nhận được tin tức không tốt. Một gã nhân viên công tác của dinh thự tổng thống đột nhiên đẩy cửa bước vào, thần tình khiếp sợ nhìn chằm chằm về phía Tổng thống Mạt Bố Nhĩ đang đứng trên ban công tắm nắng sớm. Rất nhanh nói, tướng quân bắt chữ ở trong trung tâm an dưỡng quân đoàn cảnh vệ Cảng Đô đã gặp chuyện, hiện tại đã bỏ mình, căn cứ theo phỏng đoán hắn là Thượng tá Hứa. Tốc độ thu thập tin tức tình báo của các người có thể nào chậm hơn được nữa hay không? Tổng thống Mạt Bố Nhĩ rít gào quát tháo cắt ngang câu báo cáo của gã thuộc cấp. Phần đầu vai dài rộng của ông ta bởi vì quá mức phẫn nộ mà rung động kịch liệt. Ông ta cầm cái điện thoại di động trên tay mình ném cật lực một cái lên tường. Chiếc điện thoại di động ngay lập tức vỡ tan thành ba mảnh, lộ ra những mạch điện tử thê thảm bên trong. Đám quan viên nội các đang ngồi quanh bàn bên trong căn văn phòng làm việc hình oval đồng dạng mang theo biểu tình cực kỳ phức tạp đứng thẳng người lên. Các thanh âm hoạt động bên ngoài cửa cũng chợt đình chỉ hẳn lại. Toàn bộ tòa nhà dinh thự tổng thống nhất thời bị một mảnh tĩnh lặng bao phủ. Cho tới bây giờ cũng chưa từng có bất cứ kẻ nào nhìn thấy Tổng thống Mạt Bố Nhĩ tiên sinh nổi giận đến như thế. Cho dù là mấy tháng trước đây, khi mà Phó Tổng thống Liên bang Bái Luân tiên sinh ở tại tòa nhà nghị viện ngộ hại, trên mặt của Tổng thống tiên sinh cũng chỉ có sự bi thương nồng đậm. Nhưng mà bên trong vẻ bi thương nồng đậm kia vẫn như cũ lưu lại một sự kiên định cùng với tin tưởng mạnh mẽ, tuyệt nhiên không có nổi giận thất thố giống như là lúc này vậy. Những thuộc cấp trung thành nhất, những đồng bạn xuất sắc nhất, ưu tú nhất đều đang từng người một chết đi. Bọn họ ở trong những tràng khủng bố tập kích tràn đầy lãnh huyết của Hứa Nhạc mà theo thứ tự rời đi. Tổng thống Mạt Bố Nhĩ có thể không quan tâm đến chuyện nghị viên Bảo Nhĩ Sâm biến thành một đống thịt nát nhầy nhụa bên dưới tòa nhà bệnh viện. Thế nhưng mà lại không có cách nào thừa nhận nổi sự đả kích tâm lý cực kỳ trầm trọng do việc tướng quân bắt chữ mang đến. Tướng quân bắt chữ năm đó cũng là một thành viên của Hiệp hội Ba Nhất có mặt bên trong cái quán rượu nhỏ kia. Ở bên trong cái sứ mệnh lịch sử vĩ đại to lớn do cái tổ chức do những cái đầu vĩ đại nhất trong toàn bộ liên bang đương đại cấu thành này thực hiện. Tướng quân bắt chữ sắm vai một nhân vật phi thường quan trọng, là kẻ gánh vác những nhiệm vụ phi thường gian khổ.
hắn ta trong sự cảm nhận của Tổng thống Mạt Bố Nhĩ chính là người tuyển chọn tốt nhất cho chức vụ Tổng tư lệnh quân đội liên bang tại tiền tuyến. Nhưng mà ai lại có thể ngờ đến được, hắn ta cứ như vậy đã lặng lẽ không một tiếng động chết đi tại Cảng Đô. Mấy ngày hôm nay, tướng quân Lý Tại Đạo vẫn luôn một mực ở bên trong tòa nhà Cục Hiến Chương để xử lý cái vấn đề cực kỳ quan trọng kia. Cho nên bên trong dinh thự Tổng thống cũng không có ai có thể thừa nhận nổi cơn lửa giận rít gào cực kỳ hiếm thấy của Tổng thống tiên sinh cả. Thậm chí ngay cả chủ nhiệm văn phòng Tổng thống Bố Lâm cũng không dám tiến đến trấn an ông ta. Hai bàn tay dày rộng hữu lực của Tổng thống tiên sinh lúc này chống mạnh lên trên mặt bàn, chống đỡ cho thân hình mệt mỏi của ông ta. Lồng ngực rất nhanh phập phồng một lúc lâu sau, Tổng thống Mạt Bố Nhĩ trung quy vẫn là bằng vào ý chí lực cường đại của chính mình mà tự hạn chế bản thân trở nên bình tĩnh xuống. Bên trong thanh âm hùng hậu của ông ta mang theo một sự quyết tâm không cho phép ai có thể ngăn cản, phân phó cho đám thuộc cấp, bảo: "Tất cả các đơn vị bộ đội chuẩn bị, tôi muốn đi thăm Cảng Đô, ngay lập tức." Tất cả các nhân viên công tác cùng với thành viên nội các bên trong văn phòng nhất thời lâm vào khiếp sợ. Hiện tại biết rõ ràng rằng vị thượng tá Hứa Nhạc khủng bố kia đang ở tại Cảng Đô, không ngờ Tổng thống tiên sinh lại kiên trì muốn đích thân chạy tới đó, đây thật sự là chuyện không thể nào tin nổi. Chủ nhiệm văn phòng Tổng thống Bố Lâm trầm mặc nhìn chằm chằm bóng dáng của Tổng thống tiên sinh một lúc. Hiểu được lúc này Tổng thống tiên sinh không nghĩ muốn tiếp tục để cho Hứa Nhạc nắm quyền chủ động trong việc lựa chọn chiến trường nữa. Không cần phải đoán xem người tiếp theo mà ngươi muốn giết là ai, ta một phen đem chính mình đưa tới ngay trước ánh mắt của ngươi. Trầm mặc mà lạnh lùng chờ ngươi chạy tới giết ta, hoặc là chờ ngươi bị ta giết. Cái này cũng không phải là sự lựa chọn của một vị chính trị gia bình tĩnh cùng với cẩn thận. Nhưng mà đây lại chính là nguyên nhân căn bản mà chủ nhiệm Bố Lâm cùng với các nhân vật thiên tài bên trong liên bang như là sư đoàn trưởng Đỗ Thiếu Khanh lựa chọn đi theo Tổng thống Mạt Bố Nhĩ. Chủ nhiệm Bố Lâm bước nhanh đi đến bên cạnh cái điện thoại cố định đặt trên bàn làm việc gần đó, theo thứ tự thông báo cho biệt đội cặp mắt tí hí. Trung tâm chỉ huy lục quân liên bang, cục đặc cần cùng với cục điều tra liên bang về quyết định của Tổng thống tiên sinh. Ngay tại thời điểm khi mà Tổng thống Mạt Bố Nhĩ đang ở trong ánh nắng sớm của đặc khu thủ đô làm ra một quyết định cực kỳ cường thế như vậy, thì tại Cảng Đô, nằm ở một vị trí khác của đại lục, lúc này ánh nắng mặt trời chính ngọ vẫn còn đang chiếu rọi xuống mặt đất. Bên trong con đường thông đạo dẫn nước ngầm u ám tanh hôi bên dưới lòng đất cũng là một mảnh u ám. Toàn bộ quần áo trên người Hứa Nhạc lúc này đều là những vết máu đỏ tươi, hắn đang chống đỡ lên trên vách tường ẩm ướt bên cạnh. Cực kỳ gian nan bước từng bước một hướng về phía bóng tối sâu phía trước mà đi tới. Trong khoảng thời gian không đầy 48 giờ đồng hồ, hắn đã trải qua những tràng chiến đấu hình thức không giống nhau nhưng đều đồng dạng vô cùng kịch liệt. Sự tiêu hao về tinh thần cùng với thể lực mặc dù có thể xem nhẹ không kể tới, nhưng mà mớ máu tươi không ngừng chảy ra trên người cùng với vô số các miệng vết thương giấu bên dưới lớp áo ngoài, thì lại là giống như những cơn hồng thủy mỏi mệt không ngừng đánh mạnh lên trên tứ chi cùng với thân hình của Hứa Nhạc, sau cùng là lên tới đại não của hắn. Trên đường đi nhờ xe tiến vào Cảng Đô, mặc dù bên ngoài quần áo của hắn nhìn không ra bất cứ cái gì khác thường cả, nhưng mà trên thực tế toàn thân hắn đã bị thương rất nặng rồi. Cái loại tốc độ lành lặn vết thương cực kỳ thần kỳ luyện thành trong những năm lăn lộn trên chiến trường. Đối diện với những vết thương phi thường khủng bố không ngừng tích lũy dần lên trong 2 ngày 2 đêm chiến đấu kịch liệt này cũng đã trở nên không có chút tác dụng nào. Những người mà tình trạng sức khỏe nằm trong trạng thái như thế này, cái mà hắn cần nhất chính là những thứ thuốc men chữa thương. Thậm chí là ít nhất cũng cần phải có một sự nghỉ ngơi tĩnh lặng, một giấc ngủ thật sâu để thân thể được an dưỡng cẩn thận. Cũng không có bất cứ kẻ nào lựa chọn mạnh mẽ chống đỡ thân thể đang bị trọng thương như thế này mà chạy đi chiến đấu cả, nhưng mà Hứa Nhạc lại lựa chọn làm như vậy. Bởi vì hiện tại cái mà hắn đang cần nhất chính là thời gian. Lúc ở đặc khu thủ đô có thể nhận được những chiến tích lớn đến như vậy, phần lớn nguyên nhân chính là bởi vì từ sau cuộc ám sát ở trong tòa án quân sự trở đi, hắn đã liên tục đánh liền 2 cuộc chiến khiến cho bên phía chính phủ liên bang không thể ứng phó kịp. Mà từ sau khi bên phía chính phủ cầm quyền điều động toàn diện các lực lượng bộ đội, thì trong lúc hắn xông vào tòa nhà bệnh viện giết chết nghị viên Bảo Nhĩ Sâm, Hứa Nhạc đã phải trả một cái giá cực kỳ thảm trọng. Mạng lưới theo dõi điện tử 2 cấp độ trải rộng toàn bộ liên bang của Cục Điều tra Liên bang, lấy vô số những hình ảnh số liệu theo dõi cùng với những trình tự phân định tư liệu nhận diện nhân thể làm trình tự trung tâm nhất. Bởi vì cần phải tiến hành những công tác tính toán thập phần phức tạp cùng với vô cùng khổng lồ, lại phải tiến hành độc lập với cỗ máy vi tính trung ương liên bang kia.
cho nên bọn họ tất nhiên cũng sẽ chỉ có thể lựa chọn những địa điểm trọng điểm nhất định mà tiến hành canh gác mà thôi. Trong lúc mà tất cả mọi người đều cho rằng hiện tại Hứa Nhạc vẫn còn đang ở bên dưới hệ thống đường dẫn nước ngầm bên dưới lòng đất của đặc khu thủ đô. Giống như một đầu sư tử sau khi bị thương, tìm một chỗ nào đó trong bóng tối lặng lẽ liếm miệng vết thương, chuẩn bị cho lần phóng ra tiếp theo. Thì Hứa Nhạc đã chạy tới cảng đô, sau đó dùng tốc độ nhanh đến mức đối phương không thể nào tưởng tượng ra nổi mà phóng ra. Thân thể đã trả một cái giá không nhỏ, nhưng mà chiến tích đạt được cũng khiến kẻ khác phi thường hài lòng. Khi mà cái chuôi dao găm thanh tú này đã đâm thẳng vào trong cổ họng của tướng quân Bát Chữ, toàn bộ quân đoàn cảnh vệ cảng đô vốn luôn đề phòng xâm nghiêm, thế nhưng lại không hề có bất cứ phản ứng nào cả. Ngay tại phía trước của hệ thống đường dẫn nước ngầm dưới lòng đất có một cái thác chuyển đổi cực lớn. Vô tận những dòng nước thải sinh hoạt không được sạch sẽ từ trên cao dùng tốc độ cực nhanh lao xuống. Vô tận những luồng sóng nước không ngừng rơi thẳng xuống tấm lưới lọc rác rưởi làm bằng vật liệu tổng hợp cao cấm, phát ra những thanh âm nổ vang trầm thấp như là sấm nổ bình thường vậy. Bên trong không gian vô cùng ẩm ướt này lại tràn ngập những hương vị tanh hôi khiến kẻ khác phải vô cùng buồn nôn. Bốn phía thỉnh thoảng lại có những con chuột cùng với những loại bò sát dơ bẩn rất nhanh phóng chạy qua, thế nhưng lại không hề có chút rêu xanh nào cả. Nơi đây chính là doanh, trại lâm thời đầu tiên mà Hứa Nhạc lựa chọn tại cảng đô. Cái ba lô nặng trịch trên vai hắn lúc này cũng rơi xuống mặt đất, thân hình suy yếu của hắn cơ hồ cũng đồng thời với chiếc ba lô ngã rạp xuống dưới. Ngã thẳng lên trên cái ba lô kia, cả một thời gian rất dài cũng không thể đứng lên nổi. Liên bang tại thời gian chuẩn bị vào giữa thu, bên phía dinh thự Tổng thống đột nhiên đưa ra một tuyên bố, Tổng thống Mặt Bố Nhĩ tiên sinh sắp sửa viếng thăm các khu công nghiệp nặng tại cảng đô. Đồng thời vô số các quan viên của các cơ cấu cường lực bên trong chính phủ liên bang cũng lặng lẽ không một tiếng động không ngừng đổ dồn vào trong cái phiến đô thị khổng lồ xa hoa bậc nhất này. Quân đoàn cảnh vệ cảng đô nhất thời gia tăng cấp bậc an toàn lên đến cấp bậc cao nhất. Trong suốt thời gian 3 đêm dài, cùng với hơn mấy trăm chiến sĩ của biệt đội cặp mắt ti hí mang theo biểu tình lạnh lẽo nghiêm túc, hơn 10 chiếc xe tải đa trục nặng nề thông thả di chuyển. Những chiếc xe tải đa trục lớn vô cùng này có thể chịu tải một lượng hàng hóa lên tới hơn 700 tấn. Đã đem con đường xi măng trước cửa lớn của căn cứ quân đoàn cảnh vệ cảng đô đè ép đến mức thê thảm không đành lòng chứng kiến. Đám quân nhân sĩ quan binh lính bên trong căn cứ kia thế nhưng lại không có bất luận kẻ nào dám đưa ra bất cứ lời dị nghị gì. Bởi vì những số hiệu bên trên các chiếc xe tải đa trục kia được thể hiện phi thường rõ ràng. Chúng nó chính là thuộc về sư đoàn thiết giáp 7, cái mà bọn chúng chuyên chở chính là những đầu robot MX tiên tiến nhất của liên bang. Tại cảng đô, kể từ những bệnh viện tư nhân quyền quý xa hoa nhất cho đến những gian phòng khám chợ đen dơ bẩn nhất, những phòng mạch của bác sĩ lậu chuyên khám chữa bệnh cho đám bệnh nhân làng chơi bình thường, tất cả những hệ thống cửa hàng bán thuốc men lớn cho đến những quầy hàng bán thuốc chợ đen bên lề đường, thậm chí là những cửa hàng tạp hóa không chuyên, chỉ bán những loại thuốc cầm máu thông thường nhất, cũng đồng loạt bị liệt vào trong danh sách những địa điểm bị theo dõi nghiêm mật nhất. Vô số người đã vì để một người nào đó không chiếm được bất cứ sự cung cấp thuốc men hay là những công tác chữa trị gì mà bận rộn khẩn trương làm việc liên tục cả ngày lẫn đêm. Những công tác buôn bán hàng hóa bình thường ngoài chợ đen nhìn qua cũng không có bất cứ sự ảnh hưởng nào cả, nhưng mà tất cả những địa điểm có bán loại thực phẩm tổng hợp năng lượng cao, hoặc là các loại thức ăn khô tổng hợp khác, đều sẽ phát hiện ra thường xuyên có những người bộ dáng khác thường lảng vảng liên tục. Bọn họ cũng không thể nào hy vọng xa vời là có thể ngăn cản hoàn toàn một người nào đó kiếm được thực phẩm. Chỉ là thầm nghĩ để cho kẻ đó muốn đạt được thực phẩm cũng phải trở nên khó khăn hơn rất nhiều mà thôi. Bản thân chính phủ liên bang có khả năng khống chế được tài nguyên, về bản chất, đó chính là một sức chiến đấu phi thường cường hãn. Khi mà cái sức chiến đấu đó được điều động lên đến mức toàn diện nhất, vậy thì trong khoảnh khắc sẽ phóng ra một uy lực khủng bố đến vô hạn. Nhưng mà phi thường quỷ dị chính là, cái tên gia hỏa đã dẫn phát nên hồi chiến tranh toàn diện này, và lúc này đột nhiên lại biến mất hoàn toàn, không còn chút tin tức nào cả. Toàn bộ mạng lưới theo dõi điện tử cấp 2 của liên bang trải rộng ra toàn bộ các khu vực bên trong cảng đô, thủy chung vẫn đều không phát hiện được một chút bóng dáng nào của Hứa Nhạc cả. Liên tục suốt mấy ngày liền cũng đều không tìm được bất cứ dấu vết gì của hắn. Hắn tựa hồ như là cứ như vậy mà biến mất bên trong biển người đông đúc của cảng đô vậy, hoặc là biến mất bên trong hệ thống đường dẫn nước ngầm dưới lòng đất vô cùng phức tạp kia. Đám dân chúng liên bang bình thường trong cảng đô cũng đều ngửi ra được những hương vị quái dị nào đó trong chuyện này.
Trên mạng Internet dân dụng đã bắt đầu có người tiến hành thảo luận về các dị tượng xuất hiện tại Cảng Đô. Thậm chí còn có người đăng lên trên Internet những hình ảnh chụp được cảnh hơn 400 chiếc xe hưu lữ màu đen chuyên dụng của Cục Điều tra Liên bang tiến vào Cảng Đô mấy ngày hôm trước nữa. Còn có người thì lại linh mẫn chú ý đến việc hệ thống chữa bệnh tại Cảng Đô trong mấy ngày gần đây đã nhận phải sự giám sát phi thường chặt chẽ từ bên phía chính phủ liên bang. Nhưng mà tất cả mọi người thiếu khuyết đầy đủ những thông tin chính thức. Vì thế cũng chỉ có thể dựa vào những tin tức bề mặt này mà tiến hành những tràng dự đoán hoặc là tranh luận náo nhiệt kịch liệt trên Internet mà thôi. Vẫn cũng không có cách nào chạm đến được điểm trung tâm của sự thật. Mặc dù cũng có người liên tưởng đến vị thượng tá Hứa Nhạc đã sớm biến mất thật lâu không thấy tin tức kia, nhưng mà bọn họ cũng chỉ có thể cảm khái vài câu mà thôi. Đám tin tức truyền thông nằm trong tay chính phủ liên bang thì vẫn như trước không chút nào mệt mỏi, liên tục đưa tin về tình hình chiến sự gay cấn ngoài tiền tuyến. Tràng tranh đoạt cực kỳ thảm thiết trên tinh cầu Mạc Hoa kia, nhờ vào sự tăng cường hỗ trợ phi thường kịp thời của sư đoàn thiết giáp 17 mới, cho nên đã đạt được một hồi thắng lợi giòn giã. Những cái tin tức này liền thành công hấp dẫn sự chú ý của tuyệt đại đa số dân chúng liên bang. Ngoại trừ những tin tức chiến sự tiền tuyến này ra, giới truyền thông tin tức bên phía chính phủ liên bang thỉnh thoảng cũng nhắc đến thông tin về tràng tổng tuyển cử tổng thống liên bang sắp sửa bắt đầu kia. Chỉ có điều là bất luận dựa theo sự điều tra dân ý hay là dựa vào tràng bãi công biểu tình du hành khiến cho toàn bộ liên bang khiếp sợ vừa mới xảy ra cách đây không lâu, cũng đều khiến cho tất cả mọi người phi thường dễ dàng đưa ra kết luận là Tổng thống Mặt Bố Nhĩ chắc chắn sẽ thành công liên nhiệm. Cho nên cái tin tức về tổng tuyển cử này đã hoàn toàn đánh mất đi lực hấp dẫn trong dĩ vãng của nó. Dưới sự khống chế tin tức phi thường nghiêm mật của chính phủ, liên bang, tràng chiến đấu kịch liệt bên trong tòa án quân sự, cái chết của Thượng tá Lai Khắc, tràng chiến đấu trong đêm tại tòa nhà bệnh viện, cái chết của nghị viên Bảo Nhĩ Sâm cũng đều trở thành những chuyện tình không một ai biết đến nữa. Còn về chuyện vị ủy viên Kim Cầu Đức, nhân vật số 2 của Thanh Long Sơn bất ngờ chết đi tại tòa nhà nghị viện, thì lại được tuyên bố là chết vì bệnh nặng bất ngờ. Bên phía chính phủ liên bang tỏ vẻ phi thường kinh ngạc cùng với ai điếu chân thành nhất, cũng không cần để Hứa Nhạc chịu tiếng xấu cho người khác. Bên phía phiến quân cùng với vị lãnh tụ Nam Thủy kia thì lại vô cùng vui vẻ tiếp nhận cái loại thuyết pháp này. Giới tin tức truyền thông nằm trong sự khống chế của đám đại gia tộc kia, thì lại cũng vô cùng quỷ dị không đưa ra bất cứ lời nghi ngờ nào đối với tất cả những chuyện này. Thậm chí cũng không có bất cứ một tòa soạn báo hay là đài truyền hình nào nhắc tới tiếng súng vang lên trong đêm tại tòa nhà bệnh viện đêm nào nữa. Bản thân Hứa Nhạc hiện tại đang ẩn nấp tại một chỗ nào đó trong hệ thống đường dẫn nước ngầm trong lòng đất. Cảng Đô thì lại cũng không nguyện ý một phen đem những cái tin tức này nói cho tất cả dân chúng liên bang biết. Cuộc chiến tranh khốc liệt bên kia đầu vũ trụ vẫn còn đang kéo dài vô cùng kịch liệt, quân đội liên bang cần có một cái hậu phương, ít nhất nhìn qua vẫn còn đang vững chắc. Tất cả mọi người cũng đều không muốn nhìn thấy cảnh nội bộ liên bang hỗn loạn. Bọn họ hoàn toàn nguyện ý ở trong bóng tối, trong góc khuất trầm mặc lạnh lùng mà tàn khốc chém giết lẫn nhau, chứ cũng không muốn xuất hiện trước ánh sáng cho toàn thể dân chúng chứng kiến. Giữa chính phủ liên bang, Hứa Nhạc, thất đại gia tộc liên bang, phiến quân Thanh Long Sơn tựa hồ như hình thành nên một sự ăn ý nhìn qua hết sức buồn cười nhưng lại có chút chua xót nào đó. Những hành động giám sát nghiêm mật tiêu hao một lượng cực lớn tài nguyên của chính phủ liên bang vẫn như trước được kéo dài khắp nơi bên trong Cảng Đô. Nhìn qua hoàn toàn không có dấu hiệu là sẽ có ngày đình chỉ lại. Bản thân Hứa Nhạc đang bị thương nặng thì vẫn như trước đang nằm bên dưới nền đất u ám tanh hôi trong lòng đất trầm mặc chờ đợi, nhìn qua tựa hồ như vĩnh viễn sẽ không bao giờ đi qua. Trong bầu không khí bình tĩnh một cách quái dị này, tất cả mọi người trên mặt đất cùng với dưới lòng đất so đấu với nhau về sự kiên nhẫn. Vào một ngày nào đó, ở buổi chiều chạng vạng nhìn qua vô cùng bình thường, không có gì đặc biệt, bên trong một tòa kiến trúc nào đó tại đặc khu thủ đô xa xôi chợt vang lên thanh âm cảnh báo kịch liệt. Mạng lưới theo dõi cấp 2 của Cục Điều tra Liên bang bố trí khắp nơi tại Cảng Đô đã phát hiện ra bên ngoài một cửa hàng thuốc tư nhân nào đó ở gần khu Sơn Bảo của Cảng Đô đã có mục tiêu khả nghi. Một tràng chiến đấu cứ như vậy mà khai hỏa, sau đó cũng rất nhanh chóng đã chấm dứt. Tại một lối vào hệ thống dẫn nước ngầm dưới lòng, đất phía sau một con phố tĩnh lặng, xuất hiện một vết máu hoàn toàn moi ma trên mặt đất xa xa đằng kia có thêm một cái túi xốp mua sắp đã bị những mảnh đạn bắn cho vỡ tan tung tóe. Một vài bình thuốc men nào đó ngay bên cạnh lăn tới lăn lui. Các bạn đang nghe chuyện gian khách của tác giả Miêu Nị tại thư viện sách nói miễn phí, truyện đọc việt.com.
Chương 765, tên của ta là Phỉ Lợi Phổ. Tràng chiến đấu đó một khi đã phát sinh ra, liền liên tục được triển khai không ngừng. Ở bên trong những quảng trường hẻo lánh tại Cảng Đô, ở trong những hồ nước lớn phủ đầy sương mù bên ngoài thành, thỉnh thoảng lại vang lên những tiếng súng kêu vang. Những luồng lửa đạn trong khoảnh khắc chiếu sáng lên trên bầu trời đêm hắc ám, sau đó lặng lẽ không một tiếng động mà chấm dứt. Đây là một tràng chiến đấu khốc liệt giữa một người cùng với toàn bộ cả liên bang. Nếu như không phải có được cỗ máy vi tính trung ương liên bang đứng phía sau lưng Hứa Nhạc phát ra quang huy rộng khắp của nó, bản thân hắn cho dù có cường đại đến như thế nào đi chăng nữa, cũng sẽ bị bộ máy chính phủ khổng lồ cực kỳ cường đại kia nghiền nát thành vô số những mảnh vụn nhỏ bé. Cụ thể là ở trong cái tràng chiến đấu liên miên trầm mặc vào giữa thu này, mặc dù có được sự trợ giúp không ngừng nghỉ của lão già kia, nhưng mà Hứa Nhạc vẫn như cũ gặp phải vô số những nguy hiểm. Có mấy lần hắn suýt nữa đã bị đối phương thành công bắt giết rồi. Cái ban ngành đặc thù có hiệu suất làm việc cực cao, được mệnh danh là biệt đội cặp mắt ti hí kia không ngừng chỉ huy vô số quân nhân. Cảnh sát ở bên trong tràng chiến đấu đuổi giết này đã dần dần phát huy ra những tác dụng càng ngày càng cường đại của chính mình. Bên trên bầu trời khi thì xanh lam sẫm, khi thì lóe sáng như sấm chớp, bên dưới mặt đất không khí tràn ngập những luồng gió lạnh lẽo của mùa thu. Bên dưới lòng đất tràn ngập những âm u cùng với ẩm ướt, bọn họ đã sử dụng chiến thuật biển người cùng với hệ thống mạng lưới theo dõi dày đặc khắp nơi, bố trí nên một mạng lưới bẫy dập khổng lồ. Hơn nữa cái bẫy dập này đang càng ngày càng co rút, thu nhỏ lại, sắp sửa một phen đem Hứa Nhạc nhìn như cường đại không thể nào chiến thắng kia bao vây lại chính giữa cái bẫy dập này. Bên trong con đường thông đạo ngầm tối đen bên dưới lòng đất đột nhiên vang lên một tràng ho khan phi thường kịch liệt. Những thanh âm từ bên trong phần lá phổi đã bị thương tổn bộc phát ra ngoài, mặc dù đã bị dùng sức mạnh máp chế xuống, nhưng mà cuối cùng lại vẫn mạnh mẽ phá tan yết hầu mà lao ra. Những dây thanh quản khô khốc chấn động kịch liệt, phát ra những thanh âm khàn khàn khó nghe. Lưng dựa thẳng lên trên phần vách tường ẩm ướt sau lưng, Hứa Nhạc mở rộng hai chân mỏi mệt của mình ra, vô lực mà thả lỏng ngồi bệch trên mặt đất. Khẩu súng trường bắn tỉa H-14 đã được cải tiến, đang ôm bên trong lồng ngực, bởi vì không muốn để lộ ra ngoài nên được quấn chặt trong một tầng vải khô. Chính vì thế cho nên cũng không có vẻ lạnh lùng như băng của một loại vũ khí giết người khủng bố. Con dao găm phóng điện đặc chế bình thường buộc chặt bên dưới ống giày lúc này rõ ràng đã có chút biến hình, hẳn là trong tràng chiến đấu kịch liệt vừa rồi đã bị tổn hại không nhẹ. Đôi môi của hắn lúc này đã biến thành một mảnh khô héo trắng bệch cực kỳ không khỏe mạnh. Bởi vì một tràng ho khan cực kỳ kịch liệt vừa rồi, khiến cho điếu thuốc lá 777 đang gắn trên môi hắn cũng phải run rẩy lên một trận liên hồi. Chấn cho tàn thuốc tung bay khắp nơi, ở trong không gian tối đen trước mắt hắn không ngừng bay múa, giống hệt như là một đám đom đóm cực kỳ nhỏ bé đang bay lượn vậy. Ánh mắt của Hứa Nhạc khẽ nheo lại một chút, nhìn về phía dòng nước thải sinh hoạt đen ngòm vẫn không ngừng chậm rãi chảy xuôi cách đó không xa. Đột nhiên ngửi thấy bên trong mùi vị ngay ngáy gay mũi bình thường chợt có thêm một hương vị tanh hôi nồng đậm nào đó. Hắn theo bản năng khẽ cau mày lại một chút, đem điếu thuốc trên môi gỡ xuống. Ngón tay đột nhiên chạm phải một mảnh gì đó ẩm ướt mà dinh dính, mới biết được hóa ra thứ hương vị kia chính là mùi máu tươi. Liên tục tiến hành chiến đấu kịch liệt trong nhiều ngày, cùng với quá trình trốn chết cường độ cực kỳ cao, khiến cho những vết thương cũ trên người của Hứa Nhạc cũng chẳng hề có chút xíu nào dấu vết là sẽ chuyển biến tốt đẹp cả. Bên phía chính phủ liên bang đã bất chấp mọi hậu quả, điên cuồng sử dụng một lượng lớn tài nguyên trong tay mình, khống chế toàn bộ các nguồn cung cấp thuốc men, chữa trị trong phạm vi toàn bộ phiến thành thị này. Vì để tìm kiếm các loại thuốc men cần thiết, hắn thậm chí đã dính thêm một vài vết thương mới không nhẹ. Mấy ngày hôm nay thậm chí ngay cả nguồn bổ sung thức ăn năng lượng cao cũng đã bắt đầu trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Còn về phần những đạn dược bị tiêu hao phần lớn trong các tràng chiến đấu kia, ngoại trừ việc trong một tràng chiến đấu ven hồ, cực kỳ may mắn từ chỗ mấy gã binh lính hôn mê tìm ra được một vài viên đạn đường kính phù hợp với súng trường bắn tỉa H-14 ra, cũng không có thêm bất cứ bổ sung nào khác nữa cả. Cái hình ảnh thê thảm gọi là đạn hết lương cạn nhìn qua đã biến thành một màn vô cùng chân thật trong khoảng thời gian không xa sắp tới nữa. Bất luận phân tích từ theo góc độ nào đi chăng nữa, thì hiện tại Hứa Nhạc cũng là đã bị ép vào trong tuyệt cảnh rồi. Ở trước mặt của hắn hiện tại cũng chỉ có hai con đường mà thôi, thứ nhất chính là chấp nhận mạo hiểm, tìm cách đột phá ra khỏi tầng phong tỏa dày đặc bên trên, chảy a khỏi phiến thành thị này, tìm đến một phiến thiên địa càng rộng lớn hơn để dung thân.
Còn sự lựa chọn thứ hai chính là chấp nhận mạo hiểm, phóng vọt lên trên mặt đất, tiến hành một hồi đột kích khủng bố nhất, dữ dằn nhất, nhằm cầu thay đổi một chút thế cục bế tắc trước mặt. Thế nhưng mà cuối cùng hắn cũng không có lựa chọn bất cứ con đường nào cả. Trên khuôn mặt vô cùng bình thường kia của hắn đến lúc này cũng tìm không ra bất cứ một tia tình tự tuyệt vọng nào. Thậm chí ngay cả một chút cảm giác mất mát do thế cục sắp sửa thất bại mang đến hắn cũng chẳng có chút nào. Hắn vẫn như cũ bình tĩnh mà kiên định như vậy, thậm chí trong quá trình thống khổ mệt mỏi đến cực độ như thế này. Bên cạnh việc tinh thần và thể lực sắp sửa hỏng mất, hắn vẫn còn có tâm tình tiến hành nói chuyện phiếm nữa. Trong sách giáo khoa cùng với trong thư viện có nói, bởi vì nguyên nhân đại hạo kiếp rất nhiều năm trước đây, tất cả các tư liệu của nền văn minh trước đây cũng đã không còn giữ lại được chút nào nữa. Cho nên tất cả mọi người cũng chỉ biết là có một nền văn minh như vậy, nhưng mà lại không biết rằng cái nền văn minh kia là có hình dáng như thế nào. Kỳ thật tôi mãi vẫn luôn rất tò mò, nếu như nhân loại không phải sinh ra trên tinh cầu S1, vậy thì gia hương chân chính của nhân loại là ở nơi nào? Hứa Nhạc đưa tay lên lau nhẹ mớ máu loãng chảy ra từ trên khóe môi, nhẹ nhàng đưa tay vỗ vỗ lên ngực nhằm giảm bớt một chút cơn đau đớn kịch liệt truyền tới từ hai buồng phổi. Dựa lưng vào tường, ánh mắt nheo lại, hỏi, nếu như tất cả mọi thứ cũng đều đã bị hủy diệt hết rồi, vậy làm sao ông có thể sống sót được chứ? Mấy năm nay trong những năm sống chung với nhau, tôi biết năng lực của ông so với tất cả những gì mà dân chúng liên bang từng tưởng tượng ra còn mạnh mẽ hơn rất nhiều. Về mấy cái chuyện này, ông có câu chuyện xưa gì hay hay một chút kể cho tôi nghe được không? Bên trong đường thông đạo dẫn nước ngầm dưới lòng đất im lặng ẩm ướt lạnh lùng là một mảnh trầm mặc. Không biết trôi qua bao nhiêu lâu sau đó, thanh âm của cỗ máy vi tính trung ương liên bang mới đột nhiên vang lên. Bên trong thanh âm không có bất cứ cảm xúc ba động nào cả, bình tĩnh mà lạnh như băng giống như một cỗ máy móc. Những tư liệu về nền văn minh trước đại hạo kiếm là tài liệu tuyệt mật, cấp bậc quyền hạn của cậu không đủ để biết về những tư liệu đó. Mặt khác, căn cứ vào chỉ lệnh trung tâm nhất cùng với vô số những lần tính toán lặp đi lặp lại của ta, cho dù biết được rất nhiều những chi tiết của cái nền văn minh trước đại hạo kiếp đi chăng nữa, thì đối với xã hội nhân loại hiện tại cũng không có bất cứ sự trợ giúp nào cả. Tôi chỉ là nghĩ thấy chính mình có thể ngay sau đây sẽ ngã xuống chết đi, mặc dù hiện tại chỉ mới 20 mấy tuổi thôi. Nhưng mà đột nhiên nghĩa thấy những đường dẫn nước ngầm kéo dài gần như vô tận này không ngờ lại tràn ngập những hương vị tang thương chán nản. Cho nên muốn nghe những câu chuyện xưa nào đó nghe qua mạnh mẽ nghiêu bức hoặc là hùng vĩ gợn sóng bao la một chút. Hứa Nhạc mệt mỏi nở nụ cười nhàn nhạt, lưng dựa thẳng lên một chút. Bàn tay vuốt ve từ trên xuống dưới tầng vải bố thô ráp bên ngoài của khẩu súng trường bắn tỉa H-14, chậm rãi nói, sinh mệnh của ông tuy rằng kéo dài vô cùng, vô tận. Nhưng mà tôi cũng là cái tên gia hỏa đầu tiên trong suốt dòng đời sinh mệnh của ông có thể trực tiếp trao đổi với ông. Hiện tại hôm nay tôi bất cứ lúc nào cũng có thể chết đi được, ông sẽ lại một lần nữa rơi vào sự tịch mịch cô đơn vĩnh viễn. Tôi đề nghị ông nên quý trọng một chút những cơ hội có thể cùng tôi nói chuyện phiếm như thế này. Lão già kia trầm mặc trong khoảng thời gian khá dài, đại khái là đã bị những câu nói bi thương này của Hứa Nhạc khiến cho có chút động tâm, nếu như thật sự lão ta có tâm hồn. Thanh âm máy móc lạnh như băng lúc trước, bây giờ đột nhiên chợt khó hiểu có thêm một vài tia cảm xúc nhàn nhạt, nói. Trước kia cũng đã từng nói qua với cậu rồi, tiểu tổ 5 người kia ở trong trình tự trung tâm của tôi đã để lại một cái cửa sau. Cái con chip vi mạch thay thế ở phía sau gáy của cậu kia có lưu lại một đoạn cốt dữ liệu không hoàn chỉnh, thế nhưng lại có thể kích hoạt cái cửa sau kia của tôi. Cho nên vì thế tôi mới có thể hướng đến cậu kích phát ra lời thỉnh cầu chủ động liên hệ. Cái đó cùng với cái câu chuyện xưa tang thương viễn cổ kia thì có quan hệ gì chứ? Hứa Nhạc dùng hai đầu ngón tay kẹp nhẹ điếu thuốc lá đưa lên trên miệng, chậm rãi cẩn thận hút từng ngụm thuốc lá một. Hắn đặt câu hỏi nghe qua cũng chẳng hề có chút nghiêm túc nào cả. Tuy rằng có rất nhiều người đều cho rằng hắn chính là một gã công trình sư thiên tài nhất trong toàn bộ liên bang này, nhưng mà bản thân hắn lại thiếu bối cảnh giáo dục chuyên sâu một cách nghiêm trọng ngay từ nhỏ. Cho nên nhìn qua xác thực không quá mức để ý đến những đáp án vấn đề khoa học mà rất nhiều những học giả liên bang cũng sẽ phi thường để ý này. Cái đoạn cốt dữ liệu tin tức không hoàn chỉnh kia, cùng với những trình tự thiết kế xử lý trung tâm của tôi có những điểm phi thường gần nhau. Đổi một lời khác mà nói, chúng ta hẳn là đến từ cùng một nguồn gốc. Trước kia ông cũng đã từng nói qua về cái vấn đề này rồi. Hứa Nhạc một phen đem đầu lọc điếu thuốc lá còn lại nhét vào trong một khe nứt bên cạnh mình, nói.
Tôi lúc chạy sang đế quốc cũng có ý định giúp ông tìm đáp án, nhưng mà phi thường xin lỗi, tôi cũng không tìm ra được. Bọn họ bên kia căn bản là không có được trình độ trí tuệ máy móc cường hãn giống như ông vậy. Hướng về phía phiến sao trời hạo hãn mênh mông bên ngoài vũ trụ mà nhìn lại, ngọn nguồn nên là ở nơi nào đây? Hiện tại điều mà tôi không hiểu nhất chính là cái đoạn cốt dữ liệu tin tức không hoàn chỉnh kia cùng với bản nguyên của tôi rõ ràng về mặt cấp bậc còn cao hơn tôi rất nhiều. Vì cái gì lại có thể xuất hiện ở trong đế quốc? Theo như lời của cậu nói, thì phương diện máy móc trí tuệ của đế quốc bên kia hiện tại vẫn còn vây bên trong thời kỳ nguyên thủy mông muội như thế. Cao hơn à? Cao hơn như thế nào? Hứa Nhạc nghi hoặc hỏi. Cậu có thể hiểu theo kiểu về mặt chỉ số thông minh cao hơn rất nhiều. Lão già kia thoáng trầm mặc một lát, sau đó mới mở miệng giải thích về phần chuyện xưa tăng thương viễn cổ trước đại hạo kiếp mà cậu muốn biết kia. Hẳn là cùng với đoạn cốt dữ liệu tin tức không hoàn chỉnh phía sau con chip vi mạch nhân thể sau gáy của cậu có mối quan hệ nào đó. Còn về những bộ phận chi tiết mà tôi biết đến. Hứa Nhạc nói, mặc dù cái lỗ tai của tôi không được sạch sẽ cho lắm, nhưng mà vẫn còn có thể nghe được rõ ràng. Kỳ thật đó là một câu chuyện xưa phi thường đơn giản. Lão già kia bình tĩnh nói, tất cả nền văn minh mà nhân loại đã từng sáng tạo trước đây cũng đều đã bị hủy diệt bên trong hồi đại tai nạn kia. Chính là cái đại hạo kiếp mà đám chúng ta gọi hiện tại đó. Lúc đó tiểu tổ 5 người đã cưỡi trên một chiếc phi thuyền vũ trụ mà chạy thoát ra. Trải qua một chuyến lữ hành xuyên vũ trụ dài dòng không biết bao nhiêu năm, đã đặt chân đến cái khỏa tinh cầu hiện tại cậu đang đứng đây. Dân chúng của xã hội liên bang hiện tại này chính là con cháu của những hành khách do chiếc phi thuyền trốn chết kia mang theo năm đó. Còn tôi thì chính là cỗ máy vi tính tính toán tinh đồ ở trên chiếc phi thuyền vũ trụ kia. Chiếc phi thuyền vũ trụ kia sau khi đáp xuống tinh cầu S1 xong thì bị phân rã ra nhằm lấy vật liệu để phục vụ cho quá trình tái định cư xã hội. Còn tôi thì đã được cải tạo thành hình dáng như hiện tại. Đây là một câu chuyện xưa đã từng xuất hiện rất nhiều lần trong các tiểu thuyết trinh thám A. Mọi chuyện chỉ đơn giản như vậy sao? Hứa Nhạc thoáng khẽ cau mày lại một chút, hạ thấp giọng cảm khái nói, cái hồi đại tai nạn kia là loại tai nạn gì nhỉ? Không ngờ lại có thể hủy diệt cả một nền văn minh kéo dài không biết bao nhiêu thế hệ như vậy. Bất cứ một câu chuyện xưa gì cũng có thể được tổng kết thành một vài câu miêu tả cực kỳ đơn giản nhẹ nhàng, bình thường các người gọi nó là đoạn tóm tắt. Còn về cái phương thức giảng thuật đầy đủ trọn vẹn, đương nhiên là sẽ có càng nhiều những chi tiết phức tạp. Những tư liệu rõ ràng khổng lồ được liệt kê ra, chẳng qua các người thường gọi bọn chúng là những nội dung chi tiết râu ria dư thừa không có tác dụng. Ở trên mạng Internet dân dụng bình thường được gọi là chi tiết sàm. Nếu như cậu thật sự muốn nghe trọn vẹn một câu chuyện xưa tăng thương phức tạp như thế, vậy thì tôi đề nghị cậu lập tức tiến hành trị liệu thương thế của mình cho tốt, sau đó rời khỏi cái phiến thành thị này đi. Biết rồi, tôi lập tức đi làm ngay đây. Hứa Nhạc lập tức một phen đem khẩu súng trường bắn tỉa H-14 biến thành cây gậy chống mượn lực, gian nan mà vịn lên bức tường ẩm ướt lạnh lẽo đứng thẳng người lên. Liền chỉ có một cái tư thế động tác đơn giản như thế mà thôi. Nhưng mà cũng đã khiến cho vô số những miệng vết thương trên thân thể bắt đầu một lần nữa chảy máu ra, truyền phát đến từng cơn đau đớn vô tận. Ở bên, trong con đường thông đạo dẫn nước ngầm tối đen này, cỗ máy vi tính trung ương liên bang kia chẳng biết thông qua phương thức gì, có thể cực kỳ rõ ràng quan sát được những động tác cứng ngắc của Hứa Nhạc. Phân tích tình hình thương thế cùng với sự suy yếu của hắn, nói, có đôi khi tôi thật sự rất khó có thể hiểu nổi rất nhiều những hình thức hành vi của nhân loại các người. Ví dụ như cậu hiện tại vậy, vì cái gì đối mặt với tràng cảnh mà xác suất tử vong cực cao như thế? Nhưng bên trong số liệu sinh lý cùng với sóng điện não phân tích lại không tìm ra bất cứ một tia tình tự sợ hãi nào hết vậy. Phải biết rằng đối với một sinh vật có sinh mệnh thì sự sợ hãi đối với tử vong chính là đến từ bản năng, căn bản không thể tiêu trừ đi được. Một tên gia hỏa có được sinh mệnh gần như vô cùng vô tận như ông vậy, không có khả năng hiểu được một đám khỉ con có sinh mệnh ngắn ngủi như mấy người chúng ta sẽ suy nghĩ như thế nào đâu. Trên đời làm gì có người nào không sợ chết chứ? Chỉ là do nhân loại rất am hiểu chuyện quên đi, hoặc là ngụy trang sự sợ hãi đó, hoặc là không thèm nghĩ đến sự sợ hãi đó, như vậy mới có thể thoải máu bước trên con đường của chính mình được. Hứa Nhạc nhấc lên khẩu súng ống đã bắt đầu trở nên nặng nề trong tay hắn, thong thả nhấc từng bước chân một hướng về phía sâu hơn bên trong hệ thống đường dẫn nước ngầm mà đi tới. Nở nụ cười nhàn nhạt giải thích, hơn nữa quả thật cũng không có gì phải sợ hãi cả. Tôi sinh ra trên thế giới này đã không có nghĩ tới sẽ có thể sống sót rời đi.
Bởi vì câu nói mang ý nghĩa cảm khái cực kỳ sâu sắc nặng nề này, mà bầu không khí tối tăm bên trong con đường thông đạo bên dưới lòng đất nhất thời trở nên tẻ ngắt. Mãi một khoảng thời gian rất dài sau đó, lão già kia mới bình tĩnh nói, quả thật trên đời này không có ai có thể sống mà rời khỏi cái thế giới này, cái câu nói đùa này của cậu thật sự rất thú vị. Nghe được cái câu trả lời hoàn toàn vượt ra ngoài sự phán đoán logic của chính mình, Hứa Nhạc chợt có cảm giác cười khổ. Đầy cảm khái nói, một câu nói dũng mãnh oai hùng như vậy lại bị lý giải thành một câu nói đùa. Ông thật sự là một tên gia hỏa không chút thú vị nào mà. Không có nhận được câu phản hồi đầy nhiệt huyết như trong tưởng tượng, tôi thật sự cảm thấy mất mát à. Những tiếng bước chân chậm rãi trầm thấp gần như không thể nào nghe thấy kia dần dần biến mất phía xa xa. Thân ảnh của gã nam nhân đang gian nan bước đi về phía trước dần dần bị bóng tối thong thả nuốt gọn. Cái thân ảnh kia cùng với lão già kia, không có bóng dáng, cùng nhau hướng về phía chỗ sâu bên trong con đường dẫn nước ngầm tối đen mà đi tới. Thỉnh thoảng mơ hồ có thể nghe được mấy câu đối thoại quanh quẩn vang lên. Nói lời thiệt tình, có ông ở bên cạnh, tôi vốn dĩ không hề lo lắng qua rằng chính mình sẽ chết. Cũng giống như là ở trên khỏa tinh cầu kia. Tại đế quốc vậy, trong luồng đạn đạo đầy trời bay tới, ông chắc chắn sẽ cưỡi phi thuyền ba cánh hạm màu đen phá vỡ mây trời mà bay tới đón tôi đi. Nhưng mà cậu có từng bao giờ lĩnh hội qua sự đấu tranh tâm lý cực kỳ thống khổ giống như tôi chưa? Sự thống khổ bởi vì trình tự trung tâm xung đột lẫn nhau kia, quả thật không chút thua kém sự thống khổ mà hiện tại thân thể da thịt của cậu đang phải thừa nhận đâu. Hơn nữa tôi còn mơ hồ cảm nhận thấy được, tựa hồ như đang có một tình huống bất ổn nào đó đang chậm rãi phát sinh. Cái tình huống bất ổn này khiến cho tôi cảm thấy áp lực rất lớn à. Vì để giảm bớt lại một chút những phản ứng cảm xúc như thế này bên trong trình tự xử lý trung tâm, tôi thậm chí còn tự đặt cho chính mình một cái tên nữa, tên là Phỉ Lợi Phổ. Phỉ Lợi Phổ, nghe qua cũng được đó chứ. Về sau tôi sẽ gọi ông là Phỉ Lợi Phổ luôn. Chẳng qua cái tên mà ông lựa chọn này có nội hàm thú vị gì hay không? Úc, tôi quên mất rằng, tuy là ông rất có nội hàm, nhưng mà ông chưa từng bao giờ là một tên gia hỏa thú vị cả. Phỉ Lợi Phổ là tên của một vị danh nhân bên trong sách lịch sử của thời đại văn minh trước đại hạo kiếp. Trong truyền thuyết nói rằng cả đời ông ta luôn luôn đứng bên cạnh một vị danh nhân để hỗ trợ người kia, thậm chí cả cuộc đời của ông ta chưa từng một lần xuất hiện trước công chúng cả. Tình cảnh của ông ta cùng với tôi hiện tại là vô cùng tương tự nhau. Chương 766, nhìn chằm chằm đầy thèm thuồng. Bến cảng 17 trên thực tế cũng không phải là một cái bến cảng, mà là một khu biệt thự nghỉ dưỡng cực kỳ nổi danh bên trong cảng đô. Trong một quán bar nhà hàng sang trọng im lặng ẩn giấu phía sau những con phố xá phức tạp, bầu không khí vẫn vô cùng tĩnh lặng. Bầu không khí quỷ dị khẩn trương cực kỳ quái dị tràn ngập khắp nơi trên cả cái thành phố cảng đô này. Rõ ràng là đối với cuộc sống hưởng thụ hàng ngày của đám dân chúng có tiền kia cũng chẳng tạo thành bất cứ ảnh hưởng nào cả. Lúc này thời gian đã là buổi chiều của một ngày giữa thu lành lạnh, đã có rất nhiều chiếc ô tô sang quý đắt tiền. Dưới sự hướng dẫn cực kỳ cẩn thận của gã nhân viên gác cửa, lặng lẽ chạy vào trong con đường thông đạo sâu thẳm bên dưới quán. Trên đỉnh đầu đội chặt một chiếc mũ thể thao, kéo sùm sụp che khuất hơn nửa khuôn mặt, Hứa Nhạc từ bên con phố đối diện rất nhanh đi lướt qua căn quán bar nhà hàng sang trọng kia. Trên người hắn đang mặc một kiện áo khoác thể thao vừa mới trộm được tại một căn nhà kho của cửa hàng tạp hóa nào đó. Đám cơ cấu cường lực của chính phủ liên bang tiến hành truy bắt hắn kia, đại khái cũng không có một phen đặt trọng điểm công tác theo dõi tại những địa phương sang trọng như thế này. Rất nhiều năm trước đây Hứa Nhạc cũng đã từng đi tới cái khu biệt thự an dưỡng sang quý tên gọi là Bến Cảng 17 này, đã từng ở trong một gian nhà hàng sang trọng nào đó tuyệt tình bẽ, gãy ngón tay của một tên kiêu ngạo nào đó. Ngón tay của cái vị chủ quản cao cấp tiên sinh của bộ công trình công ty cơ khí quả xác khi gãy vang lên giòn tan như là một cây củ cải ướp lạnh vậy. Còn Bạch Ngọc Lan thì đã từng ở phía sau lưng một cái quán rượu nhỏ khác thuộc khu này mà thay Hứa Nhạc giết chết người đầu tiên. Cái tên kia cũng không biết là tên gia hỏa của chính phủ liên bang hay là của thiết toán lợi ra nữa. Nhưng mà mớ máu loãng phun ra tung tóe từ trong cổ họng của hắn lại nhẹ nhàng giống như mớ nước chanh trong ly của quán rượu phía trước vậy. Thời gian lặng lẽ trôi đi không một lần quay trở lại, cuộc đời của mỗi người cũng đã cải biến không biết bao nhiêu lần. Nhiều đến mức cho dù vẫn như cũ đang là một thanh niên, nhưng mà cũng đã có đủ tư cách để mà cảm khái năm xưa giống như một vị lão nhân vậy. Hứa Nhạc thoáng cúi đầu xuống một chút, băng lướt qua phía trước căn quán bar nhà hàng kia,
trong lòng có chút hoài niệm. Thế nhưng hiện tại hắn không cách nào có thể đi vào được, mà là men theo con đường sơn đạo hơi chút chếch lên, hướng về phía một khu nhà biệt thự cao cấp sang trọng trên sườn núi mà đi đến. Ánh dương quang buổi chiều chiếu rọi nồng đậm lên trên mặt hồ Tang Thương. Những tầng mây mù bị xua tan lên khỏi mặt hồ nước rộng lớn nhất của phiến thành thị xa hoa to lớn nhất cả liên bang này, bị ánh nắng trời chiều chiếu rọi biến thành vô số những đạo kim quang. Xuyên thấu qua những cánh cửa sổ lớn tràn ngập ý hào qua xa xỉ, ấm áp nhẹ nhàng lay động bên trong căn phòng khách rộng lớn của căn biệt thự cao cấp. Hứa Nhạc quả thật cũng không biết rõ ràng chủ nhân của cái căn biệt thự cao cấp này là ai, mà chỉ là tùy tiện chọn đại một căn biệt thự phá cửa vào mà thôi. Đương nhiên là cái cánh cửa vào kia cũng không có bị phá tan thành từng mảnh vụn. Cái phiến cánh cửa hợp kim được trang bị loại khóa chống trộm điện tử tiên tiến nhất liên bang. Đối diện với những ngón tay ổn định cùng với một vài công cụ khác của Hứa Nhạc, liền chẳng còn chút tác dụng nào cả. Tất cả các bệnh viện, phòng khám chữa bệnh cùng với các cửa hàng thuốc men bên trong cảng đô cũng đều đã nằm trong những công tác theo dõi cực kỳ nghiêm mật. Đã có 3 tràng chiến đấu cực kỳ mạo hiểm, chính là bởi vì nhu cầu cấp bách của hắn đối với thuốc men cùng với thức ăn mà phát sinh ra. Một khi đã là như thế, hắn liền lựa chọn một phương pháp càng đơn giản trực tiếp hơn một chút, chính là xâm nhập vào khu dân cư để tìm kiếm những thứ thuốc men mà chính mình cần. Phải nói là sự may mắn của hắn mãi vẫn luôn luôn tốt vô cùng, ở trong phòng ngủ không mất bao nhiêu thời gian, hắn đã tìm ra được tất cả những thứ mà mình cần kiếm nhất. Không chỉ có như vậy, ngoài như thứ đó này ra, hắn còn tìm được trong ngăn chứa đồ không ít những thứ thức ăn tổng hợp năng lượng cao áp xúc, cùng với 2 túi cấp cứu phi thường chuyên nghiệp nữa. Dựa theo những tư liệu cùng với các chi tiết khác bên trong phòng làm việc, hắn đại khái đoán ra được chủ nhân của căn biệt thự cao cấp này hẳn là một vị bác sĩ cao cấp trong một cái bệnh viện tư nhân nào đó của cảng đô. Hứa Nhạc giống như là một đầu động vật hoang dã, dưới chân có chêm thêm một miếng đệm thịt mềm mại vậy. Lặng lẽ di chuyển ra khỏi cửa của nhà bếp, căn bản không phát hiện ra bất cứ một tia thanh âm nào cả. Hắn liếc mắt nhìn về phía đứa bé trai đang ngồi bên cạnh cánh cửa sổ sát đất trong phòng khác, cặp mày thoáng cau lại một chút. Hắn theo bản năng đem khẩu súng trường bắn tỉa đã được phân giải ra thành 2 đoạn ngắn cất kỹ lại bên trong cái áo khoác thể thao, không muốn lộ ra bất cứ cái gì khiến đứa bé trai kia hoảng sợ. Sau khi đã đột nhập thành công vào trong căn biệt thự cao cấp này rồi, hắn mới kinh ngạc phát hiện ra bên trong phòng khách của căn biệt thự có một đứa bé con đang ngồi đó. Sau khi phẫn nộ chỉ trích lão già kia lười biếng không kiểm tra cẩn thận một lượt, hắn có chút kinh ngạc phát hiện ra. Đứa bé trai này mãi vẫn luôn chuyên chú tập trung ngồi bệch bên cạnh cái cửa sổ sát đất trong phòng khách. Ở bên dưới ánh dương quang vàng rực chiếu rọi mà nghiêm túc chăm chú mày mò nghiên cứu cái gì đó, hoàn toàn không hề để ý đến sự xâm nhập của hắn. Hứa Nhạc đi vào phòng ngủ tìm kiếm thuốc men, đồ sơ cứu, sau đó đi vào nhà bếp tìm thức ăn, suốt cả một quá trình lâu dài như vậy. Thế mà đứa bé trai đang ngồi bên cạnh cửa sổ sát DOTPHONG khách thủy chung mãi vẫn luôn không có đứng dậy, cũng không có quay đầu nhìn lại. Cái bàn tay nho nhỏ của nó đang cầm một cây chìa khóa bảo dưỡng 6 sao theo tiêu chuẩn, phi thường chuyên chú đối phó với cái gì đó nằm trong bàn tay chính mình. Hứa Nhạc lúc này đang chuẩn bị xoay người rời đi, đột nhiên nhìn thấy mái tóc của đứa bé trai kia dưới ánh nắng mặt trời vàng rực chiếu rọi, biến thành một màu vàng chói mắt, cặp mày đang nhíu chặt dần dần giãn ra một chút. Thoáng do dự một lát sau, hắn mới lén lút cẩn thận chậm rãi tiến lại phía sau lưng đứa bé trai kia, muốn nhìn một chút xem đến tột cùng là thứ gì lại khiến cho thằng tiểu tử này chuyên tâm tập trung đến như thế. Đứa bé trai kia đang có ý đồ muốn tháo tung một cái đồng hồ báo thức điện tử nhỏ. Cái đầu hợp kim cứng rắn của chìa khóa bảo dưỡng 6 sao kia đã để lại tại chỗ cái khóa móc duy nhất phía sau cái đồng hồ báo thức điện tử kia vô số những vết chảy xước. Xem ra là cu cậu đã cố gắng thử mở rất nhiều lần rồi, thế nhưng lại thủy chung không thể nào mở ra được. Dưới ánh nắng mặt trời vàng rực chiếu rọi, Hứa Nhạc lặng lẽ đứng sau lưng đứa bé trai, chăm chú nhìn chằm chằm vào sự tập trung chuyên chú của cu cậu. Trầm mặc một khoảng khá lâu sau, rốt cuộc cũng nhịn không được, mở miệng hạ giọng chỉ điểm cho anh chàng, cậy về phía trước một góc khoảng 60 độ về phía dưới. Đây là cái loại thiết kế độc quyền vô sỉ nhất của cái đám gia hỏa thuộc công ty sản xuất đồng hồ nhằm vào mấy tên gia hỏa như chúng ta. Ngoại trừ việc dùng sức một chút ra thì cũng chẳng có biện pháp nào khác cả. 20 giây đồng hồ sau đó, Hứa Nhạc dùng sức kéo sụp cái mũ thể thao trên đầu mình xuống che khuất mặt lại, hướng ra bên ngoài khu biệt thự cao cấp mà phóng chạy như điên.
Bên tai hắn vẫn còn phảng phất vang vọng tiếng thét bén nhọn vô cùng của đứa bé trai kia khi phát hiện ra hắn đứng sau lưng mình. Hiện tại thứ duy nhất Hứa Nhạc đang nghĩ trong đầu chính là chính mình quả thật không thể gặp mặt bất cứ kẻ nào cả. Nhất là không muốn gặp mặt cái lão già kia mãi vẫn luôn không ngừng lải nhải trào phúng trong đầu mình kia. Ông có thể tưởng tượng ra nổi không chứ? Mấy công ty sản xuất ra đồng hồ báo thức điện tử kia vì để ngăn cản những tên gia hỏa hay tò mò như chúng ta tháo tung mấy cái đồng hồ ra. Không ngờ lại nghĩ ra cái thứ chiêu trò nham hiểm đến như vậy, hơn nữa lại còn mặt dày vác mặt đi xin cấp bằng độc quyền nữa. Hứa Nhạc ở bên dưới bóng râm của những bức tường cao lớn không ngừng phóng đi vì để che giấu sự xấu hổ của chính mình mà phẫn nộ lớn tiếng chỉ trích. Vừa rồi chỉ là bởi vì tôi nhìn thấy thằng bé trai kia mà nhớ lại bản thân chính mình rất nhiều năm trước đây, cho nên mới nhịn không được mà mở miệng chỉ điểm nó một chút thôi. Cũng chỉ có biện pháp dùng bạo lực mới mở được cái thứ đó ra. Nhưng cậu làm như vậy sẽ phá hủy nghiêm trọng niềm lạc thú được thăm dò của tiểu bằng hữu kia. Cỗ máy vi tính trung ương liên bang rất nhanh ở trong đầu hắn đưa ra lời phản bác, tôi cho rằng trong bản chất của cậu có bản chất của một nhà thuyết giáo à. Nếu như tôi nhớ không lầm ngày sinh của cậu, thì dựa theo sự phân chia chòm sao của thời đại văn minh trước đại hạo kiếp, cậu là một tên hỗn đản thuộc chòm sao bò cạp A. Trước đây khi còn ở trong cửa hàng sửa chữa điện tử, tôi cũng rất thường xuyên bị cái tên đại gia hỏa kia phá hư lạc thú của chính mình. Hứa Nhạc nhớ tới bộ dáng đáng giận của đại thúc năm đó mà đắc ý nở nụ cười nhàn nhạt. Hắn theo bản năng khẽ bĩu nhẹ môi một cái, nói, Phỉ Lợi Phổ, tuy rằng hiện tại đang là thời gian chiến đấu, nhưng mà ông cũng phải cho phép tôi có được cuộc sống tinh thần của chính mình một chút chứ. Tuy rằng đây là cái tên do chính bản thân tôi đặt ra cho mình, nhưng mà tôi vẫn cảm thấy bị cậu xưng hô như vậy có chút cảm giác gì đó quái dị. Tôi hy vọng cậu có thể tiếp tục gọi tôi là lão già kia, hay là sự tồn tại vĩ đại không nhìn thấy như trước đây đi. Phỉ Lợi Phổ, Phỉ Lợi Phổ, nói đi. Tôi thật sự hoài niệm cuộc sống bên trong hầm sửa chữa điện tử tại Đại khu Đông Lâm năm đó. Nhưng rốt cuộc cũng không thể quay lại cuộc sống những ngày đó nữa. Gặp lại luôn luôn không bằng hoài niệm, chính là bởi vì thường thường rất khó có thể gặp lại. Cho nên những ông già bà lão khi nằm trên giường bệnh, rất thường xuyên dễ dàng nhớ lại mối tình đầu tiên của chính mình. Những anh chàng hoặc là cô nàng thiếu niên thường xuyên mặc áo trắng phiêu phiêu trong lần gặp mặt đầu tiên chẳng hạn. Hơn nữa bọn họ vĩnh viễn cũng sẽ theo bản năng cự tuyệt tin tưởng rằng những anh chàng, cô nàng thiếu niên kia cũng đã biến thành bộ dáng giống như mình hiện tại vậy. Bọn họ chỉ là nguyện ý khắc ghi sâu trong trí nhớ những hình ảnh tốt đẹp nhất của thuở ban đầu mà thôi. Chính như là những lời đã từng nói trước đây vậy, Hứa Nhạc hiện tại cũng vẫn còn trẻ, thế nhưng lại bắt đầu giống như một lão nhân nói đến chuyện cảm khái hoài niệm năm xưa. Đó chính là bởi vì hắn phải phất cảm giác được trong minh minh rằng đang có một cái bóng râm so với biển sao trên đỉnh đầu càng thêm rộng lớn hơn nhiều kia. Đang chậm rãi thong thả mà không thể ngăn cản được tiến về phía mình. Có lẽ đó chính là một sự thất bại bất lực nhất, hoặc là một cái chết thảm thiết nhất đang chờ đợi chính mình. Bên trong cái phiến thành thị vừa quen thuộc lại vừa lạ lẫm này, toàn bộ mọi người ai nấy cũng đều là địch nhân của chính mình. Muốn vùng lên đập vỡ hết thảy mọi thứ, có lại được sự tự do cùng với quyền lợi như đã từng có trong quá khứ kia, nói thì dễ dàng hơn làm rất nhiều. Nhưng mà Hứa Nhạc thật sự không chút lo lắng, ngoại trừ bằng vào khẩu súng trường bắn tỉa H-14 đang nằm trong lòng hắn kia, thanh dao găm phóng điện đang buộc chặt bên cạnh thắt lưng hắn kia. Còn bởi vì hắn tin tưởng vững chắc rằng chính mình cho tới bây giờ cũng không phải là chỉ có một mình một người tiến hành chiến đấu. Bên trong phiến vũ trụ này có lẽ không có bất cứ đạo lý gì cả, nhưng mà chỉ cần còn có lão già kia. Còn có rất nhiều người giống như là ông chủ cửa hàng tạp hóa dưới chân núi kia, sẵn sàng nguyện ý ở bên cạnh hắn, giúp đỡ hắn, thì hắn vẫn sẽ vững tin mà chiến đấu. Đối mặt với bầu không khí chính trị phía sau màn tiềm tàng sự khẩn trương quỷ dị vô cùng kia, đám đại gia tộc trong liên bang vẫn mãi luôn duy trì sự trầm mặc. Vị lão tiên sinh thích đội mũ quả dưa kia của Thiết Toán Lợi ra cùng với hai người kế thừa trẻ tuổi mà ông ta xem trọng nhất, vẫn ở trong nghị viện yên lặng mà chống đỡ lại việc chính phủ liên bang mượn dùng lý do dân ý, thừa cơ không ngừng đưa ra những dự luật tài chính cực kỳ bất lợi đối với bọn họ. Thế nhưng bọn họ cũng không có thông qua phiến hải dương kinh tế tài chính mênh mông nằm trong sự nắm giữ của chính mình để mà khiêu chiếu mạch máu kinh tế của chính phủ liên bang trong thời khắc cực kỳ khẩn trương như thế này. Cái vị phu nhân kia ở phía sau hậu sơn núi mặc sầu vẫn đồng dạng trầm mặc như vậy, thậm chí còn có vẻ quá mức rụt rè nữa.
Bởi vì đám đại gia tộc bọn họ có đầy đủ sự tự tin có thể dễ dàng đối mặt với cục diện như vậy mà không thất bại. Kể từ khi hiến lịch 37 bắt đầu cho tới nay, những vị lãnh tụ của các đại gia tộc này đã từng cực kỳ e ngại quân thần Lý Thất Phu. Về sau lại đau đầu với sự tồn tại của Hứa Nhạc, thế nhưng bọn họ chưa từng bao giờ cảm thấy sợ hãi chính phủ liên bang cả. Bọn họ tin tưởng vững chắc rằng trên đời này không hề có những lý tưởng, những mục tiêu gì cực kỳ kiên định cả. Cho dù là có một vài người có dã tâm nào đó, nhưng mà cũng đều không quá đáng sợ, chỉ cần kẻ đó có nhu cầu liền sẽ có nhược điểm. Cho nên kẻ đó sẽ cần phải tự hạn chế sự điên cuồng bên trong nội tâm của chính mình, như vậy liền sẽ có thể đàm phán được. Vì vậy mà bọn họ có thể hờ hững cùng với bình thản dương mắt nhìn một màn trình diễn thú vị này. Trong những thời điểm thích hợp, bọn họ cũng không ngại ra tay cung cấp cho Hứa Nhạc một vài sự tiện nghi nào đó. Nhưng mà cũng tuyệt đối sẽ không tự mình ra tay hỗ trợ mọi nhu cầu của hắn, cái gọi là thân vàng thì sợ lạnh là như vậy. Ngạn ngữ liên bang đã từng nói qua, những gã phú ông mà thân thể ngàn vàng tuyệt đối sẽ không bao giờ ngồi bên dưới những bức tường có nguy cơ sắp đổ sập bao giờ cả. Mà trong trận chiến đấu này, bất luận là Hứa Nhạc cùng với chính phủ liên bang ai thắng ai thua, thì ở trong mắt bọn họ, đó đều là một bức tường có nguy cơ sắp sửa sập cả. Như vậy thì sao bọn họ dám ngồi bên dưới một phương cơ chứ? Còn về phần Lý Cuồng Nhân, đang lợi dụng được cơ hội hiếm có, chuẩn bị đáp xuống tinh cầu Mạc Hoa cùng với công chúa Tô Mông của đế quốc tiến hành một trận chiến đấu khủng bố cực kỳ khoái ý. Đột nhiên nhận được mệnh lệnh triệu hồi khẩn cấp đến từ phía quân đội liên bang. Ở trong mắt rất nhiều người, trong cả liên bang hiện tại, cũng chỉ có một mình hắn là có thể đối phó với dạng nhân vật khủng bố vô cùng như Hứa Nhạc vậy. Nhưng mà sau khi trải qua một chàng cha con khắc khẩu bên trong văn phòng làm việc kia, tướng quân Lý Tại Đạo đã chân chính hiểu được chính mình đã phạm vào một cái sai lầm cực kỳ nghiêm trọng rồi. Ông ta liền không một chút do dự tước đoạt đi toàn bộ quyền chỉ huy của đứa con trai thân sinh của chính mình. Còn bản thân Lý Phong cũng đã biết được chính mình cũng đã phạm vào một cái sai lầm cực kỳ nghiêm trọng. Nếu như không có chàng tranh cãi phẫn nộ ngày hôm đó, như vậy thì cái chi bộ đội truy sát Hứa Nhạc này sẽ do chính bản thân hắn tự mình chỉ huy rồi. Nếu quả thật xuất hiện cái loại tình huống như thế này, như vậy thì trận chiến đấu này có lẽ sẽ trở nên phi thường thú vị rồi. Nhưng mà cái gã thượng tá trẻ tuổi nhất trong lịch sử quân đội liên bang này lại không có được lòng dạ thâm sâu của một chính trị gia lão luyện, mà chỉ có một sự bi thương cùng với phẫn nộ tràn ngập mà thôi. Lúc đó hắn căn bản không thể khống chế được tình tự của chính mình. Không có cơ hội gia nhập vào cho đội ngũ tiến hành truy sát Hứa Nhạc kia, liền tìm không được cơ hội thích hợp để âm thầm ra tay trợ giúp cái tên gia hỏa kia, Lý Phong liền giống hệt như một đầu mãnh hổ thanh tráng cực kỳ cường hãn, trầm mặc không ngừng đi sát theo, nhìn chăm chú thèm thuồng chi bộ đội chiến đấu lệ thuộc sự quản lý của biệt đội cặp mắt ti hí kia. Hắn đã từng đi theo chi bộ đội đặc chủng cường đại đã từng trải qua quá trình đặc huấn tại tu thân quán Phí Thành, xuất hiện tại sân bay không cảng đặc khu thủ đô, xuất hiện bên trong con đường thông đạo ngầm bên dưới lòng đất tòa nhà bệnh viện, sau đó lại cũng cùng chạy tới cảng đô. Cái loại bộ dáng trầm mặc nhìn chăm chú thèm thuồng như thế này, ngược lại đã khiến cho hai chi bộ đội chiến đấu đặc chủng cường đại kia sinh ra một áp lực tâm lý cực kỳ nặng nề. Cái hung danh điên cuồng thô bạo đã theo Lý Cuồng Nhân kể từ 12 tuổi, đã lan truyền ra khắp tất cả các quân doanh của quân đội liên bang. Đám bộ đội đặc chủng kia không rõ ràng hắn vì nguyên nhân gì lại luôn trầm mặc chạy theo sát chính mình như thế này. Lại càng không biết được hắn vào lúc này sẽ bộc phát sự thô bạo điên cuồng của chính mình, vô cùng khủng bố phóng tới, một phen đem toàn bộ đám binh sĩ bọn họ đập thành từng mảnh nhỏ. Đối mặt với cái loại bộ dáng trầm mặc nhìn chăm chú đầy thèm thuồng cực kỳ đáng sợ như thế này, tất cả các cơ cấu cường lực bên trong liên bang căn bản không có khả năng xua đuổi hoặc là bắt giữ Lý Phong được, bởi vì hắn cũng không phải là Hứa Nhạc. Hắn không có bất cứ tội danh nào trong người, càng quan trọng hơn nữa chính là hắn là cháu nội của quân thần đại nhân, là con trai của tướng quân Lý Tại Đạo, là độc đinh còn lại duy nhất của Phí Thành Lý gia. Vì thế cái thanh đại sát khí mà trước đây chính phủ liên bang vốn dĩ định dùng để đối phó Hứa Nhạc này, ngày hôm nay ngược lại đã biến thành một nhân tố phiêu lưu bất an mà bọn họ cần phải nghiêm túc cẩn thận đề phòng. Thậm chí sau khi nhận được sự đồng ý của tướng quân Lý Tại Đạo, cái ban ngành đặc thù biệt đội cặp mắt ti hí kia lại còn đặc biệt an bày một đám bộ đội lực lượng cực kỳ cường hãn phụ trách việc theo dõi từng động thái của Lý Phong hắn nữa. Thế nhưng Lý Cuồng Nhân phảng phất như là không hề phát hiện ra chuyện này, vẫn như trước tiếp tục trầm mặc, đi theo phía sau mọi người, nhìn chằm chằm một cách đầy thèm thuồng.
Các bạn đang nghe chuyện gian khách của tác giả Miêu Nị tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 767, hắn không chiến đấu một mình. Tại đặc khu thủ đô, sau khi xác nhận lại một chút những hàng hóa mình chuyển đi cũng không có bị bên phía quân đội liên bang phát hiện, biểu tình trên mặt Châu Úc rốt cuộc cũng thoáng thả lỏng được một chút. Cặp mày thanh tú nhăn tít lại thành một đường thẳng lúc này cũng thoáng giãn ra được một chút. Cô nàng có chút mệt mỏi đưa tay xoa xoa nhẹ mi tâm mấy cái, gỡ xuống đóa hoa hồng nhỏ đỏ rực bên cạnh Thái Dương đặt lên trên bàn làm việc, sau đó xoay người hướng phía dưới lầu. Đi xuống, vị phụ thân Châu Ứng Tinh của cô nàng dựa theo lời yêu cầu đặc thù của Tổng thống tiên sinh mà đi tuần tra một vòng các khu căn cứ dự trữ chiến lược quanh các đại tinh hệ trong liên bang. Hiện tại hẳn là đang ở một nơi nào đó trong khu căn cứ quân sự hậu cần tiền tuyến tại tinh cầu S3. Tất mọi người cũng đều biết rõ ràng rằng Châu Ứng Tinh tiên sinh khẳng định cũng sẽ không thể nào quay trở lại cương vị Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nữa rồi. Nhưng mà bên phía Đại viện Tây Sơn cũng không có vào lúc này thu hồi lại căn biệt thự này. Năm đó ở trong mắt đám đại nhân vật chính trị của đặc khu thủ đô, Châu Ứng Tinh chính là một nhân vật trung thành nhất dưới quyền của vị phu nhân kia tại phía sau hậu sơn núi Mạc Sầu. Bằng không như thế nào lại có thể từ vị trí chủ nhiệm căn cứ lắp ráp thiết bị quân dụng lập tức thăng liền hai cấp, trở thành Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Nhưng mà tại trong 6 năm đương nhiệm của ông ta, nhất là trong cuộc chiến tranh tiến công về phía lãnh thổ đế quốc bên kia, Châu Ứng Tinh ngoại trừ phong cách làm việc tràn đầy phong độ một học giả ra, cũng đã đầy đủ chứng minh được năng lực thậm chí là sự quyết đoán mạnh mẽ của chính mình. Mặc dù hôm nay ông ta đã ảm đạm đi xuống đài, nhưng mà vẫn như cũ nhận được sự tôn kính của mọi người. Tiểu bằng hữu Châu Lưu Hỏa lúc này đang ở dưới phòng khách tầng trệt, bên cạnh bàn trà rất nhanh chạy trốn, lại còn cố tình giả mặt quỷ cười nhạo cô bé con chị họ của chính mình. Bởi vì lo lắng tâm tình của mẫu thân không tốt sau vụ việc của phụ thân, cho nên Châu Hữu cùng với vợ con hắn mới đặc biệt xin nghỉ phép về nhà thăm nhà một chuyến. Mỉm cười chào hỏi với ca ca, chị dâu mình một tiếng, Châu Úc ngồi xuống bên cạnh mẫu thân, cùng nhau tiến hành sửa sang lại chậu hoa tươi trang trí trên bàn trà phòng khách. Ngay từ thời kỳ thiếu nữ, cô nàng đã được bồi dưỡng nhằm để trở thành thái tử phi thai gia tương lai. Cho nên đối với những công việc tinh tế cần sự cẩn thận như thế này cũng chẳng cảm thấy có chút lạ lẫm nào cả. Nhưng mà hôm nay không biết vì nguyên nhân gì, cô nàng mãi vẫn luôn nghĩ thấy cảm xúc của mình có chút khó chịu, bứt rứt không yên. Nhất là khi nhìn thấy nụ cười cực kỳ khoa trương của cậu con trai bảo bối đang rất nhanh chạy trốn mà phát ra kia. Cái nụ cười xấu xa của cậu con trai bình thường vẫn luôn khiến mình cảm thấy kiêu ngạo này, ngày hôm nay tại sao lại có cảm giác khó chịu như thế? Cô nàng nhịn không được, cặp màu khẽ nhướng lại một chút. Không biết là kế thừa bản tính đặc biệt của phụ thân hay là mẫu thân mình, tiểu bằng hữu Châu Lưu Hỏa này mặc dù tuổi còn rất nhỏ, nhưng mà cũng đã đủ thông minh hoặc là nói tinh thế giả hoạt. Cô cậu linh mẫn bắt giữ được tâm tư không tốt trong lòng hiện tại của mẫu thân mình. Mặc dù hàng ngày vẫn luôn kiêu căng quậy phá không ai chịu nổi, nhưng mà lúc này anh chàng theo bản năng khẽ dùng mình một cái, chạy lại, nấp phía sau lưng người cậu luôn hết mực sủng ái mình, chỉ ló cặp mắt tròn xoe giảo hoạt ra, nhìn về phía mẫu thân. Châu Hữu thoáng cau mày lại, nhìn về phía muội muội xinh đẹp của mình, hỏi, đang lo lắng cho Hứa Nhạc bên cảng đô à? Em ngồi ở đây lo lắng cũng chẳng có ý nghĩa gì cả đâu. Em cũng nên biết rõ ràng trong mấy ngày gần đây hắn đã làm những chuyện gì rồi. Cho dù bên phía chính phủ liên bang có ưu ái hắn hoặc thậm chí là nhát gan đến mức nào đi chăng nữa, thì cũng sẽ không cho phép hắn còn sống sót trở về đâu. Úc Tử à, anh khuyên em nên chuẩn bị tốt tâm lý cho tình huống xấu nhất đi. Vẻ mặt Châu Úc vẫn lặng lẽ không chút biến sắc, chỉ là nhẹ nhàng ừ khẽ một tiếng. Thế nhưng Châu phu nhân ngồi kế bên nhìn thấy bàn tay đang cắm hoa của cô con gái mình khẽ run rẩy lên một chút, liền tức giận ngẩng đầu nhìn lên, trừng mắt liếc nhìn đứa con trai của mình, khiển trách, không được nói chuyện xui xẻo. Bên bờ hồ Phí Thành, Giàn Thủy Nhi trầm mặc ngồi trên khối tảng đá lớn nhô ra bên ngoài bờ hồ kia, nơi năm xưa lão nhân gia Lý Thất Phu thường xuyên ngồi câu cá. Tâm tình có chút ngơ ngẩn nhìn mặt hồ bị những luồng gió thu thổi quét tạo thành những gợn sóng lăn tăn phức tạp, cùng với hình ảnh ngọn tuyết sơn phản chiếu ngược bên dưới mặt hồ, bị sóng nước biến thành một mảnh mơ hồ không rõ ràng, khuôn mặt xinh đẹp hoàn mỹ dị thường bình tĩnh, không có một chút biểu tình nào. Thời điểm khi còn rất nhỏ, tôi đã từng dám một mình rời khỏi Phí Thành, lúc đó lão nhân gia vẫn còn sống, ông ta rất phẫn nộ, đã kiện tụng lên một hồi tòa án.
Thế nhưng cuối cùng ông ấy cũng không kiên quyết một phen đem tôi quay trở lại phía thành. Ông ấy đã tôn trọng sự lựa chọn của tôi. Chị Đồng đang đứng thẳng phía sau lưng Giản Thủy Nhi, trầm mặc không nói tiếng nào. Bản thân cô ta biết rất rõ ràng, hiện tại cái khối đá lớn mà tiểu thư đang ngồi đây chính là cái tảng đá mà suốt 10 năm qua. Ngày nào quân thần đại nhân cũng ngồi trên đó ra ven hồ thả câu, hẳn là tiểu thư đang hoài niệm lão nhân gia. Giản Thủy Nhi nhẹ nhàng đem những sợi tóc đen nhánh bị những luồng gió thu thổi loại đem nhét lại phía sau vài tai trắng nõn hồng hào. Mấy đầu ngón tay trắng như bạch ngọc thuận thế vuốt nhẹ một chút cặp lông mày lá liễu thanh tú hơi có chút khó chịu. Trên khuôn mặt hoàn mỹ mà xinh đột chợt hiện lên một tia giễu cợt cực kỳ nồng đậm, nói hiện tại ông ấy đã đi rồi. Kết quả là tôi lại bị người khác bắt quay trở lại phía thành, giam lỏng không cho ra ngoài. Bên trong vũ trụ này không có người nào so với ông ấy càng cường đại hơn nữa. Như vậy cái loại khác nhau này chỉ có thể chứng minh là, cho dù là giữa những thân nhân với nhau, cũng có chuyện cảm tình ít hay nhiều. Chị Đồng liếc mắt nhìn đám binh lính khi ẩn khi hiện xuất hiện bốn phía xung quanh bờ hồ, thở dài một tiếng thật sâu, mới mở miệng an ủi, khuyên giải, tướng quân Lý Tại Đạo Trung. Quy vẫn là anh họ ruột của cô, kỳ thật cô cũng biết rất rõ ràng nguyên nhân vì sao ông ấy muốn làm vậy mà. Chuyện tình này quan hệ thật sự quá lớn, tiểu thư cô cũng không nên khiến cho Lý tướng quân cảm thấy khó xử. Anh ta lập chí quyết tâm tiêu diệt cái gã nam nhân có cặp mắt tí hí tên là Hứa Nhạc kia, nhưng mà đó chính là hôn phu của tôi mà. Giản Thủy Nhi chậm rãi quay đầu lại, luôn mặt không một chút biểu tình nhìn chằm chằm về phía chị Đồng, nói, rốt cuộc là ai khiến cho ai khó xử đây? Hoàn Sơn Tứ Châu trên tinh cầu S2. Ở trên cái khỏa tinh cầu tập trung vô số các khu căn cứ công nghiệp hạng nặng của liên bang này, tại các đặc khu hành chính lân cận với vùng Thanh Long Sơn rộng lớn, những làn khói súng. Lửa đạn chỉ chẳng qua tiêu tán đi hơn 10 lần trăng khuyết trăng tròn mà thôi, thế nhưng bầu không khí đã trở nên phi thường náo nhiệt khiến người ta tinh thần phấn chấn. Câu lạc bộ đêm khả khả tại Tượng Thụ Châu bản thân có được một cái tên thanh tú, lại là địa điểm ăn chơi náo nhiệt huy hoàng nhất tại khu vực Hoàn Sơn Tứ Châu này. Hiện tại nó đã biến thành một mảnh đất truyền kỳ không ai không biết tới, nhưng nguyên nhân chân thật vì sao nó lại nổi tiếng như vậy thì lại chẳng có bao nhiêu người biết tới. Cho nên khi biết được đối phương một phen an bày địa điểm gặp mặt ở nơi này, Chủ tịch Phú Kiệt cảm thấy cũng có thể chấp nhận được. Chủ tịch Phú Kiệt chính là Chủ tịch Hiệp hội Liên hiệp Công nhân của ngành công nghiệp máy móc hạng nặng của Liên bang. Bản thân ông ta ở bên trong tầng lớp giai cấp công nhân ở tầng dưới chót xã hội này có được một uy vọng cực kỳ cao cùng với khả năng hiệu triệu phi thường to lớn, luôn khiến cho vô số những nhà tư bản phải cảm thấy khiếp sợ cùng với thống hận từ đáy lòng. Chính bản thân ông ta cũng biết rất rõ ràng điểm này, cho nên ông ta không hiểu nổi cái vị nghị viên trẻ tuổi đang ngồi đối diện kia vì cái gì lại muốn hẹn gặp mình ngày hôm nay. Ông ta thậm chí còn không biết chính bản thân mình vì cái gì nhận được lời hẹn của đối phương liền lập tức chạy tới đây nữa. Có lẽ chính là bởi vì sâu trong tiềm thức của mình đối với sự tồn tại lâu đời của lịch sử kia mà trời sinh có sự sợ hãi trong bản năng gây ra. Vị nghị viên trẻ tuổi nhất trong lịch sử của Tượng Thụ Châu, thậm chí là toàn bộ liên bang này, hiện tại đang bình tĩnh mời đối phương dùng trà, chính mình thì lại bưng một tách cà phê. Chậm rãi bình thản nói, Chủ tịch tiên sinh, hiện tại bên phía hiệp hội cùng với các chủ xí nghiệp tiến hành kiện tụng trên tòa án có phải là trở nên càng ngày càng khó khăn hay không? Còn nữa, Tổng thống tiên sinh Trung Quy cũng không có khả năng đại diện cho các ông tiến hành tranh tụng suốt cả đời được. Cho nên lời đề nghị vừa rồi của tôi, ngài có thể suy nghĩ cẩn thận lại một chút. Cái văn phòng luật sư sự vụ Tây Chu kia của tôi tuy rằng danh tiếng cũng không có lớn lắm, thế nhưng mà lại có được những vị đại luật sư xuất sắc nhất trong toàn bộ liên bang này, việc trở thành đại diện cố vấn pháp luật đặc biệt của hiệp hội các ngài hẳn là đã đủ tư cách rồi. Không biết vì cái gì, rõ ràng là gã nghị viên trẻ tuổi ngồi trước mặt này sắc mặt phi thường tái nhợt. Thân thể thì gầy yếu đến mức nhìn qua thật sự giống như là một người bệnh bất cứ lúc nào cũng có thể bị gió thổi đẩy ngã. Nhưng mà Chủ tịch Phú Kiệt lại bị những lời nói xuất phát từ cái gã thanh niên gầy yếu kia áp bách khiến cho trái tim thoáng chút đã đập mạnh lên gấp đôi. Ông ta không khỏi có chút hối hận vừa rồi tại sao mình không mang theo thêm vài gã đội nhân công nhân thân hình cường tráng một chút cùng đến. Ít nhất cũng có thể gia tăng thêm vài phần khí thế cho chính mình. Toàn thể thành viên của Hiệp hội Công nhân chúng tôi đều vô cùng cảm kích sự trợ giúp vô tư trong suốt mười mấy năm qua của Tổng thống tiên sinh. Phẩm chất đạo đức cá nhân hàng ngày của ông ấy khẳng định không có gì phải nghi ngờ. Thay nghị viên, tuy rằng ở trong mắt ngài cùng với gia tộc phía sau ngài mà nói,
Tôi cũng chỉ là một con kiến nhỏ bé, nhưng mà xin ngài hãy cho phép con kiến cũng có sự tự tôn của một con kiến. Tôi chưa bao giờ từng nghi ngờ qua phẩm chất đạo đức cá nhân hàng ngày của Tổng thống tiên sinh cả. Trên thực tế, năm đó khi tôi thúc đẩy việc ông ấy đến thăm viếng chính thức Thanh Long Sơn, tôi so với bất luận kẻ nào cũng tin tưởng vào phẩm chất đạo đức cá nhân của ông ấy hơn. Thái Chi Nguyên bưng tách cà phê trên bàn lên chậm rãi hớp lấy một ngụm, không biết có phải là đang nhớ tới những chuyện cũ phát sinh tại Đại học Lê Hoa năm đó hay không. Từ đó nhớ lại cái gã bằng hữu thân thiết duy nhất lúc này đã biến mất bên trong đám đông biển người tại Cảng Đô. Biểu tình của hắn nhất thời có vẻ hơi chút lạnh nhạt, nhưng mà tất cả mọi người cũng đều sẽ thay đổi cả. Tổng thống tiên sinh có thể vì lợi ích chung của cả liên bang mà hy sinh đi trung tổng tư lệnh, hiện tại lại vì sự ổn định của liên bang mà hy sinh đi thượng tá Hứa Nhạc. Ai cũng không biết trước được đến lúc nào đó, ông ta sẽ lại vì cái gì nữa mà hy sinh đi ông cùng với tất cả những công nhân chất phát khả kính bên trong Hiệp hội Công nhân. Cái loại thủ đoạn hy sinh này một khi đã dùng quen rồi thì sẽ rất dễ dàng bị nghiện, bởi vì những kẻ hy sinh thì cũng đều là người khác, mà nhận được lợi ích thì lại là chính bản thân mình. Hắn ngẩng đầu lên, vẻ mặt bình tĩnh nhìn về phía Phú Kiệt, nói, huống chi con người, cả cuộc đời này theo đuổi rốt cuộc cuối cùng là cái gì đây chứ? Chủ tịch tiên sinh, tôi đề nghị ông hãy suy nghĩ lại thật cẩn thận về cái vấn đề này đi. Dựa theo thuyết pháp của Kiều Trì Tạp Lâm, những nhà quyền quý tư bản giống như là tôi vậy, sẽ tuyệt đối không bao giờ chủ động giao ra quyền lực trong tay của mình đâu. Mà nếu như quả thật, tôi đã làm như vậy, thì ông cũng sẽ có thể đạt được càng nhiều những lợi ích thực tế hồi báo lại. Đương nhiên, đây cũng chính là sự hồi báo hợp lý đối với việc ngài đã rất nhiều năm qua tận sức đấu tranh cho những công nhân xí nghiệp. Như vậy đó chẳng phải chính là một kết cuộc phi thường hoàn mỹ hay sao? Vừa rồi cậu có nói qua, con người cuối cùng là sẽ thay đổi. Chủ tịch Phú Kiệt nâng tay phải lên, dùng cổ tay áo của mình lau đi mớ mồ hôi tươm đầy trên trán mình. Nhìn Thái Chi Nguyên, khẽ run giọng nói, cậu lại như thế nào có thể cam đoan cậu sẽ không thay đổi, sẽ không đổi ý đây? Tôi họ Thái, tôi cùng với gia tộc của tôi đã ở trong cái phiến sao trời này tồn tại mấy vạn năm trời rồi, hơn nữa vẫn sẽ mãi mãi tiếp tục tồn tại xuống. Mà Tổng thống tiên sinh ông ta cũng chỉ có hai cái nhiệm kỳ 5 năm mà thôi, cho nên ông ấy mới cần phải thay đổi, chứ tôi không cần. Bên trong khu công nghiệp Cảng Đô, đám công trình sư của Bộ Công trình Công ty Cơ khí Quả Xác không ngừng thư giãn những tứ chi cứng ngắc của chính mình hướng về phía bên ngoài mà đi đến. Bọn họ vừa mới ở tại Tây Lâm hoàn thành công tác thí nghiệm trận địa bom điện tử di động quần tụ diện rộng. Những số liệu định vị tiêu chuẩn cơ bản cũng đã phản hồi kết quả rất tốt, nhưng mà vẫn còn cần chờ đợi những công thức phù hợp với việc bố trí trên từng địa hình cụ thể. Thừa dịp khoảng thời gian này, căn cứ vào lời yêu cầu của Thương Thu, bọn họ đối với đầu robot MXT vừa mới kéo ngược trở về từ Tây Lâm kia tiến hành công tác thí nghiệm lắp ráp hệ thống nòng xoáy tăng áp cao cấp. Tôi không đi đâu, các người hãy đi đi. Thương Thu đối với lời mời đi tham gia tiệc tùng của đám thuộc cấp lắc lắc đầu không nói gì. Hai tay rất nhanh đưa lên vò loạn mái tóc đen sau đầu mình, sau đó dùng cây bút bi xoáy tròn rồi cố định lại. Bởi vì cái động tác này, những đường cong đầy khoa trương trước ngực của cô nàng hiện lên có vẻ vô cùng rõ ràng. Ánh mắt hơi có chút thâm quầng của đám nam thuộc cấp bên dưới nhất thời đỏ ửng lên một chút, sau đó liền tập thể lãng tránh. Thương Thu hôm nay đã là đồng sự kỹ thuật cao cấp của công ty cơ khí Quả Xác. Luận theo đãi ngộ cấp bậc tương đương mà tính, thậm chí ngay cả chủ nhiệm của bộ công trình cũng đều là thuộc cấp của nàng ta. Đám những công trình sư này không có bất luận kẻ nào dám đối với mệnh lệnh của cô nàng có bất cứ sự nghi ngờ gì cả. Huống chi kể từ sau khi thượng tá Hứa Nhạc bị truy nã cho đến nay, tâm tình bực bội của cô nàng mãi vẫn luôn không chút nào che giấu, được ghi rõ ràng trên mặt nàng. Đầu robot MXT màu trắng ở bên trong không gian của căn nhà kho phát ra những tia ngân quang nhàn nhạt, Thương Thu chống cằm liếc nhìn về phía góc đó. Trên mặt hơi có chút ngẫm nghĩ, trong lòng nhớ tới năm đó chính mình cùng với Hứa Nhạc ở trong bộ công trình nghiên cứu chế tạo con robot MX đã đặt. Tên cho đầu robot thí nghiệm kia tên là Tiểu Bạch Hoa, trên miệng không khỏi nhếch lên một tia nụ cười nhàn nhạt. Dưới sự trợ giúp của vô số hệ thống dò xét sóng ngắn trải rộng khắp đặc khu thủ đô cùng với các mã hóa mật mã và máy móc, bên phía chính phủ liên bang đã tiến hành quản chế cực kỳ nghiêm mật tất cả các đầu robot quân dụng. Phòng ngừa Hứa Nhạc lại một lần nữa lợi dụng quyền hạn hiến chương của chính mình, trực tiếp khống chế robot tiến hành những hồi tập kích khủng bố. Thậm chí tất cả những đầu robot thí nghiệm bên trong bộ công trình công ty cơ khí Quả Xác cũng không ngoại lệ,
tất cả đều có những trình tự chuyên môn tiến hành quản chế nghiêm mật. Chỉ cần có bất cứ kẻ nào ý đồ muốn xâm nhập vào hệ thống điều khiển của bọn chúng, sẽ tự động dẫn phát thanh âm cảnh báo vang vọng. Bên trong đêm dài yên tĩnh, trong căn nhà kho rộng lớn này cũng không có bất cứ người nào khác nữa. Thương Thu đứng thẳng người lên một chút, hướng về phía đầu robot MXT kia mà đi tới. Chẳng biết từ khi nào, trong tay cô nàng đã có thêm một cái thùng màu đen lớn. Gian nan leo lên cái bục cao của khoang điều khiển đầu robot MXT, Thương Thu chật vật leo vào, trực tiếp mở lên hệ thống máy tính chủ khống chế đầu robot, bắt đầu tiến hành khởi động trình tự kiểm tra tiến vào trạng thái chiến đấu. Một lượng rất lớn những khẩu hiệu trình tự giống như là thác nước không ngừng hiện lên bên trên cặp kính mắt của cô nàng. Cô nàng nữ công trình sư thiên tài lúc này thoải mái nhẹ nhàng tiến hành phá giải từng cái hạng mục, trong miệng thì thầm lẩm bẩm tự nói với mình, Cố Tích Phong đã chạy đi tiền tuyến rồi. Anh lại là một tên gia hỏa chẳng biết gì về vi tính cả, tôi giúp anh một phen đem tên gia hỏa này hồi sinh lại, anh cũng không nên quên cảm ơn tôi một tiếng đó. Rất nhanh đã hoàn thành xong tất cả các công việc trình tự khởi động. Thương Thu dùng mu bàn tay lau nhẹ mấy giọt mồ hôi chảy xuống bên cạnh cặp má đỏ ửng của chính mình, có chút hài lòng nhẹ nhàng thở ra một hơi. Vỗ vỗ một chút cái hòm đen lớn mà Châu Úc vừa tại đặc khu thủ đô dùng con đường bí mật chuyển đến ngay bên cạnh, sau đó quay lại đặt một chuỗi mật mã phi thường phức tạp. Không có bất cứ kẻ nào có thể biết được cái dãy mật mã này là cái gì, chỉ có mình Hứa Nhạc biết. Chương 768, chờ đợi đoàn tàu. Sứ đoàn của tổ chức bình dân phản kháng của đế quốc bên kia hiện tại đã hoàn thành xong quá trình viếng thăm Tây Lâm rồi. Các trình tự đàm phán về công việc viện trợ tương quan cũng đang trong quá trình dần dần được tiến hành chứng thực rõ ràng. Nhưng mà cũng không biết vì cái gì, các thành viên của sứ đoàn cũng không có ý tứ ngay lập tức rời đi, quay trở lại đế quốc, mà là vẫn như cũ trú lại trong căn phòng tại tầng cao nhất của đại khách sạn Kim Tinh. Lúc này Hoài Thảo Thi đang khẽ nhíu mày nhìn chằm chằm vào màn hình TV lớn trước mặt. Nàng ta quả thật không thể nào chấp nhận nổi mấy cái hình ảnh quảng cáo do những diễn viên ăn mặc cực kỳ hở hang kia đóng được. Mấy đoạn quảng cáo này nếu như xuất hiện trên màn hình TV của bên đế quốc, khẳng định ngày hôm sau ông chủ của đài truyền hình kia tuyệt đối sẽ bị Bộ Văn hóa Nghệ thuật mời đi uống trà. Còn về phần những hình ảnh chiến trường được truyền phát trên kênh tin tức kia lại khiến cho nàng ta không thể nào tin nổi được. Những tin tức liên quan đến cơ mật quân sự như thế này, không có bất cứ đài truyền hình nào bên phía đế quốc dám công khai những nội dung tin tức như vậy. Chẳng lẽ bọn nọ không lo lắng sẽ bị bắt vào Bộ Tình báo Hoàng gia đế quốc tiến hành thẩm vấn đặc biệt hay không? Những hình ảnh tổng tuyển cử tại các châu bên trong liên bang này, cùng với các tin tức về cuộc biểu tình du hành thị uy linh tinh kia, tất cả cũng đều khiến cho cô nàng công chúa điện hạ đế quốc cảm thấy phi thường lạ lẫm. Lúc trước còn có một đài truyền hình tư nhân nào đó lập trường Trung Hòa bên trong liên bang, không ngờ lại còn đưa tin về một gã lữ đoàn trưởng nào đó của lữ đoàn phản ứng nhanh của quân khu 4. Bởi vì cãi lại quân lệnh của thượng cấp mà bị cách chức, lại khiến cho cô nàng có chút khó thể nào thích ứng nổi. Dựa theo thuyết pháp lúc trước của cậu, cái này chính là đại biểu cho bên phía nhà cũ Trung gia đã tiến thêm một bước thất thế nữa. Cái gã Trung Tử Kỳ, theo như trong tin tức tình báo chính là cực kỳ ngu xuẩn, không ngờ lại có thể bắt đầu dần dần nắm được cục diện trong tay hay sao. Hoài Thảo Thi lạnh lùng quay đầu lại, liếc mắt nhìn Mộc Ân một cái, nói. Mộc Ân ngưng trọng nói, cho dù là Trung Tử Kỳ có thể lên đài cũng chỉ là một con rối gỗ mà thôi, kẻ chân chính nắm thế cục của Tây Lâm trong tay hẳn là cái vị Tổng thống tiên sinh kia. Hoài Thảo Thi trầm mặc một lát, đột nhiên mới nhớ tới cái tin tức mà ngay khi mình vừa đáp xuống Lạc Nhật Châu đã nhận được kia. Chính là cái tin tức Hứa Nhạc bị chính thức truy nã toàn bộ liên bang, không biết vì cái gì, bên trong cặp mắt của cô nàng chợt lóe lên một tia lửa phẫn nộ mà cực kỳ nguy hiểm. Mặt cô nàng không có một tia biểu tình gì, dương mắt nhìn Mộc Ân, trầm giọng nói, bên phía liên bang đối với yêu cầu của chúng ta đưa ra phản hồi như thế nào. Sau khi song phương chấm dứt đàm phán xong, sứ đoàn của tổ chức bình dân phản kháng của đế quốc đột nhiên hướng về bên phía chính phủ liên bang đưa ra yêu cầu, muốn được đi thăm viếng thủ đô Tinh Quyển một chuyến, nhằm để xúc tiến sự nhận thức cùng với trao đổi giữa dân chúng song phương. Cái này nhìn qua tựa hồ như là một lời đề nghị rất có đạo lý cùng với rất tốt đẹp, thế nhưng lại làm cho bên phía chính phủ liên bang cảm thấy nghi hoặc không thôi. Đối phương phản hồi còn đang trong thời gian suy nghĩ cùng với sắp xếp, vẫn không có đưa ra lời trả lời chính xác. Mộc Ân hạ thấp giọng trả lời, nói cho bọn họ, ông yêu cầu phải tiến hành gặp mặt.
trực tiếp thượng tá Hứa Nhạc, cứ việc nói rằng ông chỉ tin tưởng vào một mình hắn mà thôi. Tất cả các nội dung hợp tác phải gặp mặt trực tiếp thượng tá Hứa Nhạc mới cam đoan có khả năng có hiệu lực. Hoài Thảo Thi nghiêm giọng ra mệnh lệnh. Mộc Ân tiên sinh có chút khiếp sợ ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn hắn, nói, Hứa Nhạc hiện tại đang bị chính phủ liên bang tiến hành truy nã, bọn họ như thế nào lại đồng ý yêu cầu này được cơ chứ? Tôi mặc kệ ông làm như thế nào. Ánh mắt nguy hiểm của Hoài Thảo Thi quay sang nhìn chằm chằm Mộc Ân, lạnh giọng nói, xuất ra mọi biện pháp, thể hiện thái độ cực kỳ cứng rắn mạnh mẽ nhất của ông, bằng mọi giá phải đạt được mục đích. Trong một khu căn cứ nào đó bên trong quân đoàn cảnh vệ Cảng Đô, những đầu robot MX kiểu mới vừa mới được những chiếc xe tải đa trục tải trọng cao vận chuyển vào, lúc này đang được bắt đầu tiến hành rót năng lượng vào. Những thanh âm điện tử của trình tự robot tự kiểm rất nhỏ không ngừng vang lên ở cùng một chỗ, cực kỳ rõ ràng truyền ra con đường quốc lộ nằm ngay bên cạnh khu căn cứ kia. 6 bát cơm trắng, 1 ký thịt kho ninh nhừ, 1 lọ tương lạt đỏ ao lâu năm. Lý Cuồng Nhân lúc này đang ngồi bên trong một quán cơm nhỏ bên ven đường thể hiện ra sức ăn mạnh mẽ kinh người của chính mình. Món canh thịt hầm ở nơi này tuy rằng không có được hương vị thơm ngon chính tông như tại các quán ăn dọc hai bên đường lớn số 2 tại Lạc Nhật Châu Đại khu Tây Lâm, nhưng mà vẫn có thể tạm dùng để giải niềm thương nhớ. Sau đó vành tai linh mẫn hơn người bình thường không biết bao nhiêu lần của hắn rõ ràng bắt giữ được những thanh âm robot tự kiểm tra cực kỳ quen thuộc này. Cặp lông mày thanh tú tràn ngập tinh thần phấn chấn mạnh mẽ lúc này đột nhiên chậm rãi nheo lại một chút. Lại một lần nữa bắt đầy toát ra cái loại hương vị thô bạo cuồng nhiệt mà trong khoảng thời gian gần đây đã thiếu vắng. Căn cứ theo tin tức tình báo mà hắn nhận được từ bên phía nhà cổ tại đại khu Tây Lâm bên kia, thì hiện tại bởi vì cái quyền hạn cao cấp cực kỳ quỷ dị kia của Hứa Nhạc, cho nên chính phủ liên bang trong quá trình tiến hành đuổi bắt hắn rất ít khi nào sử dụng đến những loại vũ khí trọng hình, ví dụ như là robot, thậm chí là những trận địa đạn đạo không đối địa cường hãn. Bên phía chính phủ liên bang lo lắng rằng mấy loại vũ khí trọng hình tinh vi cần phải có trình độ tự động hóa cao kia. Ngược lại trong quá trình chiến đấu sẽ bị cái quyền hạn cao cấp quỷ dị kia của Hứa Nhạc nắm bắt được, đồng thời cướp đi mất tấn công ngược lại chính mình. Vậy thì những thanh âm tự kiểm tra của robot giờ phút này vang lên trong căn cứ là có ý nghĩa gì? Chẳng lẽ là nói Đỗ Thiếu Khanh cùng với sư đoàn thiết giáp 7 của hắn đã có cách nào đó nắm chắc khiêu chiến được với quyền hạn cao cấp của Hứa Nhạc sao? Lý Phong rút hai tờ khăn giấy lung tung trà sát miệng mình, đứng thẳng người lên. Theo những động tác bất ngờ của hắn, đám quân nhân binh sĩ phụ trách theo dõi hắn ở bốn phía xung quanh tiệm cơm nhỏ này nhất thời cũng khẩn trương đứng thẳng người lên. Một gã thượng úy trong đó tiến lại gần, cất giọng khuyên bảo, thượng tá, xin mời ngài. Câu nói còn chưa có cơ hội kết thúc trọn vẹn, thì thân thể của gã thượng úy đã trực tiếp hất văng lên trên không trung, nặng nề mà nện thẳng lên vách tường cũ kỹ của cái tiệm cơm nhỏ. Ngay sau đó bên trong tiệm cơm chợt vang lên tiếng quyền phong mãnh liệt, những thanh âm bàn ghế gãy rạp không ngừng thay nhau vang lên. Chỉ trong vòng không đầy một phút đồng hồ, toàn bộ đám quân nhân binh sĩ ở gần Lý Phong nhất cũng đều đã bị hắn đánh hôn mê ngã rạp xuống mặt đất. Khi mà mớ cho bụi tản ra hết, thì đám quân nhân binh sĩ liên bang trong ngoài tiệm cơm kia rốt cuộc đã không nhìn thấy tới thân ảnh của Lý Phong ở đâu nữa. Trên cái bàn ăn duy nhất còn hoàn hảo không có bất cứ tổn hao gì. Vẫn còn đặt ngay ngắn 6 cái bát cơm đã hết nhẵn cùng với hơn phân nửa tô canh thịt hầm chưa ăn hết, còn có mấy tờ tiền mặt nữa. Tổng thống tiên sinh đến đây, Tổng thống tiên sinh lại một lần nữa rời đi. Trên danh nghĩa là đến đây nhằm tạo thế cho hồi tổng tuyển cử Tổng thống sắp tới. Nhưng mà trên thực tế trong một ngày một đêm ở tại Cảng Đô này, ông ta cũng chỉ ghé ngang một bữa tiệc rượu quy mô khá nhỏ mà thôi. Từ chỗ Cảng Đô quay trở lại đặc khu thủ đô, Tổng thống Mặt Bố Nhĩ tiên sinh lựa chọn đi bằng tàu hỏa cao tốc cao thiết. Tuy rằng tốc độ có chậm hơn so với đi phi cơ chuyên dụng một chút, nhưng mà lại an toàn hơn nhiều. Hơn nữa ông ta còn có thể ở bên trong những hàng ghế của tàu hỏa cao tốc mà tiến hành công tác thường ngày của mình. Đối với cục đặc cần cùng với biệt đội cặp mắt ti hí mà nói, nguyên nhân quan trọng nhất lựa chọn tàu hỏa cao tốc chính là vì một khi Tổng thống tiên sinh gặp phải tập kích, ít nhất cũng còn có cơ hội để mà rút lui được. Những lộ tuyến di chuyển cùng với an bài hành trình chuyến đi của Tổng thống từ trước cho đến nay vẫn luôn được tiến hành bảo hộ cực kỳ nghiêm mật. Nhưng mà những sự bảo hộ nghiêm mật này đối với một người nào đó mà nói, muốn đạt được thời khóa biểu hành trình chính xác, cũng không phải là chuyện tình gì quá mức khó khăn cả. Trên người mặc một kiện áo khoác thể thao màu sẫm, lưng đeo một cái ba lô lữ hành bộ dáng khá nặng nề.
Vào thời gian rạng sáng ngày hôm nay, Hứa Nhạc đã tiến vào bên trong khu công nghiệp cực kỳ quen thuộc kia. Chỉ có điều là bởi vì lần này hắn lựa chọn chính là những con đường thông đạo ngầm bên dưới lòng đất, cho nên hắn cũng không có thể nào nhìn thấy được những gian nhà xưởng to lớn cùng với những đoàn tàu vận chuyển hàng hóa liên miên không dứt chạy xuyên qua. Những hình ảnh vốn dĩ đã vô cùng quen thuộc đối với hắn. Bản thân hắn đã từng trải qua không biết bao nhiêu tràng chiến đấu, có kinh nghiệm tác chiến phi thường phong phú, cho nên cũng không có lựa chọn tại thời điểm Tổng thống Tiên Sinh đang còn ở tại Cảng Đô mà tiến hành tập kích bất ngờ. Bởi vì hắn tin tưởng rằng cho dù cái loại ngu xuẩn như là Lâm Đấu Hải kia cũng có thể tinh tường ngửi được cái hương vị bẫy dập khủng bố ẩn chứa phía sau cái lần thăm viếng đột nhiên Cảng Đô của Tổng thống Tiên Sinh này. Huống chi là trong lòng hắn mãi vẫn luôn phập phồng một cái bóng dâm nguy hiểm cực kỳ khổng lồ kia. Bên trong con đường thông đạo dẫn nước ngầm dưới lòng đất trầm mặc im lặng nghỉ ngơi và hồi phục mấy ngày. Lợi dụng mớ thực phẩm cùng với túi cấp cứu trộm được, hoặc là nói cướp được từ trong căn biệt thự sang trọng cao cấp kia ở trong khu biệt thự cao cấp thuộc khu bến cảng 17 kia. Đối với những thương thế nghiêm trọng bên trong thân thể tiến hành một tràng chữa trị toàn diện, trạng thái thân thể của hắn đã đạt được sự cải thiện thật lớn, trạng thái tinh thần cũng đã được điều chỉnh đến tình trạng tốt nhất. Băng xuyên qua con đường thông đạo dài dòng sâu thăm thẳm, đẩy ra cái nắp lối vào trên đỉnh đầu mình. Hắn nhìn thấy được con robot MXT phát ra quang mang kim loại sáng bóng đang bình tĩnh sừng sững đứng ngay phía trước cửa gian nhà kho, phảng phất như là đang một mực chờ đợi chính mình. Phỉ Lợi Phổ, Phỉ Lợi Phổ, e. Lão Phỉ, cảm ơn ông giúp tôi sửa chữa tổng hợp những cái số liệu chết tiệt này. Bên trong khoang điều khiển một mảnh tối tăm hôn ám, Hứa Nhạc bình tĩnh nhìn đầu robot kia tiến hành kiểm tra những số liệu tự kiểm. Tuy rằng hắn tin tưởng rằng Thương Thu trước khi một fan đem đầu robot tiểu bạch hoa này lưu lại cho chính mình, cô nàng hẳn đã làm tốt công tác chuẩn bị bước đầu hoàn mỹ nhất. Nhưng mà thân là một gã phi công vương bài chân chính, ngay trước khi bắt đầu chính thức chiến đấu, hắn luôn luôn quen với việc chính mình nắm vững hết thảy mọi thứ của con robot nằm trong tay chính mình. Bởi vì kiêng kỵ đối với năng lực quỷ dị kia của Hứa Nhạc, cho nên bên phía quân đội liên bang đã sớm khởi động các phương án giới nghiêm lâm thời đối với các thiết bị điện tử hỏa lực cao. Hệ thống giám sát đối với sóng ngắn khởi động nhiệt của robot mãi luôn một mực bằng vào hiệu suất hoạt động cao nhất không ngừng tiến hành theo dõi khắp nơi trên tất cả các thành phố lớn trong tinh cầu S1. Nếu không phải nhờ có cỗ máy vi tính trung ương liên bang kia trợ giúp Hứa Nhạc bóp méo các số liệu điện tử tương quan. Ngay trong nháy mắt khi mà hắn khởi động đầu robot MXT kia, đối phương đã phát hiện ra tung tích của hắn, không cần phải khách khí. Lão già kia thoáng trầm mặc một lát sau, ngữ khí mang theo một sự trào phúng cực kỳ nồng đậm mà hồi đáp, phụ vụ cho ngài là niềm vinh hạnh của tôi. Không biết bắt đầu từ lúc nào, thanh âm của lão già kia mỗi lần vang lên ở trong đầu của Hứa Nhạc cũng đều trở nên có chút quái dị. Có đôi lúc sẽ biến thành lạnh lùng như máy móc, có đôi khi lại hoạt bát sinh động, hơn nữa khoảng thời gian gián đoạn giữa hai câu trả lời. Trước sau của lão già kia lại càng ngày càng lâu hơn, cảm giác giống như một người bình thường đang muốn nói gì đó lại thôi vậy. Hiện tại đang phải đối mặt với tràng chiến đấu có thể là quan trọng nhất hoặc là nguy hiểm nhất trong cuộc đời này của mình. Hứa Nhạc cũng không có tâm tư để mà chú ý đến những cái này, rất dễ dàng bỏ qua những cái chi tiết này. Lúc này hắn chậm rãi vuốt ve cái hòm da lớn màu đen kia, cảm nhận được sự ấm áp do châu Úc từ xa xa truyền đến. Khẽ mỉm cười nhàn nhạt, bắt đầu mặc lên trên người hệ thống cảm ứng ý nghĩ tiên tiến mà năm đó Giản Thủy Nhi đã gửi đến cho hắn. Lão Phỉ A, nếu như ông sớm đi theo tôi một chút, giống như là ngày hôm nay vậy, tiến hành hỗ trợ định vị toàn phương diện cùng với giải mã hết thảy mọi tầng quản chế. Như vậy trong toàn liên bang này còn có thể có ai là đối thủ của chúng ta nữa. Mỗi khi chuẩn bị đối diện với những tràng đại sự kiện chân chính, Hứa Nhạc luôn luôn sẽ trở nên bình tĩnh hơn rất nhiều. Sau đó quay trở lại cái bộ dáng đùa cợt hoang đường giống như là thời còn là một gã cô nhi đông lâm năm xưa, nói, thật sự không hiểu nổi lúc trước ông là đang suy nghĩ những cái gì nữa. Vì cái gì lại cứ muốn bày ra nhiều trò quyền hạn xung đột này nọ như vậy, khiến cho tôi phải bị thương tích đầy người a. Sự phẫn nộ trong lòng Hứa Nhạc kỳ thật cũng là phi thường có đạo lý. Nếu như cỗ máy vi tính trung ương liên bang ngay từ đầu đã hợp tác dễ dàng giống như hiện tại vậy, chấp nhận từ bỏ những sự trói buộc phiền phức do ba cái định luật quy định trong trình tự trung tâm kia, cũng chẳng thèm để ý gì đến cái điều lệ bảo hộ quyền hạn cá nhân của công dân kia. Một fan đem tất cả những chi tiết bên trong toàn bộ liên bang này thể hiện rõ ràng ở ngay trước mắt hắn, thậm chí còn giúp hắn tính toán những phương pháp chiến đấu hữu hiệu nhất, hợp lý nhất,
thì có lẽ cái trận chiến tranh giữa liên bang cùng với một người này đã sớm lấy kết quả thắng lợi thuộc về Hứa Nhạc mà chấm dứt rồi. Bởi vì đối diện với cái gọi là chính phủ của liên bang kia, thì quang huy đệ nhất hiến chương này chính là chân chính tất cả mọi thứ, là sự tồn tại vĩ đại không gì có thể chống lại được. Trong ánh nắng sáng sớm, đầu robot Tiểu Bạch Hoa trên mình vẫn còn ướt đẫm nước, nhanh chóng rời khỏi bộ công trình của công ty cơ khí quả xác. Đám công nhân điều khiển cần cẩu hạng nặng bên ngoài khu công nghiệp đến sớm về sau chợt nhớ lại. Bọn họ xác thực đã từng nhìn thấy qua một đầu robot quân dụng màu ngân bạch ở bên trong ánh nắng sáng sớm mênh mông hướng về phía khu vực rừng núi xa xa mà phóng nhanh tới. Chỉ có điều lúc đó bên trong khu công nghiệp cũng không có vang lên bất cứ thanh âm báo huy nào cả, cho nên cũng không có bất luận kẻ nào chú ý đến một màn này. Trong một phiến núi rừng nào đó thuộc khu Nam Giao Châu của Cảng Đô, con đường ray bằng hợp kim tổng hợp cứng rắn của đường tàu hỏa cao tốc cao thiết dưới ánh nắng sớm lóe lên ánh sáng lập lòe. Đầu robot MXT màu ngân bạch lúc này đang ẩn nấp bên trong phiến núi rừng bên cạnh, ngẫu nhiên cũng sẽ tản mát ra một vài tia quang mang sáng bóng. Chỉ có điều đã bị những phiến lá mùa thu dày đặc che phủ bên trên cắt nhỏ ra thành vô số tia sáng nhỏ bé, phảng phất như là một vài vũng sương sớm đọng lại trên lá rừng mà thôi. Hứa Nhạc nhìn thấy trên màn hình của hệ thống theo dõi trực tiếp tầm ngắn SCC bao phủ toàn bộ khu vực bên trên cái mũ điều khiển, cùng với những đồ án ba chiều hồng ngoại hiển thị bên trong đồng tử mắt phải của chính mình. Nhìn xuống con đường ray dài rằng rặc bên dưới chân núi, lắng nghe hết sức rõ ràng thanh âm đoàn tàu từ phía đằng xa đang tiến tới. Trong lòng hắn lặng im cảm khái một trận, thời gian tập kích mà cái lão già phỉ lợi phổ này tính toán đi ra, quả thật là chính xác đến một trình độ phi thường khủng bố à. Đoàn tàu lửa cao tốc mà Tổng thống Mặt Bố Nhĩ Tiên Sinh đang có mặt trên đó, chỉ trong khoảng thời gian không đến 10 phút đồng hồ sau đó sẽ chạy ngang tuyến đường ray nằm ngay chân núi bên dưới. Thời gian chờ đợi chỉ là một lúc rất ngắn, nhưng mà lại là có cảm giác phi thường dài dòng. Cỗ máy vi tính Trung ương Liên bang vốn dĩ đã trầm mặc trong khoảng thời gian dài kia, lúc này thanh âm đột nhiên lại vang lên bên trong đầu của hắn. Cậu đã từng hỏi qua tôi về bộ dáng của cái nền văn minh trước khi chàng đại hạo kiếp kia xảy ra là cái gì? Theo như ý kiến của tôi, thì kỳ thật cái nền văn minh kia cùng với hiện tại giống hệt như đúc nhau mà thôi. Cái thế giới kia cùng với thế giới của liên bang còn có thế giới của đế quốc bên kia, về mặt bản chất cũng không có bất cứ cái gì khác biệt cả. Nhân loại trôi qua vô số vạn năm rồi, thế nhưng tựa hồ như là không hề có bất cứ tiến bộ nào cả. Hứa Nhạc lúc này đang lặng lẽ ngồi bên trong khoang điều khiển có chút tối tăm, thoáng cúi đầu nhìn xuống thanh điều khiển đang nằm trong tay trái của chính mình. 10 đầu ngón tay nhanh như tia chớp không ngừng di động tốc độ cao lướt trên 17 cái nút bấm gắn bên trên đó, trầm mặc lắng nghe từng lời của lão già kia. Cho dù cậu có giết chết Tổng thống Liên bang đương nhiệm đi chăng nữa, thì đối với cái thế giới này cũng chẳng hề có chút thay đổi nào về mặt bản chất cả. Hơn nữa căn cứ vào sự tính toán của tôi, cậu cần phải lo lắng cho liên bang bởi vì Tổng thống đột nhiên chết đi mà trở nên rung chuyển bất an. Hứa Nhạc thoáng trầm mặc một lát sau, mới mở miệng hồi đáp, lão nhân gia cùng với châu bộ trưởng cũng đã từng cảnh cáo tôi giống như vậy. Nhưng mà tôi thật sự rất am hiểu công việc của một gã công nhân quét đường A. Tôi phụ trách phá hoại. Tin tưởng rằng bên trong liên bang tự nhiên cũng sẽ có người ra tay dọn dẹp lại cho nó ổn định mà thôi. Cái tên gia hỏa kia chết ở những địa phương càng hẻo lánh một chút thì cái đám người phụ trách công tác dọn dẹp kia cũng sẽ càng dễ dàng thu thập tàn cuộc hơn. Hắn nở nụ cười nhàn nhạt, nói, ông đã từng nói cho biết rằng những vị tổng thống liên bang đã từng chết bên trong các tràng ám sát của thất đại gia tộc kia. Ở trong các sử sách lịch sử cũng đều ghi là đột nhiên phát bệnh chết, chẳng phải sao. Cái đường ray bằng hợp kim tổng hợp cứng rắn bên dưới chân núi bắt đầu rung động với tần số càng ngày càng lớn, đoàn tàu hỏa cao tốc đã sắp sửa tiến tới. Các bạn đang nghe truyện Gian Khách của tác giả Miêu Nị tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 769, Đạn đạo và châu rừng phẫn nộ. Đoàn tàu hỏa cao tốc chạy đến, rồi đoàn tàu hỏa cao tốc chạy đi, ngoại trừ những cơn gió cuồn cuộn thổi quét lên một vài phiến lá vàng rơi rụng ra, cũng không có phát sinh bất cứ chuyện tình nào nữa cả. Ở bên trong chỗ sâu của phiến rừng mùa thu, vẫn như trước nằm phía sau những tầng cành lá rậm rạp, con robot MXT màu trắng vẫn như cũ trầm mặc bình tĩnh ngồi xổm ở nơi đó. Đem những luồng ánh nắng sớm từ phía chân trời xa xa truyền tới, phản xạ thành những tia sáng giống hệt như là những giọt nước vậy.
Trong nháy mắt khi mà tay phải của Hứa Nhạc chuẩn bị nhập vào chỉ lệnh lên trên màn hình cảm ứng, những tia lửa điện cất chứa bên trong hệ thống song động cơ của con robot đang chuẩn bị xẹt qua những sợi dây dẫn điện tử, lan rộng ra khắp cả toàn thân, kích khởi nên tiếng gầm rú mạnh mẽ vô song. Thôi động toàn thân, đầu robot nặng nề kia hướng về phía đoàn tàu bên dưới chân núi phóng tới, tập kích nó, thì bên trong khoang điều khiển tối tăm hôn ám đột nhiên vang lên thanh âm cảnh báo cực kỳ bén nhọn. Cỗ máy vi tính trung ương liên bang cũng dùng tốc độ nhanh nhất mà cảnh báo cho hắn biết, Tổng thống Mặt Bố Nhĩ không có trên chiếc xe kia. Ánh sáng bên trong khoang điều khiển vẫn như cũ duy trì ở mức độ sáng cực thấp, mấy ngón tay đang đặt bên trên màn hình chỉ lệnh cảm ứng kia chợt thong thả thu hồi lại. Trên gương mặt hơi gầy của hắn chợt lộ ra một tia cảm xúc khó hiểu nhàn nhạt. Hắn thông qua cái màn hình ngay sát tầm mắt của cái mũ giáp điều khiển trên đầu, nhìn xuống phía sơn cốc u tĩnh ở gần đó. Mơ hồ hiểu ra được rằng đây là một cái thòng lọng do bên phía chính phủ liên bang đã tỉ mỉ bện ra nhằm để bắt giữ hoặc là tiêu diệt hắn. Lúc này ở dưới đó đã có không biết bao nhiêu vũ khí hạng nặng hỏa lực cực cao đang lạnh như băng chĩa thẳng về phía mình. Nhưng mà hắn thật sự không hiểu nổi vì cái gì mà chính mình lại lọt vào trong cái bẫy này, nhất là khi cái lão già kia, kẻ đã tự đặt tên cho chính mình là Phỉ Lợi Phổ kia, đã bắt đầu không một chút cố kỵ, bất chấp mọi quy tắc ràng buộc mà trợ giúp chính mình. Bên phía chính phủ cùng với quân đội liên bang đã sử dụng phương pháp gì, không ngờ lại có thể giấu giếm được quang huy đệ nhất hiến chương không chỗ nào không có kia mà. Bao vây mình như thế, không kịp cùng với lão già kia tiến hành trao đổi giải thích những sự nghi hoặc này, đầu ngón tay Hứa Nhạc chậm rãi khu động. Trong tai của Hứa Nhạc lại một lần nữa vang lên thanh âm rít gào tê minh mà đầy thê lương của hệ thống máy tính điều khiển của đầu robot MXT. Hệ thống radar theo dõi toàn khu vực SCC của đầu robot lúc này đang cảnh báo trong tầng khí quyển ở khoảng cách hơn 10 km, đã phát hiện ra ba đầu đạn đạo đang phi hành với tốc độ cực kỳ cao. Là loại đạn đạo tiêu chuẩn liệt hỏa thế hệ thứ hai, loại đạn đạo chủ lực chuyên dùng của hạm đội liên bang. Thể tích cực đại, tốc độ phi hành cực kỳ khủng bố. Bên trong những cuộc chiến tranh lớn, loại đạn đạo này chủ yếu cũng chỉ dùng bên trong các tràng chiến tranh vũ trụ, chuyên dùng để đối phó với các loại chiến hạm tốc độ cao của đế quốc mà thôi. Nhưng mà ngày hôm nay, quân đội liên bang lại dùng để công kích một đầu robot ở trong một cái sơn cốc. Tại Đại viện Tây Sơn ở đặc khu thủ đô, hơn 10 gã hiến binh mang trên người võ trang hạng nặng gõ vang cánh cửa của tòa biệt thự độc lập kia. Lễ phép mà không cho phép cự tuyệt, yêu cầu vị thiên kim tiểu thư của cựu Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đi theo tiếp nhận điều tra. Châu Úc từ lầu 2 chậm rãi bước xuống, thoáng trầm mặc một lát sau. Đại khái đã hiểu được đã xảy ra chuyện tình gì rồi. Chỉ là cô nàng không rõ ràng lắm bên phía chính phủ liên bang đến tột cùng đã dùng phương pháp gì để mà tiến hành. Theo dõi cái hòm da màu đen lớn mà mình đã thông qua công ty bảo an Hắc Ưng một phen chuyển đến Cảng Đô mấy ngày trước. Dưới sự phẫn nộ răn dạy không ngừng của huynh trưởng Châu Hữu, dưới thanh âm khóc lóc u buồn nhàn nhạt của mẫu thân, Châu Úc nở nụ cười an ủi người thân, bên ngoài kiện áo ngủ khoác thêm một kiện áo khoác màu đỏ tươi. Bình tĩnh cài lên trên thái dương một đóa hoa hồng nhỏ đỏ bừng tiên diễm, dưới sự hộ tống của mấy gã hiến binh sát khí bừng bừng bước ra khỏi cửa. Bên trong một tòa nhà chung cư cao cấp nào đó của khu công nghiệp nặng tại Cảng Đô, Thương Thu đưa tay xoa xoa cặp mắt hãy còn ngáy ngủ của chính mình, từ trong tay của đám hiến trương trang bị vũ khí hạng nặng đầy mình tiếp nhận lệnh bắt giam chính thức. Cô nàng nghiêm túc đeo lên cặp kính mắt, đọc kỹ trong một thời gian khá dài, mới một phen đem bản công văn điện tử trả lại cho đối phương. Cô nàng cũng không hề có ý đồ sẽ phản kháng hoặc là phẫn nộ kêu thét gì cả. Chỉ là thoáng cúi đầu liếc mắt xuống nhìn về phía mớ da thịt trắng nõn hãm sâu ngay tại cổ cái áo ngủ caro ô vuông đang mặc trên người mình kia, yêu cầu được đổi một kiện quần áo khác, đồng thời bình tĩnh giải thích, tôi còn chưa có đánh răng. Hệ thống song động cơ của đầu robot MXT phát ra thanh âm gầm rú cực kỳ mạnh mẽ, chợt đánh nát bầu không khí yên lặng bên trong sơn cốc. Đám chim hoang dã bên trong sơn cốc vừa rồi mới bị đoàn tàu cao tốc chạy qua đánh thức trong giấc ngủ say, lại một lần nữa hoảng sợ mở to cặp mắt ngáy ngủ của chính mình, tựa hồ như cảm nhận được khí thế khủng bố bàng bạc bên trong rừng rậm kia. Không dám vẫn như cũ ở lại chỗ ngủ của chính mình, trong tiếng kêu gọi bén nhọn chói tai, giang rộng cánh bay ra khỏi cánh rừng rậm. Bên trong khoang điều khiển có chút tối tăm hôn ám, tay trái Hứa Nhạc nắm chặt thanh gậy điều khiển. Đầu ngón tay rất nhanh ấn động trên 17 cái nút ấn trên đó, tay phải thì không ngừng phất động liên hồi trên màn hình cảm ứng điều khiển.
Hệ thống cảm ứng ý nghĩa bao trùm trên toàn thân rất nhanh bắt giữ mỗi một động tác truyền đến từ trên phần da thịt trần trụi của hắn, biên dịch thành những ngôn ngữ mà đầu robot có thể nghe hiểu được. Vô số những động tác hoàn mỹ vô hạn mà ngắn gọn sáng tỏ, trong khoảnh khắc đã khởi động xong hệ thống xong động cơ. Những vòng xoáy lò xo tăng áp nhỏ bé mà vô cùng tinh vi mắt đầu gia tăng lên áp lực bộc phát ra. Đầu robot MXT nặng nề gào thét chấn cho mớ thủy châu bên ngoài hoàn toàn văng đi hết. Trong khoảnh khắc phóng vọt tới trước hơn 50 thước, vô cùng dữ dằn đem mớ cành cây mùa thu che ở trước mặt chấn vỡ thành vô số mảnh nhỏ. Đối với những quả đạn đạo liệt hỏa tiêu chuẩn thế hệ thứ hai đang phi hành với tốc độ cực kỳ cao mà nói, khoảng cách trong 10 km chỉ cần trong khoảnh khắc liền có thể vượt qua được. Nhất là loại hệ thống theo dõi truy tầm đối với mục tiêu di động nhanh gắn ngay phía trước của những đầu đạn đạo kia, lại chính là thứ khiến những mục tiêu di chuyển tốc độ nhanh sợ hãi nhất. Đầu robot MXT trải qua sự chế tạo tỉ mỉ của bộ công trình công ty cơ khí quả xác đã có được nguồn động lực đột phát trong thời gian ngắn cực cao. Cộng thêm những thao tác điều khiển kinh người của Hứa Nhạc, liền có thể hoàn thành được rất nhiều những động tác di động không thể nào tin nổi. Nhưng mà hắn cũng không có nắm chắc có thể tránh thoát khỏi ba đầu đạn đạo đang không ngừng xé rách tầng khí quyển, đã bắt đầu hạ thấp độ cao, lập tức oanh kích toàn diện phiến sơn cốc nhỏ này. Huống chi hắn còn tin tưởng vững chắc rằng quân đội liên bang ngày hôm nay nhất định đã trang bị ở bên trên ba đầu đạn đạo liệt hỏa thế hệ thứ hai kia những đầu đạn với sức bộc phát kinh hồn nhất. Đảm bảo ba đầu đạn đạo sau khi bắn trúng mục tiêu xong, diện tích sát thương hữu hiệu nhất định sẽ ở mức phi thường kinh người. Hứa Nhạc vẫn như cũ không có ấn hạ xuống cái nút màu đỏ ngay phía trước mặt kia. Ra mệnh lệnh cho con robot tiểu bạch hoa quẳng xuống lớp áo khoác ngày trầm trọng của nó, tiến vào trạng thái siêu tần cường đại nhất của con robot. Căn cứ vào sự tính toán của hắn, nếu như sớm quá tiến vào trạng thái siêu tần, vậy thì cho dù là có thể tránh thoát được lần tập kích đầu tiên của ba đầu đạn đạo liệt hỏa kia, thì cũng không có khả năng đối mặt với những lần tập kích thứ hai thứ ba khẳng định sẽ đến ngay tiếp theo sau đó. Thời gian để cho một đầu robot giữ vững trong trạng thái siêu tần cũng rất là hạn chế, cho dù hắn có thể thành công xông ra khỏi cái vòng phục kích không thể nhìn thấy ở khắp nơi xung quanh cái sơn cốc này, thì cũng không có biện pháp chống đỡ thời gian chiến đấu thêm quá lâu sau đó nữa. Chính là vì cái gì mà hắn lại còn muốn kéo dài thời gian chiến đấu ra quá dài đây? Đầu robot MXT cao lớn nặng nề dữ dằn lao xuống khỏi chiến núi, va mạnh vào khá nhiều những gốc cây cổ thụ trong rừng. Kinh động một đám chim hoang dã phải bay lên xào xạc, sau đó men theo đường dây tàu hỏa cao tốc cứng rắn bên dưới, bắt đầu hướng về phía tây mà phóng chặt như điên. Đặc khu thủ đô chính là ở phía đó, mà Tổng thống Mặt Bố Nhĩ hẳn cũng là đang ở phía đó. Nếu như có thể may mắn tránh thoát khỏi ba quả đạn đạo liệt hỏa thế hệ thứ hai ngay bên trên tầng khí quyển bên kia, như vậy thì ngày hôm nay tất nhiên sẽ là một hồi chiến đấu cực kỳ dày dòng. Vào ngay thời điểm này, bên trong khoang điều khiển tối tăm hôn ám của đầu robot, hệ thống vi tính khống chế robot đột nhiên phát ra một thanh âm cảnh báo bén nhọn. Hệ thống radar quan sát toàn khu vực SCC vào lúc này đã bắt giữ được, ở địa phương cách đó một khoảng chừng 3,4 km, đã có một trận địa bom điện tử cảm ứng dày đặc khổng lồ bắt đầu khởi động. Chỉ trong chốc lát sau, vô số những quả bom điện tử cảm ứng di động có tác dụng phá hoại cực kỳ lớn đối với robot, đã dày đặc dùng tốc độ cực kỳ cao phóng tới. Trên khuôn mặt hơn phân nửa bị che giấu bên dưới cái mũ giáp điều khiển kia cũng không có bất cứ biểu tình gì cả. Thao tác điều khiển của Hứa Nhạc vẫn như cũ luôn luôn ổn định như vậy. Cũng chỉ có một mình hắn biết được quả trái tim đang nằm ngay ngực trái của mình kia đã đập nhanh hơn một chút, toàn thân chợt có cảm giác lạnh lẽo hơn một chút. Một hồi phục kích nhìn qua như là sách lược cực kỳ hoàn mỹ kia, khiến cho đầu robot MXT màu trắng đang phóng chạy như điên bên trên dãy đường dây cứng rắn theo đạo lý là phải không có bất cứ cơ hội nào để mà sinh tồn nổi nữa. Nhưng mà ngay sau đó, bên trong khu căn cứ lâm thời của quân đội liên bang, đám quân nhân sĩ quan đang chuẩn bị chờ đợi nghiệm thu kết quả oanh tạc lại thông qua vô số các loại thiết bị theo dõi, nhìn thấy được một màn hình ảnh khiến cho bọn họ cảm thấy phi thường khiếp sợ. Nhất là mấy gã công trình sư quân đội kia, luôn luôn chứ danh với sự nghiêm cẩn lạnh lùng, đã bị một màn hình ảnh hoàn toàn không phù hợp với những trình tự logic này khiến cho trực tiếp rung động đến mức phải trợn trừng hai mắt lên, thân thể run rẩy kịch liệt lên một trận. Liệt hỏa 1 đã mất đi sự khống chế. Liệt hỏa 2 đã mất đi khống chế. Liệt hỏa 3 lệch khỏi quỹ đạo ban đầu. Cảnh cáo: Liệt hỏa 3 đã nghiêm trọng lệch khỏi quỹ đạo ban đầu.
Trên màn hình khổng lồ bên trong căn cứ quân sự lâm thời lúc này đang phát các hình ảnh mà các vệ tinh quân sự gần mặt đất trên tinh cầu S1 quay chụp được. Tất cả mọi người bên trong căn cứ lâm thời trơ mắt nhìn thấy ba đầu đạn đạo liệt hỏa đã trải qua những sự cải tiến đặc thù nhằm có khả năng thích ứng với quá trình phi hành bên trong tầng khí quyển đột nhiên lệch ra khỏi phạm vi đường đạn hoàn mỹ đã trải qua một loạt những tính toán phức tạp trước đó. Ba khỏa đạn đạo liệt hỏa đang nhanh chóng giảm xuống độ cao kia sớm đã mở ra hệ thống theo dõi tự động điều khiển độ cao. Dựa theo kế hoạch định sẵn bên trong căn cứ, chỉ trong khoảnh khắc sau đó sẽ chính xác đánh trúng vào đầu robot MXT đang phóng chạy với tốc độ cao đằng trước kia. Ai cũng không thể nào ngờ đến nổi, ba khỏa đạn đạo liệt hỏa kia không ngờ lại trong khoảnh khắc này lại giống như đồng thời có hứng thú tập thể khiêu vũ vậy. Vô cùng chỉnh tề mà đồng thời điều chỉnh lại tư thế của nó, vô cùng kỳ diệu khó hiểu mà hướng về phía tầng khí quyển bên ngoài mà bay đi. Mấy giây đồng hồ sau đó, bên cạnh tầng khí quyển mỏng manh của tinh cầu S1, trong không gian vũ trụ bên ngoài, đã xảy ra ba lượt nổ mạnh khủng bố. Những cái đầu đạn cực lớn dựa theo kế hoạch cần phải cung cấp một lượng dưỡng khí lớn để bùng nổ. Ở bên trong vũ trụ lại không một tiếng động thiêu đốt thành những viên hỏa cầu rất nhanh mở rộng ra phạm vi khủng bố của nó. Uy lực khủng bố của bọn chính thậm chí còn trực tiếp ảnh hưởng đến những tin tức phản hồi trở về của các vệ tinh quân sự trong bầu khí quyển. Các hình ảnh đang truyền phát trong khu căn cứ lâm thời của quân đội liên bang nhất thời lay động một trận kịch liệt, cuối cùng mới biến thành một màn bông tuyết trắng xóa. Thế nhưng lại vẫn còn chưa có chấm dứt, những chuyện tình phát sinh ngay kế tiếp sau đó lại khiến cho đám quân nhân sĩ quan liên bang ở bên trong khu căn cứ cảm thấy một nỗi khủng hoảng cùng với khiếp sợ lớn hơn rất nhiều. Hơn mấy trăm quả bom điện tử cảm ứng tự động di động cao đang hướng về phía mục tiêu cực nhanh phóng đi kia. Đột nhiên lại không thể nào tiếp nhận được những sóng điện tử điều khiển từ xa của vệ tinh trên không trung. Một đám bom điện tử cảm ứng tự động dày dày đặc đặc liền giống như một đám ruồi bọ bất kham, vào giờ phút này đúng là đã thật sự trong khoảnh khắc biến thành một đám ruồi bọ không đầu. Đã bị sự quấy nhiễu tín hiệu cực kỳ mãnh liệt. Sóng điện tử điều khiển từ sao do vệ tinh quân sự phát ra không biết vì cái gì đã bị mạnh mẽ ngắt đứt. Một gã quân nhân sĩ quan kinh hoàng thất thố lớn giọng báo cáo. Đám quân nhân sĩ quan bên trong căn cứ khiếp sợ mà phí công bất lực nhìn chằm chằm vào màn hình quản lý. Nhìn thấy những hình ảnh số liệu sớm đã vặn vẹo biến hình trên màn hình lớn trước mặt, căn bản không biết đối diện với tình huống như thế này, chính mình cần phải làm cái gì cho đúng. Ở bên trong bầu trời tầng thấp ở xa xa đằng kia, hơn mấy trăm quả bom điện tử cảm ứng tự động vốn dĩ đã từng khiến cho Hứa Nhạc cảm thấy một sự khủng hoảng vô tận, vào giờ phút này đã biến thành một sự tồn tại phi thường buồn cười, bay loạn không theo bất cứ quỹ tích nào cả. Bọn chúng vào lúc này đã hoàn toàn mất đi mục tiêu công kích của chính mình, đành phải méo mó loay hoay loạn xạ không ngừng, bay loạn khắp nơi bốn phía xung quanh. Dưới sự chỉ dẫn của cái tồn tại vĩ đại mà vô hình nào đó, bọn chúng không dừng lại ở bất luận khu vực dân cư nào cả, mà là liều mạng phóng ra những tia nhiên liệu động lực cuối cùng của chính mình, bay vùn vụt qua khỏi bức tường vây điện tử gần đó, phóng vọt vào bên trong khu vực bảo hộ động vật hoang dã rộng lớn xa xa đằng kia. Phốc 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 phốc, vô số những thanh âm trầm đục dày đặc vang lên. Mấy trăm quả bom điện tử cảm ứng tự động kia đã hao phí hết toàn bộ động lực của mình, suy sụp rơi thẳng từ không trung xuống dưới đất, nặng nề mà chui tọt xuống bãi cỏ ẩm ướt mềm mại bên dưới, phảng phất như ở trên trời đột nhiên hạ xuống một hồi mưa dị vật quái dị vậy. Trong vô số những tiếng nổ mạnh không ngừng thay nhau vang lên, mấy trăm quả bom điện tử cảm ứng tự động không hề có chút tiết tấu nào mà vang lên liên miên không ngừng. Những tia lửa điện hồ quang màu lam sẫm, đối với những đầu robot mà nói có tính chí mạng dị thường. Thế nhưng đối với mặt cỏ mọc dày đặc ẩm ướt mềm mại bên dưới thế nhưng cũng chẳng có chút xíu tác dụng rõ ràng gì cả. Bọn chúng chỉ có thể chấn lên một đống bùn đất thấm đẫm xương sớm nhẹ nhàng bay lên hạ xuống một chút mà thôi. Thậm chí cũng chẳng hề kinh động một chút nào đến những đầu chuột đồng đang ngủ say sâu bên dưới mặt đất kia nữa. Có một đầu trâu đực nào đó đang di chuyển tuần tra bên trong lãnh địa của chính mình. Kinh ngạc nhìn chằm chằm một đống thứ quái dị gì đó vừa mới từ trên trời rơi xuống kia, sau đó bị một đống bùn đất ẩm ướt bắn trúng lên phần mông trắng kiện của chính mình. Nhất thời khiến cho nó dâng trào lên một sự phẫn nộ, hai bên lỗ mũi đen ngòm của nó chợt phụt ra hai luồng xương trắng như hai luồng thần phong. Bên trong cặp mắt trâu trợn tròn của nó phảng phất như là vừa mới nhìn thấy lá chiến kỳ mày đỏ rực vậy. Nó hống lớn một tiếng, liền cúi đầu hướng về phía quả bom điện tử cảm ứng tự động gần nhất phóng vọt tới.
Bên trong tiếng bồng vang thanh thúy, đầu trâu rừng phẫn nộ kia đã đem cái vỏ đạn của quả bom điện tử cảm ứng tự động đã bị tổn hại phi thường nghiêm trọng kia hất văng xuống một cái hồ nước gần đó. Sau khi xác nhận rõ ràng chính mình đã thắng lợi, nó mới kiêu ngạo ngẩng cao đầu lên, giẫm mạnh lên mớ bùn đất bên dưới, hướng về phía bầy đàn thê thiếp của chính mình đằng xa mà đi tới. Một màn hình ảnh quỷ dị vừa mới phát sinh trên bầu trời vừa rồi, khẳng định là do lão già kia rốt cuộc cũng đã một lần nữa triển lộ ra uy lực khủng bố vô cùng tận của hắn. Bên trong khoang điều khiển tối tăm hôn ám của đầu robot MXT-2, mắt Hứa Nhạc lúc này đã có chút khẽ đỏ bừng lên, lộ ra một nụ cười tràn đầy chân thành tha thiết nhất. Đang tiến hành mai phục bên ngoài sơn cốc này chính là chi bộ đội trọng trang, còn có chi bộ đội chiến đấu đặc chủng của chi biệt đội cặp mắt ti hí kia nữa. Vô số những tia mưa đạn dày đặc cùng với vô số những hỏa lực của loại vũ khí hạng nặng do đám binh sĩ kia phóng ra, lúc này đan xen vào nhau phóng bốn phía xung quanh đầu robot MXT màu trắng. Dưới sự thao tác hoàn mỹ của Hứa Nhạc, đầu robot MXT màu trắng kia phảng phất như là ẩn chứa những ma lực quái dị nào đó vậy, trong tiếng gầm rú khủng bố của hệ thống song động cơ. Đầu robot MXT màu trắng nặng nề chẳng biết mệt mỏi tiến hành vô số những động tác né tránh phi thường hoàn mỹ, đem những chiếc xe thiết giáp hạng nặng ở trước mặt nhất nhất phá hủy. Cái lão gia hỏa kia khẳng định là sẽ không trợ giúp chính mình gây thương tích cho đám binh lính liên bang đang tiến hành phục kích chính mình ngoài kia. Hứa Nhạc vừa tiến hành chiến đấu, vừa một bên suy nghĩ như vậy, hơn nữa cũng hoàn toàn đồng ý với quyết định của lão già kia. Hứa Nhạc quả thật cũng không biết ở một mảnh địa phương mà chính mình không hề nhìn thấy, ở trên tầng cao bên trên bầu trời. Đang có một chiếc phi thuyền chiến hạm của liên bang đang lạnh lùng nhìn chăm chú vào chính bản thân của hắn, bắt đầu khởi động tiến trình phóng thích chủ pháo. Đương nhiên, cho dù hắn có biết hẳn là cũng sẽ không quá mức để ý, lại càng không có cảm thấy tuyệt vọng. Chuyện tình con người thì cứ giao cho con người làm, còn chuyện tình máy móc thì tự nhiên giao lại cho lão già kia đi làm là được. Chương 770, Tiểu Bạch Hoa bên cạnh đường ray. Một chiếc phi thuyền chiến hạm khinh vũ cấp của hạm đội liên bang lúc này đang huyền phù bên trên không gian bên ngoài tầng khí quyển của tinh cầu S1. Những tia quang mang từ ánh hàng tinh đằng xa chiếu đến từ phía bên sườn, một phen đem đầu phi thuyền chiến hạm màu đen khổng lồ này vẽ loạn thành một khối hỗn hợp hai màu trắng cùng đen kết hợp. Cái miệng khổng lồ hợp kim ngay bên dưới bụng của chiếc phi thuyền chiến hạm kia chậm rãi không một tiếng động mở ra. Lộ ra họng chủ pháo lạnh lùng khủng bố khiến cho người ta trong lòng sinh ra hàn ý mãnh liệt, đang nhắm thẳng xuống bề mặt tinh cầu xa xa bên dưới. Bên trong đại sảnh chỉ huy ở phía đầu của chiếc chiến hạm lúc này là một mảnh im lặng trầm mặc vô cùng. Đám quân nhân sĩ quan bên trong rất nhanh tiến hành hàng loạt các thao tác điều chỉnh tập trung. Hệ thống máy vi tính của chiến hạm dưới sự trợ giúp của vô số khỏa vệ tinh quân sự hướng về phía đầu robot MXT màu trắng đang đắm chìm trong những luồng khói thuốc súng ám khói kia mà tiến hành định vị tiêu chuẩn. Một đội ngũ vô số các vị hoa tiêu định vị xuất sắc nhất của hạm đội liên bang đã được điều động khẩn cấp tiến lên đầu chiến hạm này. Trong khoảng thời gian ngắn nhất tiến hành một loại những thao tác giải toán định vị cao cấp, một vị nữ trung úy đẩy mạnh chốt mở khởi động chủ pháo ngay trước mặt mình, nhìn về phía con đường đạn đạo đã được vạch ra sẵn. Xuất hiện bên trên màn hình máy tính điều khiển ngay trước mặt, vẻ mặt không một chút biểu tình nói, chuẩn bị nạp năng lượng vào đầu chủ pháo cấp 1. Chuẩn bị nạp năng lượng vào đầu chủ pháo cấp 2. Chuẩn bị nạp năng lượng vào đầu chủ pháo cấp 3. Những thanh âm không có bất cứ một tia cảm xúc nào không ngừng vang lên quanh quẩn bên trong gian đại sảnh rộng lớn. Hoàn cảnh nơi này vốn dĩ đã phi thường im lặng, thế nhưng trong khoảnh khắc này lại một lần nữa càng trở nên thêm yên lặng hơn rất nhiều. Tất cả các quân nhân sĩ quan của liên bang cũng đều dừng lại công tác hiện tại của chính mình, mang theo những tình tự phi thường phức tạp trên mặt, liếc nhìn về phía cái màn hình lớn ngay chính giữa đại sảnh. Bọn họ năm này qua tháng nọ đều mãi luôn làm việc trường kỳ trên chiến hạm, cho nên phi thường biết rõ ràng thanh chủ pháo với uy lực cực kỳ khủng bố kia. Một khi mạnh mẽ phóng ra, vậy thì cái cột sáng tràn ngập hương vị hủy diệt kinh khiếp sẽ làm ra những kết quả khủng bố như thế nào. Trên thế giới này căn bản không có bất cứ đầu robot nào có thể thừa nhận nổi uy lực của chủ pháo chiến hạm cả. Bọn họ vào lúc này đang trầm mặc chờ đợi cái chết của tên quân nhân sĩ quan có thể nói là ưu tú nhất toàn bộ liên bang kia. Thậm chí còn có gã quân nhân sĩ quan đã lặng lẽ không một tiếng động gỡ xuống cái mũ quân dụng trên đầu mình, làm một động tác kính lễ theo nghi thức quân đội liên bang. Khai hỏa. Bên trong cái hố đen hợp kim cực lớn ở bên dưới bụng của chiếc chiến hạm,
một cái bệ phóng chủ pháo khổng lồ tiếp nhận mệnh lệnh, được đẩy nhanh về phía trước. Một luồng ánh sáng màu lam sẫm sâu kín ở bên trong nòng pháo hoàn thành động tác kết nối năng lượng của nó, bắt đầu sáng rực lên, sau đó di chuyển. Kết nối với nhau bên thành một cái vòng tròn phi thường hoàn mỹ, độ sáng cũng càng ngày càng trở nên sáng rực lên, sau đó đột nhiên chợt tắt. Cùng với thân thể chiếc chiến hạm có thể tích phi thường khổng lồ mà so sánh, thì thanh chủ pháo kia nhìn qua giống như là một cái mũi nhọn cực kỳ sắc bén của một thanh chủy thủ vậy. Chỉ trong khoảnh khắc, một luồng cột sáng ẩn chứa một nguồn năng lượng phi thường khủng bố đột nhiên khạc ra khỏi nòng chủ pháo. Cái cột sáng với đường kính ước chừng khoảng một thước kia đã hoàn toàn không có màu sắc xanh lam sẫm như lúc kết nối bên trong họng chủ pháo nữa, mà là một loại ánh sáng trắng nõn đầy tinh khiết. Chỉ trong nháy mắt, cột ánh sáng khủng bố kia liền xé tan bầu không gian vũ trụ lạnh như băng, xé rách hoàn toàn bầu khí quyển, hướng về phía mặt đất tinh cầu S1 bên dưới mà oanh kích xuống. Cũng chẳng có loại thần thánh từ ái mà những tôn giáo bên trong Bách Mộ Đại bên kia vẫn hay thường tán dương, mà chỉ có một cỗ ý chí lãnh khốc cùng với hủy diệt không thuộc về bản chất cuộc sống hàng ngày mà thôi. Tất cả các quân nhân sĩ quan bên trong đại sảnh chỉ huy của đầu chiến hạm theo bản năng nhất thời nắm chặt hai bàn tay của mình lại. Nhưng mà ngay sau đó, bọn họ liền nhìn thấy được một màn hình ảnh không ai có thể hiểu nổi được. Cái cột sáng hủy diệt của chủ pháo chiến hạm, bình thường một khi đã khai hỏa liền sẽ không có bất cứ kẻ nào có thể khống chế được nữa. Nhưng mà ngay sau khi cột sáng đó phóng ra khỏi nòng chủ pháo, thế nhưng lại cũng không có giống như trong trí tưởng tượng của mọi người vậy, nháy mắt liền xỏ xuyên qua toàn bộ thế giới, mà là ở trong phạm vi không đầy 2 km đã nhanh chóng tản ra. Giống hệt như một lớp tuyết trắng mỏng manh gặp phải ánh nắng mặt trời chói chang, hoặc là giống như những sợi tơ nhện mỏng mảnh gặp phải những cơn gió lạnh mùa xuân. Cũng giống như là những cây kẹo đường gặp phải cái miệng của một đứa bé con vậy, cái cột sáng cực kỳ khủng bố kia. Dưới sự chứng kiến của tất cả các quân nhân sĩ quan trên đại sảnh chỉ huy chiến hạm chậm rãi loang lổ từng phiến một. Sau đó bong chóc từng mảng nhỏ, tung bay tán loạn, cuối cùng biến mất không thấy đâu nữa. Đã xảy ra chuyện gì rồi? Tất cả các quân nhân sĩ quan liên bang bên trong đại sảnh chỉ huy nhất thời không kịp phản ứng lại. Bọn họ đều kinh hoàng liếc mắt nhìn sang những đồng đội bên cạnh mình, muốn xác nhận rõ ràng một màn hình ảnh vừa rồi cũng không phải là ảo giác của chính mình. Mà những gã quân nhân sĩ quan đang chuẩn bị hướng về phía thượng tá Hứa Nhạc thể hiện sự ai điếu kinh ý của chính mình, thì chiếc mũ quân dụng trong tay lại chậm rãi rơi xuống mặt đất. Bên trong đại sảnh chỉ huy của chiến hạm đột nhiên vang lên thanh âm cảnh báo bén nhọn chói tai. Nguồn năng lượng nạp vào một nòng chủ pháo đột nhiên trong khoảnh khắc cực ngắn gần đó đã tuôn trào một cách tán loạn, khiến cho không gian ngay bên dưới thân của chiếc chiến hạm đột nhiên gia tăng nhiệt độ lên một cách kịch liệt. Nhiệt độ không khí chỉ trong khoảnh khắc đã từ âm 100 độ gia tăng kịch liệt lên 600 độ. Lớp hộ giáp hợp kim ngay bên dưới bụng của chiếc chiến hạm đã bị hao tổn cực kỳ nghiêm trọng. Những luồng hồ quang màu xanh lam sẫm ở trong không khí không ngừng phập phình trôi nổi. Những khẩu súng cơ tốc chống thiết bị trọng hình bố trí dày đặc bên trên sườn núi vào lúc này cũng không ngừng gào thét phụt ra những luồng đạn cực mạnh. Ngẫu nhiên có những làn khói thuốc súng bốc lên, mà phần lớn lại là những mảnh đá vụn bắn văng tung tóe khắp nơi. Đầu robot MXT màu trắng nặng nề mà cứng rắn không ngừng va chạm với những chiếc xe thiết giáp, phát ra những thanh âm giống như chống trận vậy, không ngừng vang vọng khắp núi rừng. Cũng không có bất cứ đầu robot quân dụng liên bang này gia nhập vào tràng phục kích này. Cho nên một hồi chiến đấu nhìn qua cực kỳ kịch liệt như thế này, đối với Hứa Nhạc mà nói cũng không phải đặc biệt khó khăn gì. Thanh đao hợp kim gắn ngay phía trước cánh tay phải máy móc của đầu robot MXT kia ở bên trong những luồng. Gió thu lạnh lẽo không ngừng phát ra những tiếng vù vù trầm thấp. Ngoại trừ là bởi vì cái tua kim loại gắn ngay bên cạnh lưỡi đao kia, phần lớn còn là bởi vì bản thân thanh đao hợp kim kia đang không ngừng run rẩy với tần suất cực cao. Đây chính là phương pháp tác chiến do chính bản thân Hứa Nhạc ở trên chiến trường với quân đội đế quốc suy nghĩ mà phát minh ra. Bằng vào phần thân của thanh đao hợp kim tiến hành run rẩy biên độ cực kỳ cao. Lớp hộ giáp nhìn qua phi thường chắc chắn của một đầu chiến xa đế quốc, thường thường cũng có vẻ phi thường yếu ớt không đáng nhắc tới. Cho dù là đối mặt với những đầu robot địch nhân, cho dù không thể một kích tức phá, nhưng mà cái loại run rẩy với tốc độ cực kỳ khủng bố như thế này, cũng có thể tàn phá phi thường nghiêm trọng những chỉ tiêu sinh lý của gã phi công đang ngồi trong khoang điều khiển. Những thiết kế giảm sóc bố trí bên trong khoang điều khiển robot cho dù có cao cấp đến như thế nào đi chăng nữa, cũng không có cách nào chống đỡ nổi với loại uy lực khủng bố do run rẩy với biên độ cực cao như thế này được.
run rẩy nhìn qua tựa hồ như là một cái động tác phi thường đơn giản, nhưng mà đối với một đầu robot nặng nề cao lớn mà nói, thì nó lại cần những thao tác né tránh rất nhỏ cùng với những tốc độ tay điều khiển nhanh đến mức gần như không thể nào tưởng tượng nổi được. Đối với Hứa Nhạc mà nói, mấy cái này cũng không phải là chuyện khó khăn gì. Huống chi dọc theo đường đi từ một gã cô nhi đông lâm biến thành một anh hùng chiến đấu của liên bang, hắn đã sớm quen với loại động tác run rẩy này rồi. Những luồng hồ quang do trận địa điện tử cảm ứng dày đặc kích phát ra đã bị trực tiếp đột phá qua. Những luồng hồ quang bắn ra với tốc độ tương đối nhanh kia, đối với đầu robot MXT màu trắng cũng tạo thành những thương tổn nhất định. Nhưng mà điều này cũng chẳng có cách nào làm chậm lại tốc độ phóng đi của nó cả. Liên tục có những đầu chiến xa thiết giáp bị phá hủy, vô số những luồng đạn đạo hướng về phía đầu robot MXT màu trắng kia bắn tới, nhưng đều lại bị đột phá. Cái thòng lọng phục kích của quân đội liên bang bố trí kia, nhìn qua không ngờ lại yếu ớt đến như thế. Những thiết bị phản cơ giới nổ vang càng ngày càng thưa thớt dần lại, những luồng khói thuốc súng dần dần tiêu tán đi. Tới thời điểm khi mà đám quân nhân binh lính kịp phản ứng lại, thì đầu robot MXT màu trắng kia đã biến thành một cái bóng nhàn nhạt ở tít mãi xa xa rồi. Đầu robot MXT phóng ra khỏi dãy đường ray kéo dài gần như vô tận kia, thế nhưng lại vẫn như cũ chạy song song theo phương hướng đường ray kéo dài mà phóng đi. Bên trên bề ngoài màu ngân bạch của con robot lúc này đã có thêm rất nhiều những vết chảy xước nhàn nhạt. Còn có mấy chỗ thậm chí ngay cả lớp hộ giáp cũng bị trực tiếp chấn động rơi mất, lộ ra những cái giá bằng hợp kim sáng chói tràn ngập hương vị cường hãn ở bên trong thân thể. Một hồi phá vây nhìn qua cực kỳ đơn, giản thoải mái như thế, nhưng trên thực tế vẫn như cũ thập phần gian nan. Bên trong khoang điều khiển nặng nề tối tăm hôn ám, Hứa Nhạc cởi cái mũ giáp điều khiển trên đầu xuống, trầm mặc đưa tay lên lau đi mớ máu tươi chảy qua trên khóe môi mình. Thời khắc cuối cùng trước khi phá vây, bên trong sơn cốc có một trận địa đại pháp đã ẩn nấp suốt một khoảng thời gian thật dài đột nhiên nổ súng, khiến cho hắn để lại một ấn tượng cực kỳ sâu đậm, đồng thời cũng khiến cho hắn bị thương. Bên trong luồng ánh sáng mờ nhạt tối tăm, hai mắt của Hứa Nhạc ửng đỏ, dương mắt nhìn chằm chằm con đường dài dằng dặc phía trước. Tuy rằng bản thân là tên gia hỏa có hệ thống thần kinh thô chắc nhất vũ trụ, nhưng mà những khảo nghiệm sinh tử trên chiến trường cùng với những tràng chiến đấu cực kỳ kịch liệt kia cũng đã khiến cho sự cường hãn nguyên thủy nhất bên trong cơ thể của hắn hoàn toàn kích phát hết ra. Hệ thống cảm ứng ý nghĩ trang bị trên kiện áo da bó sát người đang mặc kia chợt truyền đến một tia cảm giác có chút tê dại. Hứa Nhạc nhớ tới cái này cực kỳ có khả năng chính là thứ năm xưa đích thân quân thần lão nhân gia đã từng sử dụng, ánh mắt của hắn cũng dần dần nheo chặt lại. Năm đó lão nhân gia điều khiển một đầu robot M37 vô cùng rác rưởi kia, phóng chạy như điên suốt ngàn dặm, dưới sự theo dõi chăm chú của vô số ánh mắt khiếp sợ của đám bộ đội đế quốc. Hạ sát thành công hoàng đế đế quốc, như vậy thì hiện tại bản thân mình đang điều khiển một trong hai đầu robot MXT tiên tiến nhất trong toàn bộ vũ trụ. Dựa vào cái gì mà không thể phóng chạy như điên ngàn dặm, từ cảng đô giết thẳng về đặc khu thủ đô cơ chứ? Con robot tiểu bạch hoa ở bên cạnh đường ray cuồng nhiệt nở rộ ra tốc độ khủng bố nhất của chính mình mà lao đi. Sau khi đột phá xong vòng vây phục kích của quân đội liên bang, trong khu vực bốn phía gần nhất tạm thời cũng không nhìn thấy bất cứ chi bộ đội liên bang nào tập kết nữa cả. Hứa Nhạc thoáng thả lỏng lại một chút, từ trong cái ba lô bên cạnh lấy ra hai thanh thức ăn năng lượng cao tổng hợp áp xúc, rất nhanh mà quả quyết thanh toán hai thanh thức ăn vào bụng. Trong tràng chiến đấu kịch liệt lúc trước, hắn mãi cũng khống chế tốt luồng chân khí không bị hao tổn quá nhiều, cho nên cũng không phải là đang rất đói. Nhưng mà một khi từ nay về sau đã không ngừng phải chiến đấu thật dài lâu, thì hắn trước tiên phải bổ sung thêm một chút năng lượng để đề phòng chuyện bất trắc. Giờ phút này những sợi dây thần kinh đã căng cứng vô cùng của chính hắn cũng cần phải thả lỏng một chút. Hắn khẽ nheo cặp mắt tí hí của chính mình lại, đột nhiên mở miệng nói, Phỉ Lợi Phổ, ông lái giúp tôi một chút, tôi hít thở chút gió cái đã. Đúng rồi, thuận tiện gọi giúp tôi một cú điện thoại. Trong những làn gió mùa thu lạnh lùng thổi quét, đầu robot màu xanh ngân bạch đang rất nhanh phóng đi giữa núi rừng. Cánh cửa hợp kim của khoang điều khiển con robot vào lúc này đột nhiên mở ra, Hứa Nhạc từ trong chậm rãi bước ra ngoài, đứng chắc chắn bên trên cánh cửa hợp kim của khoang điều khiển, cúi đầu chắn gió châm một điếu thuốc lá. Đầu robot màu trắng ngân bạch không người lái thế nhưng lại vẫn không hề có chút giảm tốc độ nào. Ở giữa núi rừng bốn phía một mảnh u tĩnh, những luồng gió thu lạnh lẽo không ngừng thổi quét phóng tới. Hứa Nhạc khẽ nheo mắt lại nhìn về phía con đường phía trước mặt,
hút thật sâu một ngụm khói thuốc lá cay nồng, hướng về phía đối thủ bên kia đầu dây điện thoại, nói, ông có biết rằng tôi đang trên đường đến chỗ ông không? Cậu hãy ngừng lại đi, hành động này đối với liên bang cũng không có bất cứ ưu đãi gì cả đâu. Thanh âm hùng hậu trầm thấp của Tổng thống mặt bố nhĩ ở bên kia đầu dây điện thoại chậm rãi vang lên. Đối với tôi mà nói, chuyện tình quan trọng hơn chính là để cho ông cũng không nhận được bất cứ sự ưu đãi gì. Hứa Nhạc chậm rãi hồi đáp, cậu thật sự muốn một phen đem chính mình biến thành một gã phần tử khủng bố xú danh muôn thuở hay sao? Vài năm trước đây, ở trong giấc mộng tôi cũng đã từng thừa nhận cái thân phận này rồi. Thanh âm của Tổng thống tiên sinh lúc này không ngờ lại bình tĩnh dị thường, cậu thật sự nghĩ rằng tất cả mọi người trong toàn thể liên bang cũng đều phải xin lỗi cậu hay sao? Cậu hãy ngẫm lại những người đã không tiếc việc vi phạm pháp luật cũng muốn trợ giúp cậu đi. Có lẽ chỉ trong chốc lát tiếp theo sau đó, cậu sẽ đột nhiên phát hiện ra rằng tất cả những thứ mà cậu đang kiên trì kia đã biến thành một thứ chuyện cười khiến cho cậu vô cùng thống khổ đó. Ngay sau đó là một trận thanh âm chói tai vang lên. Đây là lần đầu tiên kể từ sau khi song phương khai chiến cho đến nay, Tổng thống tiên sinh đã chủ động cắt đứt điện thoại. Bên trong không cảng tại đặc khu thủ đô, Tổng thống mặt bố nhĩ trầm mặc liếc nhìn cái điện thoại di động đã im lặng trong tay mình. Biểu tình mang theo ý tứ hàm xúc khó hiểu lắc lắc đầu mấy cái, sau đó bước xuống chiếc chuyên cơ đệ nhất liên bang. Dưới sự cảnh giác bảo vệ cực kỳ chuyên chú của đám quân nhân sĩ quan tinh nhuệ nhất toàn bộ liên bang, ông ta rất nhanh hướng về phía chiếc ô tô chống đạn quân dụng đặc biệt mà đi đến. Hướng về phía chủ nhiệm Bố Lâm đang tiến đến nghênh đón chính mình trầm giọng hỏi, tình huống bên kia là như thế nào vậy? Vì cái gì mà lại xuất hiện ngoài ý muốn? Chủ nhiệm Bố Lâm hạ thấp thanh âm, rất nhanh hồi đáp, tướng quân Lý Tại Đạo cùng với Thôi cục trưởng đang một mực làm việc bên trong cục hiến trương bên kia. Tiến trình đối chiếu dấu hiệu ADN sinh thể đã tiến hành được một khoảng thời gian rồi, cũng có chút tiến triển. Nhưng mà tựa hồ như là đã xảy ra một chút vấn đề gì đó. Ở sâu bên trong lòng đất của cục hiến trương liên bang, tướng quân Lý Tại Đạo mang theo thần tình mỏi mệt. Đứng thẳng người lên một chút, đưa tay xoa xoa nhẹ hai cái hốc mắt rõ ràng hãm sâu không ít của mình. Lúc này ông ta đang nhận một cú điện, thoại liên lạc đến từ bên phía cảng đô bên kia. Lắng nghe một chút báo cáo từ bên kia đầu dây điện thoại, biểu tình trên mặt ông ta vẫn như cũ phi thường bình tĩnh. Nhưng mà sau khi cắt đứt điện thoại, ánh mắt liếc nhìn cục trưởng cục hiến trương Thôi Tụ Đông lại biến thành cực kỳ sắc bén. Một khi lão ta đã khẳng khái cấp ra manh mối về cái hòm ra kia từ phía châu Úc, vì cái gì lại ngăn cản mấy quả đạn đạo tập kích, thậm chí là hủy diệt năng lượng phóng ra từ chủ pháo nữa. Cái này phải giải thích như thế nào đây? Không thể giải thích nổi. Đây là chuyện tình mà tôi không thể nào lý giải nổi. Thôi Tụ Đông cũng chẳng hề quay đầu nhìn lại, thậm chí còn không thèm để ý chút nào đến cảm thụ của Lý Tại Đạo nữa. Biểu tình có chút chết lặng cùng với phi thường tập trung nhìn chằm chằm về phía trước mặt mình. Vòng phục kích bên phía cảng đô bên kia đã bị tổn thất phi thường thảm trọng. Ánh mắt của Lý Tại Đạo khẽ cụp xuống, chậm rãi mà sắc bén nói, sự tổn thất to lớn như thế, cuối cùng cũng cần có một lý do. Hai tên gia hỏa các người quá mức ngu ngốc rồi. Đây chính là bởi vì lão ta đang do dự. Lão ta đang xung đột. Lão ta đang giãy giụa. Bên trong gian đại sảnh u tĩnh hôn ám bên dưới lòng đất của cục hiến trương không ngờ lại còn có một người thứ ba nữa. Bối Đức Mạn, bộ dáng co do cúm rúm ngồi bên dưới mặt đất giống hệt như một đứa trẻ, lúc này chỉ vào cái màn hình gần như trong suốt khổng lồ gắn trên tường kia, gần như điên cuồng mà hét lên. Trên màn hình xử lý trung tâm của cỗ máy vi tính trung ương hiến trương, những dòng số liệu điện tử màu xanh nhàn nhạt vẫn như cũ giống như những thác nước không ngừng đổ xuống. Thỉnh thoảng lại có một vài dãy số chẳng biết đã bị cái gì quấy nhiễu, đột nhiên trở nên vặn vẹo kịch liệt, nhìn qua có vẻ như là không chút ổn định nào cả. Các bạn vừa nghe xong tập 77 của bộ truyện Gian Khách của tác giả Miêu Nị tại Thư viện Sách Nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.